Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1581, một treo một miếng thịt béo lên làm cho anh thèm nhỏ dãi. Hai bên kết nghĩa cùng giúp đỡ nhau tạo nên góc bù phát triển kinh tế là một biện pháp rất tốt, mặc dù là tăng cường liên hợp thế nhưng cũng phải thừa nhận trong mối liên kết này thì người có lợi nhất chính là Mật Đông. Sầm Vật Cương cũng không phụ lòng kỳ vọng của Đường Chấn Huy, lão ho khẽ một tiếng rồi nhanh chóng cho ra phản ứng. Lần này Bí Thư Vương đi đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con mà đưa đến cho Mật Đông một cơ hội tốt để phát triển kinh tế. Tôi chợt sinh ra một ý nghĩ, đó chính là hận không thể cho Bí Thư Vương sinh thêm vài cô cậu nữa, mỗi ngày đều tham gia những buổi lễ tốt nghiệp, như vậy sau vài lần thì kinh tế của Mật Đông sẽ phát triển không ngừng, sẽ vượt mặt các địa phương khác mà thôi. Sầm Vật Cương nói vài lời cực kỳ khôi hài làm cho đám người trong phòng vang lên tiếng cười vui sướng. Vương Tử Quân cũng cười, thế nhưng nụ cười của hắn có vài phần bội phục Sầm Vật Cương. Người này biết mình sắp bại thế nhưng vẫn chấn định như vậy, không hổ danh là Sầm Vật Cương, hèn gì có thể là một tồn tại nói 102 ở Mật Đông. Nói theo phương diện khách quan thì khí độ của Đường Chấn Huy so ra kém Sầm Vật Cương khá nhiều. Bí thư, ngài quá coi trọng tôi rồi. Các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang sở dĩ cho ra ý kiến này chủ yếu là vì cảm thấy tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông chúng ta khá tốt, cực kỳ có tương lai về sau này. Vương Tử Quân nói một câu khiêm tốn rồi tiếp tục. Phía tỉnh Nam Giang cảm thấy tốt nhất là nên làm trước vài thí điểm, năm nay bọn họ chuẩn bị cho ra ba thành phố cùng kết nghĩa với ba thành phố bên tỉnh Mật Đông chúng ta. Nếu như hợp tác thật sự có hiệu quả, như vậy sẽ tổng kết kinh nghiệm để đưa đến hợp tác quy mô lớn vào năm sau. Cái gì mà cho ra ba chỉ tiêu kết nghĩa? Sầm Vật Cương nghe những lời này thì ngây cả người, Vương Tử Quân xem ra vẫn là người tâm cơ thâm trầm, anh cho ra một chiêu như vậy chẳng phải là có tâm tư bất lương sao? Ba thành phố thì có vẻ là không ít, thế nhưng thực tế thì trong tỉnh Mật Đông là sói nhiều thịt ít, chủ tịch thành phố trong tỉnh Mật Đông không chen nhau chạy đến sao? Dù gì thì bọn họ cũng phải thi triển tất cả bản lĩnh của mình để lấy được phần danh sách này. Bọn họ muốn tranh thủ cho thành phố của mình thì đến tìm ai? Dù là Sầm Vật Cương tự tay quyết định, Vương Tử Quân chắc chắn sẽ không phản đối, thế nhưng người cho ra ý kiến này là phía tỉnh Nam Giang, khi đó mà người ta phản đối thì không phải là mình mất mặt sao? Mâm bánh trái lần này có hạn nhưng rất thơm ngon, chắc chắn sẽ sinh ra tình cảnh tranh cướp cực kỳ náo nhiệt. Tất nhiên người có được chỉ tiêu thì sẽ mang ơn Vương Tử Quân, còn không tranh chấp được cũng phải mỏi cổ chờ sang năm sau. Không phải Bí Thư Vương đã nói thành phố nào cũng sẽ có chỉ tiêu sao? Một chiêu như vậy của Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ có ý nghĩa, đối với các thành phố trong tỉnh còn chưa xác định được ai là người chiến thắng, thế nhưng trước mặt ai cũng có một miếng thịt treo đung đưa, đừng nói là anh oán trách Vương Tử Quân, chỉ sợ phải thờ phụng Vương Tử Quân như thờ Phật. Một mưu lược như vậy không khỏi làm cho người ta vỗ tay tán dương. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa mưu lược của Vương Tử Quân thì Sầm Vật Cương lại sinh ra cảm giác mình như chó cắn nhím, căn bản không biết cắn vào chỗ nào. Cũng giống như hôm nay mình đùa giỡn Đường Chấn Huy, cho dù mình có uất ức thế nào cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mà thôi. À, điều này rất tốt, Bí Thư Vương, anh là lão lãnh đạo của Nam Giang, lại là người phụ trách chủ yếu ở tỉnh Mật Đông, tôi thấy anh nên là người phụ trách công tác này. Nhanh chóng xác định ba thành phố cùng kết nghĩa với phía Nam Giang. Sầm Vật Cương vẫn giữ nụ cười trên môi, lão khẽ nói với Vương Tử Quân. Người ta có uy thế lớn hơn mình, đôi khi mình không cúi đầu là không được. Sầm Vật Cương cũng không phải là người không nhìn rõ đại cục, biết rõ tình huống này mình không làm gì được Vương Tử Quân, thế nên mới trao quyền chủ đạo cho Vương Tử Quân. Vị Yến Quy lạnh lùng nhìn tất cả tình huống đang diễn ra. Thế nhưng trong lòng lại có vài phần ảm đạm. Bây giờ lão hầu như xem Vương Tử Quân là đối thủ đệ nhất của mình, chuyện bức thiết nhất của lão vào lúc này chính là cố gắng liên thủ với Cố Tắc Viêm để đẩy Vương Tử Quân đi xuống. Tất nhiên tốt nhất là ép Vương Tử Quân rời khỏi Mật Đông, để chính mình và Cố Tắc Viêm tranh nhau vị trí chủ tịch tỉnh. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một đòn sấm sét với Sầm Vật Cương, cuối cùng lại cho ra kết quả kẻ tám lạng người nửa cân. Chính mình nếu muốn đẩy ngã Vương Tử Quân trong nửa năm nhiệm kỳ còn lại của Đường Chấn Huy thì căn bản là không dễ dàng gì. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không biết Vi Yến Quy đang nghĩ gì, lúc này Vương Tử Quân không quan tâm đến Vi Yến Quy, hắn cười nói với lời đề nghị của Sầm Vật Cương. Cảm ơn sự tín nhiệm của Bí Thư Sầm,
nhưng chuyện này tôi cảm thấy nên để cho chủ tịch Đường dốc sức thì hay hơn. Người chủ trì chuyện này ở tỉnh Nam Giang là chủ tịch Lý Thừa Uyên, tỉnh Mật Đông chúng ta cho chủ tịch tỉnh đứng ra nắm công tác thì mới có tính ngang hàng. Đường Chấn Huy thấy Vương Tử Quân đẩy sự việc cho mình thì không khỏi cảm kích, uy anh của lão hầu như sắp ngã đổ khi mà phương án nhất thể hóa rừng mật bị ngăn trở vì bí thư Mã Vệ Đông bị điều động công tác khác, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại đẩy một công tác quan trọng hơn cho mình. Tuy cuối cùng thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng làm cho đám người bên dưới cung kính với mình thêm vài phần. Nếu chủ tịch Lý đã tự mình ra tay, như vậy tôi sẽ tiến ra cổ vũ. Nhưng này bí thư Tử Quân, bí thư Sầm nói đúng, anh là người hiểu rõ tình hình của cả Nam Giang và Mật Đông, chuyện này anh cũng cần ra sức thúc đẩy, anh cũng không nên bỏ mặc được. Đường Chấn Huy nói rồi vui đùa rồi ôm lấy công tác từ Vương Tử Quân, hơn nữa cũng không thèm nể mặt Sầm Vật Cương. Điều này nói rõ lão có oán niệm cực lớn với hành vi hôm nay của Sầm Vật Cương, mà lời nói vừa rồi của lão còn có chút hãnh diện. Vương Tử Quân có thể nhìn ra được tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng Sầm Vật Cương vẫn có biểu hiện cực kỳ bình thản. Sau khi Đường Chấn Huy đứng ra tiếp nhận công tác trong tay Vương Tử Quân, đề tài thảo luận của hội nghị thường ủy lại được tiếp tục với chủ đề khác. Hai cơn sóng gió lớn trong hội nghị thường ủy giống như quét sạch tất cả lực lượng của mọi người, vì thế mà các chủ đề thảo luận tiếp theo hầu như không có vấn đề gì. Tối đa thì có vài người nói vài câu, sau đó đều được thông qua. Hội nghị thường ủy kết thúc, khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp thì cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra. Hắn biết rõ đây là vì mình hao phí quá nhiều tâm lực, nhưng hội nghị thường ủy hôm nay cũng làm cho hắn có được thu hoạch rất lớn. Cho đến nay hắn đã tìm đúng điểm phát lực ở Mật Đông, cũng thấy rõ tình thế ở Mật Đông, thế nhưng sau hội nghị thường ủy hôm nay thì hắn càng hiểu rõ hơn về Sầm Vật Cương. Người này căn bản là quá bất phàm. Mặc dù phong cách quá mạnh mẽ thế nhưng khi làm việc gì cũng cực kỳ nhịp nhàng ăn khớp, đứng lên như thiên lôi, một tay phủ khắp sân khấu, dưới tình huống sấm sét như vậy thì anh căn bản không còn cơ hội phải kích. Vương Tử Quân cảm thấy Đường Chấn Huy cũng là một người tài giỏi, thế nhưng dưới sự áp chế của Sầm Vật Cương thì căn bản không có lực hoàn thủ. Nếu như không phải lần này mình nắm lá bài ngứa đến từ Nam Giang, chỉ sợ phía bên mình căn bản khó có cơ hội xoay người. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân tưởng là Đường Chấn Huy hay Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến, thế nhưng sau khi nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia mới biết người đó là Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường có thể nói là một thường ủy tỉnh ủy có liên hệ với Vương Tử Quân sớm nhất, mở miệng giới thiệu mình là người quen của Thạch Kiên Quân. Chương 1581-2 treo một miếng thịt béo lên làm cho anh thèm nhỏ dãi. Khi Sầm Vật Cương thúc đẩy phương án bắn hạ Đường Chấn Huy thì Tiết Xuyên Cường lúc đầu còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn ngã về phía Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân cảm thấy hành vi này của Tiết Xuyên Cường cũng không có gì là sai, vì mỗi người đều phải lo nghĩ cho lợi ích của mình. Tiết Xuyên Cường là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, tuy là người không được trọng dụng thế nhưng cũng không có mâu thuẫn quá lớn với Sầm Vật Cương. Dưới tình huống nghiêng về một bên quá rõ rệt. Nếu như ép đối phương đứng sang bên cạnh mình, Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là không thực tế. Mọi người đều ích kỷ, đều tránh hại tìm lợi, có rất ít người vì người khác mà hy sinh lợi ích của mình. Chưa nói đến Tiết Xuyên Cường, dù là chính Vương Tử Quân cũng không thể nào hy sinh lợi ích của mình vì người khác, vì sự kiện này căn bản quá hà khắc với chính bản thân mình. Bí thư Vương, sự việc hôm nay, Tiết Xuyên Cường cũng không đi đường vòng với Vương Tử Quân. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra sự áy náy của mình. Vương Tử Quân biết rõ Tiết Xuyên Cường muốn nói gì, hắn không chờ Tiết Xuyên Cường nói xong thì đã cười nói, Chủ tịch Xuyên Cường, tôi hiểu lựa chọn của anh, dù sao anh cũng còn công tác ở tỉnh Mật Đông. Nói thật nhé, có thể giơ tay vào thời điểm cuối cùng cũng xem như là giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi. Vương Tử Quân cười tha thứ rộng lượng làm cho Tiết Xuyên Cường càng không được thoải mái tự nhiên. Hắn biết sự kiện vừa qua mình đóng một vai không hay ho gì cho lắm, thế nhưng hắn cũng không nghĩ là mình làm sai, con người đều có quyền lựa chọn, hắn cũng không thể bán mình cho Vương Tử Quân được. Vương Tử Quân thấu hiểu như vậy làm cho hắn cảm thấy có vài phần ấm áp, hắn vốn chỉ có chút áy náy thế nhưng bây giờ cảm xúc này như tràng giang đại hải trong lòng. Bí thư Vương, lần này bí thư Sầm quyết tâm đánh tan sự liên hợp giữa ngài và chủ tịch Đường, nếu không phải có chiêu thức kết nghĩa giữa các thành phố hai tỉnh.
chỉ sợ cục diện chính trị ở tỉnh Mật Đông này sẽ bị phá vỡ rồi. Bí thư Sầm là người có năng lực công tác rất mạnh, chúng ta cần phải phát huy tính tích cực của mình dưới sự lãnh đạo của anh ấy mới đúng. Vương Tử Quân khẽ cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tiết Xuyên Cường hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn do dự giây lát rồi nói tiếp, Bí thư Vương nói rất đúng, tôi cũng hy vọng có được một cơ hội để có thể phát huy tính tích cực của mình, thế nhưng mãi mà không tìm được bãi đáp nào cho mình. Vương Tử Quân cũng cảm giác được cảm xúc không chịu được cô đơn của Tiết Xuyên Cường, nếu không thì vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc này sẽ không thông qua Thạch Kiên Quân mà liên hệ với mình, khi mà mình vừa mới đến nhận chức ở Mật Đông. Nếu Tiết Xuyên Cường không có yêu cầu nào, như vậy người này sẽ chủ động tiếp cận mình sao? Chủ tịch Tiết, anh nên phát huy ưu thế của mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, anh phải làm tốt công tác của mình, đồng thời cũng phải cho ra cống hiến với tình hình kinh tế của tỉnh. Tôi nhớ trong tỉnh Nam Giang thì mặt trận Tổ quốc làm rất tốt tất cả công tác, không những vượt lên hàng đầu ở công tác bản chức, còn thông qua mặt trận Tổ quốc để kêu gọi đầu tư từ khắp nơi. Chủ tịch Tiết nếu như có thời gian, như vậy vài ngày nữa tôi sẽ đưa ngài đi gặp các đồng chí trong tỉnh Nam Giang. Tiết Xuyên Cường căn bản hiểu rõ công tác của khối mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Giang, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì càng cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Hắn biết rõ chỉ cần Vương Tử Quân giúp đỡ mình một tay, như vậy mình nhất định sẽ cho ra thành tích không nhỏ ở giai đoạn công tác sắp tới. Sau khi Tiết Xuyên Cường liên tục nói lời cảm tạ thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó viết xuống giấy một chữ Tiết rất lớn. Tiết Xuyên Cường này không giống với Tần Điền Cương, Tần Điền Cương có sự kiên cường của mình, đây là điều mà Tiết Xuyên Cường khó thể nào so sánh được. Nhưng quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Đối đãi với từng người bất đồng sẽ có những phương pháp bất đồng. Vương Tử Quân vốn có tâm tư muốn mở miệng mắng vài câu với Tiết Xuyên Cường cho sảng khoái, thế nhưng hắn biết rõ đây không phải là thủ đoạn gì hay, kết quả chỉ làm cho người kia đứng về phía Sầm Vật Cương mà thôi. Bây giờ phải làm sao cho Tiết Xuyên Cường cảm thấy áy náy, hơn nữa phải ép đối phương cùng mục tiêu và lợi ích với mình. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thấy số điện thoại gọi đến là từ văn phòng của Chủ tịch Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe thấy Đường Chấn Huy cười nói, Bí thư Vương, vốn hôm nay tôi chuẩn bị mời anh ra ngoài dùng cơm, thế nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ anh cũng chán ăn ở bên ngoài rồi. Chúng ta về nhà dùng cơm cho vui, bà nhà tôi tuy tướng mạo xấu xí nhưng nấu ăn lại khá ngon, có thể nói là mang hương vị nông thôn, hôm nay mời anh đến nhà nếm thử. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ vì sao Đường Chấn Huy lại vui mừng như vậy, hắn sảng khoái đồng ý, tôi đã sớm nghe nói chị nhà nấu ăn ngon, thế nhưng mãi mà không có cơ hội. Hôm nay vất vả lắm anh mới chủ động mở miệng, như vậy tôi vì cái bụng no nê mà há bỏ qua cơ hội lần này sao? Đường Chấn Huy cũng không nói thêm điều gì, lão nói một câu buổi tối gặp lại rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân vốn cho rằng sự việc kết nghĩa giữa các thành phố giữa hai tỉnh phải sau vài ngày mới được thúc đẩy, thế nhưng hắn không ngờ khi vừa tan tầm thì đã có người tìm đến cửa nhà mình. Chào Bí thư Vương, Lôi Hợp Tuấn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó hắn dùng giọng cung kính chào hỏi Vương Tử Quân. Lôi Hợp Tuấn sở dĩ có thể tiến lên làm Bí thư Thị ủy Đồng Lục cũng là vì Vương Tử Quân ra sức, thế nên Lôi Hợp Tuấn tỏ ra cực kỳ tôn trọng Vương Tử Quân. Bí thư Hợp Tuấn đến đấy à? Vương Tử Quân chỉ vào chiếc ghế salon đối diện, sau đó hắn chủ động nói, ngày hôm qua tôi có xem một bài báo về những chuyển biến trên con đường phát triển của thành phố Đồng Lục các anh. Bài viết rất tốt, hy vọng các anh có thể cố gắng tăng cường thúc đẩy khu công nghệ trong thành phố, cố gắng đẩy mạnh tăng trưởng. Lôi Hợp Tuấn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại nhớ rõ ràng như vậy, thế là không khỏi vội vàng tỏ thái độ. Ban ngành thành phố Đồng Lục chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Bí thư Vương, đến cuối năm thì khu công nghệ của chúng tôi nhất định sẽ dùng một tư thế mới chờ Bí thư Vương đến kiểm duyệt. Hay cho Hợp Tuấn anh dám đào hầm sẵn chờ tôi nhảy xuống. Anh nói thì phải làm cho tốt, đến Tết tôi sẽ đến thăm sản nghiệp này của thành phố các anh. Vương Tử Quân nào không nghe rõ lời nói mai phục của Lôi Hợp Tuấn, hắn chỉ vào Lôi Hợp Tuấn rồi dùng giọng vui vẻ nói. Lôi Hợp Tuấn cảm thấy cực kỳ thoải mái với lời phê bình của Vương Tử Quân, có thể làm cho lãnh đạo cho ra những lời phê bình thân cận như vậy, có nghĩa là anh đã đi vào trong vòng quan hệ với lãnh đạo. Lôi Hợp Tuấn cực kỳ tình nguyện thân cận với một vị lãnh đạo quyền lực mới đến như Vương Tử Quân.
Chương 1582, một núi cao ngàn mét không phải công một ngày. Sau khi nói chuyện vài câu thì Lôi Hợp Tuấn cười nói, Bí Thư Vương, chúng tôi chú trọng đầu tư vào khu công nghệ, thế nhưng nói thật, cho dù chúng tôi bỏ ra 10 phần lực lượng, nếu như không có một luồng gió mới, như vậy cũng chỉ là làm nhiều công ít. Tôi nghe nói trong tỉnh đang chuẩn bị cho các thành phố kết nghĩa phát triển kinh tế với phía Nam Giang, anh xem, thành phố Đồng Lục có thể trở thành một thành viên kết nghĩa với Nam Giang hay không? Vương Tử Quân không ngờ Lôi Hợp Tuấn lại nhạy bén với thông tin như vậy, thế là không khỏi cười nói, chuyện này vừa được hội nghị thường ủy thông qua, bây giờ anh đã chạy đến đây rồi, xem ra anh là người rất nhạy bén tin tức. Bí Thư Vương, chuyện này sói nhiều thịt ít. Khi chính thức áp dụng thì chỉ sợ nhanh tay mới có chậm chân về không. Thành phố Đồng Lục chúng tôi cũng có điều kiện về kinh tế, nếu như có được sự giúp đỡ của phía Nam Giang, tuy không dám nói sẽ phát triển mạnh mẽ, thế nhưng sẽ tăng cường kinh tế lên 3-4 phần, Lôi Hợp Tuấn tôi có thể cam đoan điều này. Lôi Hợp Tuấn đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng giống như biểu hiện quyết tâm nói, kính mong Bí Thư Vương cho thành phố Đồng Lục chúng tôi một cơ hội, nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ ngài phân công. Tôi tình nguyện tiếp nhận bất kỳ phương án xử lý nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lôi Hợp Tuấn, hắn khoát tay áo nói, Bí Thư Hợp Tuấn, anh cũng biết rõ chuyện này, như vậy anh nên biết quyền quyết định nằm trong tay Chủ tịch, anh có quyết tâm gì tốt nhất nên đến nói với Chủ tịch Đường. Tôi sẽ đi tìm Chủ tịch Đường, đến khi đó tôi sẽ tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng cũng mong Bí Thư Vương quan tâm một chút. Lôi Hợp Tuấn nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Thế nhưng giọng nói lại có vài phần khôn danh. Vương Tử Quân cũng không phản cảm với biểu hiện này của Lôi Hợp Tuấn, hắn khoát tay áo với đối phương rồi cười nói, chuyện này tôi quản không được và cũng không quản, anh cũng đừng lãng phí thời gian ở chỗ này của tôi. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. Lôi Hợp Tuấn tuy còn muốn tiếp tục nói vài lời, thế nhưng đối mặt với hành vi nâng trà tiễn khách của Vương Tử Quân, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Dù sao thì Bí Thư Vương cũng không phá hoảng con đường này của mình, chính mình đi tìm gặp Chủ tịch Đường chỉ cần giơ lá cờ này lên là được. Còn sau này Bí Thư Vương biết thì để sau này hãy tính. Lôi Hợp Tuấn vừa ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, người gọi đến là Cao Đại Hòa. Người này gọi điện thoại cho mình muốn làm gì? Tuy hai người nhìn qua thì nhập gánh công tác rất hài hòa. Thế nhưng mối quan hệ giữa Lôi Hợp Tuấn và Cao Đại Hòa đang dần tách ra xa. Nhiều khi hai người có việc cần liên hệ với nhau đều thông qua thư ký trưởng. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi nhận điện thoại, bên trong điện thoại chợt vang lên giọng nói của Cao Đại Hòa, Bí Thư Lôi, tôi là Cao Đại Hòa, ngài có phải đang ở thành phố rừng mật không? Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Chủ tịch Cao có gì cứ nói. Tuy Lôi Hợp Tuấn cố gắng làm cho mình tỉnh táo, thế nhưng hắn không khỏi có chút cảm giác run lên. Mỗi khi Cao Đại Hòa báo cáo công tác cho hắn, hắn thường cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là Cao Đại Hòa muốn làm gì hắn, chủ yếu là nội dung báo cáo công tác của đối phương làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ví dụ như lần trước Cao Đại Hòa báo cáo công tác cho hắn, kết quả là về một sự cố an toàn, tuy cuối cùng vẫn vượt qua kiểm tra, thế nhưng không khỏi làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong quan trường thì thường có cả âm mưu và dương mưu, hai tay đều phải cứng. Những người có thể lên đến vị trí cao thì không cần hỏi cũng biết là hạng người mưu kết nhất lưu, thế nhưng khi đến một vị trí nhất định thì âm mưu như vậy là không phóng khoáng. Giống như người kinh doanh, từ bản nguyên thủy nhất đến từ giai đoạn tích lũy, anh có thể làm thổ phỉ, có thể làm lưu manh, vì tìm được món tiền đầu tiên mà phải gian trá và không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng khi mà anh kinh doanh phát đạt, anh đã công thành danh toại, danh chấn giang hồ, khi đó anh không thể nào tiếp tục thi triển những chiêu thức hạ lưu như xưa được. Quan trường cũng là như vậy, quan viên cấp thấp có thể đùa giỡn âm mưu, thế nhưng khi lên đến cấp bậc nhất định thì chủ yếu là cường quyền chính trị và trí tuệ chính trị, làm người phải giữ quy cũ, làm việc phải theo khuôn phép. Tất cả thủ đoạn của anh phải được đặt dưới ánh mặt trời, chỉ như vậy anh mới có thể là một người cầm lái hợp cách. Bí Thư Lôi, tôi vừa nhận được thông tin từ người quen công tác trong văn phòng tỉnh ủy, nói là Bí Thư Vương đã bàn bạc tốt với lãnh đạo Nam Giang, chuẩn bị cho ba thành phố ở Mật Đông kết nghĩa phát triển kinh tế với ba thành phố ở Nam Giang. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần chúng ta chung tay tranh thủ được chỉ tiêu, sang năm thành phố chúng ta sẽ có động lực phát triển.
Cao Đại Hòa nói bằng giọng điệu cực kỳ bức thiết. Tuy Lôi Hợp Tuấn vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thế nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ nói, thật sự có chuyện này sao? Hèn gì tôi cũng nghe được vài thông tin bên lề có liên quan. Như vậy tôi tạm thời không quay về, tôi sẽ đi tìm báo cáo với lãnh đạo, tranh thủ nắm chặt chỉ tiêu cho thành phố Đồng Lục. Bí thư Lôi, chuyện này dù là chủ tịch Đường phụ trách, thế nhưng người xác định hạng mục lại là bí thư Vương. Theo tôi thấy anh nên nhanh chóng báo cáo công tác với bí thư Vương, nếu như bí thư Vương không phản đối thì chúng ta có 7 phần thắng. Cao Đại Hòa giống như không biết Lôi Hợp Tuấn biết chuyện này, hắn tiếp tục trầm giọng nói. Không ngờ ý nghĩ của Cao Đại Hòa lại khá giống với mình, thế là Lôi Hợp Tuấn không khỏi cảm khái về phương diện công tư rõ ràng của đối thủ. Hắn lại mở miệng trêu đùa, bí thư Vương không quản công tác này, nói với anh ấy có tác dụng sao? Bí thư Lôi, sao lại không có tác dụng? Bí thư Vương đến Nam Giang kéo về một hạng mục có lợi cho các thành phố tỉnh Mật Đông, không phải là vì anh ấy có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở phía Nam Giang sao? Tôi dám nói chuyện này là chủ tịch Đường đi đầu, thế nhưng nếu không có được cái gật đầu của bí thư Vương, như vậy sẽ không có được chỉ tiêu nào. Ngài nhanh chóng đi gặp bí thư Vương, chúng ta nếu không nhanh chân thì sẽ bị kẻ khác đục khoét mất. Được, tôi sẽ đi ngay. Lôi Hợp Tuấn vừa trả lời Cao Đại Hòa vừa thầm nghĩ, mình và Cao Đại Hòa là nước sông không phạm nước giếng, không ngờ hai bên lại nhất trí ở sự kiện này. Nhưng thái độ của bí thư Vương khá bất định, căn bản làm cho người ta cảm thấy hao tổn tinh thần. 7 giờ tối Vương Tử Quân đi đến nhà của Đường Trấn Huy, lần này tất nhiên hắn không đi qua tay không, trong tay là một chai rượu và hai món đặc sản của Nam Giang. Hắn tiến lên gõ cửa nhà Đường Trấn Huy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1582, 2, núi cao ngàn mét không phải công một ngày. Tử Quân đến đấy à, mời ngồi. Trong nhà Đường Trấn Huy, lúc này ngoài Đường Trấn Huy thì chỉ còn vợ và một người giúp việc. Người mở cửa cho Vương Tử Quân chính là Đường Trấn Huy. Sau khi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách thì Đường Trấn Huy rót một ly nước cho Vương Tử Quân. Tử Quân, lần này xem như tôi đánh giá thấp bí thư Sầm, nếu như không phải anh chuẩn bị quân cờ kết nghĩa phát triển kinh tế, như vậy tôi sẽ thất bại thảm hại, sau này nhìn thấy bí thư Sầm chỉ có thể tránh ra mà thôi. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói, chủ tịch Đường, núi cao ngàn mét cũng không phải công lao một ngày, chuyện hôm nay dù có chút nguy hiểm nhưng vẫn có lợi cho chúng ta, ít nhất thì chúng ta cũng không phải là người cô đơn. Tử Quân nói đúng, núi cao ngàn trượng cũng không phải công lao một ngày, thế nhưng đáng tiếc, thời gian của tôi cũng không còn nhiều, không giúp được gì nhiều cho anh. Đường Trấn Huy nói đến đây thì thở dài một hơi, anh có nhân tuyển nào cho vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Nếu có thì mau chóng xác định đi thôi. Đường Trấn Huy nói đến đây thì khẽ nói, vị trí thư ký trưởng rất quan trọng, nếu không tuyển được người tốt, như vậy khi công tác sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Nếu như không có được người nào thích hợp trong tỉnh Mật Đông, như vậy tìm người ngoài tỉnh cũng được, dù sao tôi cũng bất chấp tất cả vì điều này, tin tưởng người ta cũng phải nể mặt tôi. Nếu điều động một người từ bên ngoài đến làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì căn bản là lựa chọn rất tốt với một người mới đến Mật Đông như Vương Tử Quân. Lúc này dưới tay hắn không có người, dù là tìm từ Sơn Nam hay Nam Giang thì hắn đều có được nhiều nhân tuyển tốt. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại không muốn tìm người đến từ tỉnh ngoài, tuy những người kia đi đến sẽ cực kỳ trung thành và tận tâm với hắn, thế nhưng hắn lại chỉ coi trọng phương diện mình có nhanh chóng dung nhập vào bầu chính trị tỉnh Mật Đông hay không. Đề bạt một người nhà của mình chính là một tín hiệu, dù sao thì vấn đề của tỉnh Mật Đông muốn giải quyết được cũng phải nhờ vào cán bộ tỉnh Mật Đông. Chủ tịch Đường, tôi cảm thấy nên đề bạt cán bộ bản địa Mật Đông thì hay hơn. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Đường Trấn Huy rồi cười nói. Đường Trấn Huy khẽ cười, tuy lão đã chuẩn bị tốt với tình huống Vương Tử Quân tìm một thư ký trưởng đến từ tỉnh ngoài, thế nhưng quyết định của Vương Tử Quân tìm cán bộ bản địa lại càng làm lão cảm thấy vui mừng. Dù sao thì thành lập nên thực lực của mình ở bản địa mới thật sự là cắm rễ cọc xuống đất, tìm người từ bên ngoài tuy đều là chi kỷ thế nhưng càng nhiều người mới thì càng hình thành nên đối lập với cán bộ bản địa. Hôm nay Đường Trấn Huy và Vương Tử Quân cũng không nói đến chuyện gì khác, chủ yếu là bàn về những việc vặt nghe thấy được. Khi uống rượu thì vợ Đường Trấn Huy mở miệng khuyên chồng vài câu, nói là uống ít đi một chút, thế nhưng Đường Trấn Huy lại hoàn toàn không nghe. Sau khi hai người uống can một chai rượu thì mới xem như kết thúc,
Tử quân, hôm nay uống rượu thật sự rất thoải mái. Sau khi tiến chân đến cửa thì Đường Chấn Huy dùng sức vỗ lên vai Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng loạn choạng của Đường Chấn Huy, hắn đã hiểu ý nghĩ của Chủ tịch Đường, lúc này hắn cũng có vài phần men say. Hắn lay động cánh tay của Đường Chấn Huy vài cái rồi nói lời cáo từ. Vương Tử Quân đi dưới con đường ánh sáng ảm đạm, gió mát thổi lên làm cho đầu óc Vương Tử Quân chợt tỉnh táo. Hắn chợt sinh ra cảm giác như có người đang nhìn mình, thế là không khỏi đưa mắt nhìn chung quanh, chợt thấy Sầm Vật Cương đang đứng trên ban công một căn biệt thự, người này đang nhìn mình. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ khi gặp mặt Sầm Vật Cương trong khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, hắn khẽ vẫy vẫy tay với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương bên kia cũng khẽ gật đầu, tuy ánh đèn ảm đạm thế nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy nụ cười trên môi Sầm Vật Cương. Hai người đều không nói gì. Chỉ có ánh đèn mù mờ chiếu xuống mặt đất tạo nên hai bóng người riêng biệt. Khi Vương Tử Quân rời đi thì khoảng cách giữa hai bóng người cũng chậm rãi kéo dài, sau đó biến mất trong trời đêm vô tận. Bí thư Vương, thành phố Kim Hà chúng tôi tuy khá tụt hậu, thế nhưng chúng tôi có quyết tâm và tin tưởng tiến lên, hy vọng Bí thư Vương có thể cho chúng tôi cơ hội, giúp thành phố Kim Hà chúng tôi có thêm đôi cánh phát triển. Lý Hành Dư ngồi đối diện với Vương Tử Quân. Hắn nở nụ cười vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Lúc này Lý Hành Dư không còn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, vị trí của hắn bây giờ là bí thư thị ủy Kim Hà. Mặc dù là cán bộ được điều động thế nhưng trong mắt nhiều người thì từ vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đến bí thư thị ủy căn bản là giáng cấp. Thế nhưng Lý Hành Dư không nghĩ như vậy, hắn coi thay đổi của mình là một cơ hội để thể hiện tài năng. Chỉ cần mình có thể làm tốt công tác mà bí thư Sầm sắp xếp, như vậy sẽ có cơ hội chờ đợi mình. Hơn nữa bây giờ Đường Chấn Huy muốn đẩy hắn ra khỏi vị trí thư ký trưởng, nhìn từ trạng thái trước mắt thì thấy xuống tuyến dưới rèn luyện chính là một con đường đi tắt khá tốt dành cho hắn. Lý Hành Dư còn trẻ, hắn không muốn đến làm một vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thanh nhàn không có việc gì làm, đối với hắn thì vị trí bí thư thị ủy Kim Hà là một sân khấu rất tốt. Vì vậy hắn nhận chức không nói một câu oán hận, thậm chí còn cực kỳ vui sướng và hãnh diện. Trước khi Lý Hành Dư đi nhận chức thì nghĩ rằng mình căn bản không cần phải cầu cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi nhận chức mới biết suy nghĩ của mình là quá đơn giản. Tuy Mã Vệ Đông rời đi và quyền lực ở Kim Hà có vài phần để chống, thế nhưng không phải là không có người cạnh tranh với hắn. Lúc này Lý Hành Dư đến tìm Vương Tử Quân muốn có được một chỉ tiêu trong ba thành phố kết nghĩa với Nam Giang. Nguyên nhân là vì Chủ tịch Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng trong hội nghị thường ủy Kim Hà, ép hắn không thể không đến. Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng rất có nghệ thuật, làm cho người ta nghe vào tai cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng khi suy xét lại thì thấy từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng. Điều này làm cho Lý Hành Dư cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải cố gắng áp chế. Dựa theo lời nói của Lữ Nhạc Ngũ, Bí thư Lý là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, trước nay đều theo sát lãnh đạo. Không phải tìm lấy một chỉ tiêu trong danh sách kết nghĩa với Nam Giang là quá dễ dàng sao? Khi Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng thì Lý Hành Dư luôn nở nụ cười, thế nhưng thực tế trong lòng căn bản có tâm tư cắn xé đối phương. Lữ Nhạc Ngũ tuy không đối phó với Mã Vệ Đông, thế nhưng cũng có người nâng đỡ ở tuyến trên. Lần này Mã Vệ Đông bị nắm bắt, Lý Hành Dư biết rõ Lữ Nhạc Ngũ căn bản là chiếm sẵn chỗ tốt ở Kim Hà, áp chế chính mình, thế nên cực kỳ tức giận. Chương 1583, có lời không nói có việc không làm. Dù là địa phương nào cũng có những vòng quan hệ ở nơi đó, vĩnh viễn đối chọi với người đến từ bên ngoài. Tuy người đến từ bên ngoài thường chiếm lấy vị trí cao, thế nhưng quan hệ của cán bộ bản địa rất khó gỡ rối, đám người này ngoan cố bảo thủ, có thể nói là tường đồng vách sắt. Chỉ cần anh vô ý thì sẽ bị ép chết, sẽ phải cuốn gói rời đi. Vì vậy đối mặt với cục diện này, dù anh có chức vụ quan trọng thế nào, chỉ cần anh xuống tuyến dưới rèn luyện, ít nhất anh cũng phải cực kỳ chú ý. Lý Hành Dư là người chìm đắm trong quan trường lâu năm, sao hắn không hiểu hiểm nguy trong sự việc này? Hắn cảm thấy vừa bực mình vừa uất ức, nếu không phải quá bất đắc dĩ thì hắn cũng cảm thấy mình không tình nguyện chạy đến vùng thâm sơn cùng cốc dành ăn với người ta. Lý Hành Dư bị người ta ép buộc mà không thể không đến. Hắn là bí thư thị ủy. Lại là người được điều động từ vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xuống tuyến dưới nhận công tác, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không thành,
chẳng phải rõ ràng nói rằng mình là một thư ký trưởng không ra gì và bị đẩy đi sao? Lý Hành Dư do dự mãi mới cho ra quyết định khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng dù khó chịu thế nào thì hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nụ cười của Lý Hành Dư, hắn cũng cảm thấy có vài phần bội phục khi người này có thể thản nhiên đi đến phòng làm việc của mình. Dù thế nào thì đối phương cũng là người có được giãn được, cũng là một tố chất quan trọng để làm nên việc lớn. Người ta bị đụng đầu vào tường đau điếng người mà vẫn phải cười tủm tỉm, đây không phải là mức độ tu luyện cũng khá cao rồi sao? Nhìn từ những lời nói vừa rồi thì thấy Lý Hành Dư cũng là người có thể áp chế được tâm tình của mình. Chỉ là Vương Tử Quân không rõ, một người có năng lực như vậy sao không đi vào vòng quan hệ của Đường Trấn Huy? Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn cũng không trả lời ngay mà cười nói, Hành Dư, anh đến công tác ở thành phố Kim Hà đã làm quen được tình huống chưa? Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tôi làm rất tốt công tác ở Kim Hà. Lý Hành Dư biết rõ Vương Tử Quân căn bản không có khả năng quan tâm đến mình, nhưng Vương Tử Quân đã hỏi như vậy thì hắn cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi. Nếu không hắn sẽ là người không tôn kính lãnh đạo, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu vì lời cảm tạ của mình. Vương Tử Quân giống như không chú ý đến tình huống mất thoải mái của Lý Hành Dư, hắn nói tiếp, làm quen công tác là tốt, chấp trưởng một địa phương cũng không giống như vị trí công tác trước kia. Trước đó trong tỉnh chỉ nắm công tác vĩ mô, lần này anh xuống dưới thì chủ yếu phải chuyển biến tư tưởng. Tôi không hy vọng anh đi xuống. Dù sao thì anh cũng là một cán bộ lão luyện của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là người nắm chặt công tác văn phòng, giữ anh lại thì căn bản không sợ xảy ra sự cố. Nếu những lời này phát ra khỏi miệng Cố Tắc Phiêm, như vậy Lý Hành Dư sẽ cảm thấy cực kỳ cảm tạ. Nhưng bây giờ người nói ra lại là Vương Tử Quân, Lý Hành Dư nào có chút tin tưởng. Nhưng hắn không tin thì làm gì được, vẫn phải bày ra biểu hiện mang ơn mà thôi. Nhưng Bí Thư Sầm rất sốt ruột vì tình hình phát triển của thành phố Kim Hà, anh ấy tự mình đề cử anh, dù tôi và Chủ tịch Đường cũng không cản lại được, cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ mình yêu thích. Vương Tử Quân nói rồi thở dài một hơi, anh đi thì văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bên này có hơi rối, chỉ là phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổn thất thì nhân dân Kim Hà lại được phúc. Anh cảm thấy phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ai là người có thể cáng đáng phần công tác mà anh để lại? Ai có thể gánh được? Anh còn phải hỏi tôi sao? Trương Tề Bảo bây giờ ngoài việc chưa có danh hiệu nào chính thức, tất cả các trình tự khác đều đã được làm tốt. Hơn nữa sau khi Lý Hành Dư rời đi thì Trương Tề Bảo đi lại mạnh mẽ hơn, lưng thẳng thớm, mặt mày rạng rỡ, căn bản còn có khí thế hơn cả hắn năm xưa. Lý Hành Dư thầm oán trong lòng, hắn mở miệng cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo là một nhân tuyển tốt. Vương Tử Quân cũng không nói ngay, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Trước đó Chủ tịch Đường có hỏi tôi về phương diện nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng, tôi nói còn chưa tìm được người. Anh là lão tướng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi tin tưởng năng lực và ánh mắt của anh, nếu anh nói người đó nên là Trương Tề Bảo, như vậy tôi sẽ báo cáo lên. Lúc này Lý Hành Dư cảm thấy mình còn oan hơn thị mầu, rõ ràng là Vương Tử Quân muốn đề cử Trương Tề Bảo, còn mượn miệng mình nói ra. Hắn biết rõ sau này Trương Tề Bảo là người được đề cử trên bảng vàng thì người có công nhất là chính mình. Tuy hắn biết Bí Thư Sầm và Chủ tịch Cố sẽ không quá quan tâm đến điều này, nhưng hắn lại thầm có thêm vài cảm giác đề phòng với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương này thật sự biết cách hãm hại người, bây giờ mình còn có chút giá trị với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nên Bí Thư Vương là Diêm Vương không chê quỷ gầy, muốn lợi dụng chút lực lượng còn sót lại của mình. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Hành Dư cũng chỉ có thể cười nói, đồng chí Trương Tề Bảo công tác rất tốt, năng lực lại mạnh mẽ. Sau khi miễn cưỡng nói hai câu tốt đẹp cho Trương Tề Bảo, Lý Hành Dư nói tiếp, Bí Thư Vương, anh thấy phương diện chỉ tiêu kết nghĩa kinh tế kia như thế nào? Cấp ủy chính quyền tỉnh căn bản sẽ dốc sức giúp đỡ cho thành phố Kim Hà, hai ngày trước tôi đã xin chỉ thị của Chủ tịch Đường. Mà Chủ tịch Đường cũng đã đưa thành phố Kim Hà vào trong danh sách, anh còn chưa nhận được thông báo sao? Vương Tử Quân đặt cây bút trong tay xuống rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Lý Hành Dư nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội vì mình bị ức hiếp, chẳng qua hắn đi chuyến này không uổng công. Nếu như hắn không đến, chỉ sợ chỉ tiêu kia sẽ dành cho người khác mất. Dù sao đây cũng là chuyện tốt đầu tiên của mình sau khi đến Kim Hà, nếu như hắn không làm tốt.
như vậy sau này cực kỳ khó mở ra cục diện ở thành phố này. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi tỏ vẻ cảm ơn Vương Tử Quân. Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi ra ngoài cửa, sau đó quẹo qua bên trái hành lang, chợt thấy Trương Tề Bảo đi đến. Thư ký trưởng, anh đến khi nào vậy? Trương Tề Bảo thấy Lý Hanh Dư thì mỉm cười tiến lên đón chào. Lý Hanh Dư lúc này căn bản cực kỳ không thích gặp Trương Tề Bảo. Nhưng lúc này hắn nhìn Trương Tề Bảo, trước kia hai người căn bản là níu kéo lẫn nhau thì Lý Hanh Dư luôn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ Trương Tề Bảo đã có tư thế tiến lên tiếp nhận vị trí cũ của mình, Lý Hanh Dư không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của đối phương. Hắn cảm thấy bộ dạng của đối phương giống như có thói quen liếm bàn chân của lãnh đạo, giống như có một căn bệnh nghề nghiệp vậy, thấy ai cũng cười hì hì vui vẻ. À, tôi vừa mới đến. Lý Hanh Dư nói xong thì hỏi tiếp, anh đi tìm gặp Bí Thư Vương sao? À, tôi có vài việc cần báo cáo với Bí Thư Vương. Trương Tề Bảo nói rồi lắc lắc văn kiện trong tay, bày ra bộ dạng rất bận rộn. Lý Hanh Dư khẽ gật đầu rồi đột nhiên nói, vừa rồi Bí Thư Vương hỏi tôi ai thích hợp tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi đề cử anh. Trương Tề Bảo nói lời cảm ơn chân thành, sau đó ung dung đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư nhìn Trương Tề Bảo rời đi, hắn không khỏi tự oán trách mình. Con người không thể quá kiêu ngạo, thế nhưng cũng phải có chút ngông nghênh, mình sao lại nói ra những câu hạ thấp tư thái như vậy? Không phải đang chuẩn bị tốt cho đường lui của mình sao? Lý Hanh Dư nghĩ đến vấn đề này mà không khỏi run lên, hắn lắc đầu lẩm bẩm, dù Vương Tử Quân có là chủ tịch tỉnh thì Bí Thư Sầm vẫn là Bí Thư tỉnh ủy. Lối đi dành cho khách quý ở sân bay tỉnh Mật Đông. Đường Trấn Huy là người cầm đầu ban ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh, lão chuẩn bị nghênh đón khối khảo sát của tỉnh Mật Đông. Trương Tề Bảo là người chủ trì công tác này, hắn liên tục sắp xếp công tác. Tuy lúc này thời tiết không quá nóng nhưng hắn không khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm. Chủ tịch Đường, tôi vừa hỏi giám đốc Lý của sân bay, anh ấy nói 10 phút sau máy bay sẽ đến. Trương Tề Bảo sau khi sắp xếp công tác cho một nhân viên trẻ tuổi thì trầm giọng báo cáo với Đường Trấn Huy. Chương 1584, một tôi muốn anh có thể. Đường Trấn Huy sảng khoái tinh thần trò chuyện cùng trò chuyện với người bên cạnh, khi thấy Trương Tề Bảo đi đến thì cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, có một số việc cứ để cho đồng chí bên dưới phụ trách là được, nhiệm vụ của anh bây giờ là chỉ huy đội ngũ. Tuy Đường Trấn Huy nói ra những lời này như phê bình công tác của Đường Trấn Huy, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Đường Trấn Huy suy ra cảm giác như lãnh đạo tán thành công tác của mình. Hắn dù biết việc mình tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã là chuyện như ván đóng thuyền, thế nhưng lúc này trước mặt bao người có thể nhận được ám hiệu công khai của Đường Trấn Huy, hắn vẫn cảm thấy kích động, thế là vội vàng cung kính nói chủ tịch, sau này tôi sẽ chú ý công tác hơn. Đường Trấn Huy khẽ gật đầu, lão tương đối thỏa mãn với Trương Tề Bảo. Tuy nhiệm vụ chủ yếu của một phó thư ký trưởng như Trương Tề Bảo chính là phục vụ cho Vương Tử Quân, thế nhưng dù thế nào thì người này cũng mạnh hơn Lý Hanh Dư, ít nhất là không bao giờ đề phòng mình như với kẻ cướp. Hơn nữa nhìn từ phương diện khách quan thì Trương Tề Bảo có năng lực công tác không tồi, làm việc có thể để cho người khác thỏa mãn. Dù sao anh giao việc lớn cho anh ấy, người ta làm việc lại cực kỳ cẩn thận như gặp phải kẻ địch lớn mạnh, hơn nữa lại có thái độ kính cẩn với anh còn nói gì hơn được nữa. Khi Trương Tề Bảo đang trò chuyện với Đường Trấn Huy, ở một gian phòng cách đó không xa, vài người đang trò chuyện với nhau. Nhưng đám người này luôn tươi cười hớn hở, chẳng qua nụ cười này lại có chút giả dối. Chủ tịch Lữ, bây giờ nếu đổi lại là một vị lãnh đạo khác, anh sẽ cảm thấy thế nào? Một người đàn ông dáng người cao gầy đeo kiếng nhìn về phía một người đàn ông béo lùn ục ích cách đó không xa dùng giọng trêu chọc nói. Người đàn ông béo lùn ục ích này tuy cũng xem như là một thành viên đại chúng trong phòng. Thế nhưng nếu gương mặt này đặt ở thành phố Kim Hà, tuyệt đối là không người nào không biết không hiểu. Nhưng lúc này vị chủ tịch của thành phố Kim Hà chỉ là một thành viên bình thường trong gian phòng này mà thôi. Hi hi, còn thế nào nữa? Sao cũng được mà thôi. Người đàn ông béo lùn lên tiếng rồi nói với người đàn ông gầy gò đeo kiếng, Bí Thư Tôn, nếu không thì ngài đến thành phố Kim Hà nhận công tác, hai chúng ta cùng chung gánh công tác. Người đàn ông được gọi là Bí Thư Tôn vốn là Bí Thư Tôn Khánh Tử của thành phố Lễ Nguyên,
vị này trước kia từng chung gánh công tác với Lữ Nhạc Ngũ, hai người vì có vài nguyên nhân mà bất hòa với nhau, thế nhưng gặp mặt vẫn luôn tươi cười hớn hở. Bây giờ hai người gặp lại chợt sinh ra cảm giác nở nụ cười xóa đi ân cừu, nhiều khi hai người ở cùng một chỗ với nhau, mặc dù có nói qua nói lại vài câu thế nhưng cũng không có vấn đề. Chỉ là Tôn Khánh Tử luôn phải nếm quả đắng khi đối phó với Lữ Nhạc Ngũ, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội báo thù, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Hi hi, con người tôi không đủ tính nhẫn nại, căn bản không được công tác cùng chỗ với anh nên cố gắng thân cận với bí thư Lý thì hơn. Tôn Khánh Tử khẽ gãi đầu rồi cười nói. Lữ Nhạc Ngũ biết rõ Tôn Khánh Tử đang chọc ghẹo mình, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp gì đối phó với đối phương. Hắn chỉ có thể cười nói với bí thư Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục ở bên cạnh, bí thư Lôi, anh nói lần này thành phố nào có cơ hội lớn nhất. Lôi Hợp Tuấn trước kia khi còn là chủ tịch thành phố Đồng Lục thì nhiều lần họp cùng với Lữ Nhạc Ngũ, hơn nữa với tính tình của hai người thì có quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc này hắn thấy Lữ Nhạc Ngũ chuyển chủ đề sang người mình, không khỏi lên tiếng phụ họa, thành phố Kim Hà các anh là một trọng tâm trong phương án nhất thể hóa rừng mật của chủ tịch Đường. Tôi cảm thấy khả năng của các anh là rất lớn, thế nên anh nên ra sức mạnh hơn. Ha ha, bí thư Lôi, vị này vừa lên chức thì căn bản là nói nặng nhìn xa, phương diện trò chuyện cũng có sự đổi khác mạnh mẽ hơn. Lữ Nhạc Ngũ vừa chỉ vào Lôi Hợp Tuấn vừa cười nói, người nào không biết bí thư Lôi bây giờ là ái tướng của bí thư Vương. Sao anh ấy không quan tâm đến anh cho được? Lôi Hợp Tuấn bị người ta nói chúng tâm sự, hắn biết rõ chuyện này có nói gì cũng vô ích. Thế nên dứt khoát không nói lời nào. Nhưng tư thái này của hắn lại làm cho có người mất hứng. Tôn Khánh Tử trước kia đấu võ mồm với Lữ Nhạc Ngũ ít khi giành được thượng phong, bây giờ thấy Lữ Nhạc Ngũ treo lên tấm chiến bài miễn phí, thế là tính tình chợt phát tác, không khỏi cười hì hì nói, chuyện này tôi cảm thấy nên xem vào kết quả, tuy chuyện tốt này là Bí Thư Vương nắm bắt được, thế nhưng dù sao thì Bí Thư Vương cũng rời khỏi Nam Giang được nửa năm rồi. Tôn Khánh Tử nói đến đây thì không tiếp tục nói thêm, thế nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng, Bí Thư Vương là người rời khỏi Nam Giang, người đi thì trà cũng nguội. Tôi nghe nói lần này cấp ủy chính quyền tỉnh đã thông qua một sách lược về sự kiện kết nghĩa phát triển kinh tế giữa hai bên, chính là để cho chúng ta thông qua tiếp xúc và cùng nhau tổ hợp, tôi cảm thấy cơ hội của chúng ta là rất lớn. Tôn Khánh Tử nói xong những lời này thì vẻ mặt có chút đắc ý, lần này chúng ta chuẩn bị tiếp xúc với phía thành phố Ô Bồ. Trước kia thành phố Lễ Nguyên chúng tôi và Ô Bổ vốn có vài phần hợp tác, quan hệ giữa hai bên cũng không tệ. Các vị lãnh đạo các thành phố khác nghe thấy Tôn Khánh Tử nói như vậy thì cũng không chịu im lặng mà liên tục lên tiếng, thế là bầu không khí trong phòng có hơi ồn ào. Lôi Hợp Tuấn dù là người khởi xướng chủ đề thế nhưng lại không tham gia thảo luận. Tôn Khánh Tử là một trong những cán bộ hậu bị được Bí Thư Sầm coi trọng, người này có thể tỏ thái độ như vậy thế nhưng hắn thì căn bản không thể. Trong quan trường trước nay đều cho rằng có nhiều bạn thì sẽ có nhiều đường phát triển, Lôi Hợp Tuấn tuy là cán bộ được Uông Thanh Minh coi trọng, thế nhưng cũng phải tiếp xúc nhiều hơn với Vương Tử Quân. Máy bay sắp hạ cánh rồi. Không biết ai lên tiếng nhưng bầu không khí nhiệt liệt chợt trở nên bình tĩnh, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi phòng như Đại Hồng Thủy, cùng đi theo đường Trấn Huy ra nghênh đón ở đường dành cho khách quý. Tuy bọn họ biết mình đi ra sớm hơn cũng chưa chắc có thêm ưu thế gì. Chẳng qua tâm lý của mọi người đều cho rằng gần sẽ mạnh hơn xa rất nhiều. Đoàn người của khối khảo sát tỉnh Nam Giang đi ra khỏi đường dành cho khách quý, đi đầu là Phó Bí Thư Thường vụ Lỗ Kính Tu. Khi mà công tác của hắn dần được triển khai mở rộng ở Nam Giang, hắn càng có phong thái của một vị lãnh đạo, đi đường có thêm vài phần uy nghiêm. Các vị lãnh đạo tỉnh Mật Đông ở phía bên kia, lát nữa chúng ta trò chuyện nên chú ý một chút. Lỗ Kính Tu nói với người phía sau một câu, sau đó nhanh chóng đi về phía đường Trấn Huy. Lỗ Kính Tu biết đường Trấn Huy, vừa đi ra khỏi đường dành cho khách quý thì nhanh chóng vươn hai tay ra. Chào Chủ tịch Đường, Lỗ Kính Tu bắt tay rồi chủ động chào hỏi đường Trấn Huy. Đường Trấn Huy cũng bắt chặt tay Lỗ Kính Tu, lão vừa cười vừa nói, Chủ tịch Lỗ, hoan nghênh anh đến tỉnh Mật Đông. Chương 1584, hai tôi muốn anh có thể. Đã có sắp xếp cực kỳ cẩn thận ở phương diện tiếp đãi khối khảo sát của tỉnh Nam Giang, sau khi đường Trấn Huy và Lỗ Kính Tu nói vài câu vui vẻ, đoàn người nhanh chóng lên 4 chiếc xe 30 chỗ đã được phía Mật Đông sắp xếp sẵn. Đường Trấn Huy và Lỗ Kính Tu leo lên chiếc xe đầu tiên,
đám nhân viên các thành phố Ngân Bằng, Ô Bồ, Loa Hồ leo lên chiếc xe thứ hai. Ngoài đoàn người kia thì các nhân viên còn lại lên xe chính là nhóm lãnh đạo các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Có thể leo lên chiếc xe dành cho các vị lãnh đạo ba thành phố ở tỉnh Nam Giang căn bản là một chuyện không dễ dành với đám lãnh đạo các thành phố trong tỉnh Mật Đông, dù sao thì cũng có hơn chục chỗ trống mà thôi. Lần này có phần lớn các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh Mật Đông, chỉ thiếu duy nhất lãnh đạo của thành phố Linh Long. Các vị lãnh đạo, hoan nghênh các vị đến tỉnh Mật Đông chúng tôi, con đường chúng ta đang đi chính là đường cao tốc đến sân bay thành phố Rừng Mật. Lữ Nhạc Ngũ tuy có chút thở hổn hển vì tình hình cướp đoạt ghế ngồi vừa rồi, thế nhưng hắn cũng không bỏ qua cơ hội lần này, nhanh chóng giới thiệu cho đoàn khảo sát đến từ Nam Giang. Tôi là Lữ Nhạc Ngũ của thành phố Kim Hà. Thành phố Kim Hà chúng tôi ở bên cạnh rừng Mật, bây giờ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông cho ra phương án nhất thể hóa rừng Mật, chuẩn bị tạo ra một thành phố vệ tinh ở bên cạnh rừng Mật. Tuy thành phố Kim Hà chúng tôi không phát triển bằng rừng Mật, thế nhưng lại có được bề dày lịch sử rất lớn. Lữ Nhạc Ngũ là một nhân tài khó có được, hắn chỉ cần mở miệng đã giới thiệu đầy đủ tình huống của địa phương mình. Tôn Khánh Tử đi theo Lữ Nhạc Ngũ lên xe càng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng lúc này có mặt đoàn khảo sát tỉnh Nam Giang, hắn cũng không thể không nể mặt Lữ Nhạc Ngũ. Sau khi Lữ Nhạc Ngũ nói xong thì vài người lãnh đạo phía Nam Giang đưa mắt nhìn nhau, Chủ tịch Đồ Ấn Phàm của thành phố Ngân Bằng cười nói, cảm ơn Chủ tịch Lữ đã giới thiệu, nếu như có cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ đến thành phố Kim Hà khảo sát một phen. Đồ Ấn Phàm nói như vậy làm cho Lữ Nhạc Ngũ có chút thất vọng, hắn biết rõ thân phận của Đồ Ấn Phàm. Người ta đường đường là cán bộ cấp phó tỉnh. Mình và người ta thua kém nhau khá nhiều, cho dù người ta không nể mặt mình, chính mình cũng không làm gì được. Lúc này tâm tình của Tôn Khánh Tử rất tốt, Lữ Nhạc Ngũ đụng phải cây đinh làm cho hắn thầm kêu lên may mắn, may mà mình không lỗ mãng. Tuy chức vụ của mình cao hơn một chút so với Lữ Nhạc Ngũ, thế nhưng điều này có nghĩa gì? Đoàn người tỉnh Nam Giang sẽ không vì vậy mà phải nhìn vào mình. Có nhiều người có ý nghĩ như Tôn Khánh Tử, đám người này đều cảm thấy may mắn, đồng thời như vậy làm cho bầu không khí trên xe có chút lạnh lẽo. Mọi người khi đang nghĩ phải làm sao để phá vỡ bầu không khí trầm mặc, đúng lúc này Lôi Hợp Tuấn cười nói, Chủ tịch Đồ, Bí thư Mạnh, Bí thư Trương, trước khi ba vị lãnh đạo đi đến thì tôi thường nghe Bí thư Vương nói các vị chính là những mãnh tướng kiến thiết kinh tế Nam Giang, tôi đã sớm ngưỡng mộ danh tiếng của các vị. Từ lâu đã muốn giao lưu trao đổi ở khoảng cách gần. Kính mong các vị nếu có thời gian thì đến khảo sát thành phố Đồng Lục, cho thành phố Đồng Lục chúng tôi có cơ hội phát triển. Lôi Hợp Tuấn và Lữ Nhạc Ngũ đều nhìn về phía Lôi Hợp Tuấn, Đồ Ấn Phàm bên kia trần chờ giây lát rồi nói, nếu như Bí thư Lôi đã nhiệt tình như vậy, thế thì chúng tôi sẽ đến thành phố Đồng Lục học tập kinh nghiệm. Một lời nói thế nhưng kết quả khác biệt lại làm cho đám người trong xe ngây cả người. Bọn họ đều là người thông minh, biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống này chính là vì Lôi Hợp Tuấn biết chỗ ngứa để gãi, mới mở miệng đã đưa Bí thư Vương ra. Triệu Hiểu Bạch ngồi trên hàng ghế đầu của một chiếc xe Audi màu đen, thi thoảng nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 20, xem ra tiệc rượu lần này của Bí thư Vương chỉ sợ sẽ bị trì hoãn. Tuy hắn rất nóng lòng nhưng căn bản là khó tránh được. Buổi chiều khi mới đi làm thì Trương Tề Bảo gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Yêu cầu Triệu Hiểu Bạch nắm chắc thời gian, mời Bí thư Vương 7 giờ đến tham gia tiệc chiêu đãi đoàn khảo sát của cán bộ Nam Giang. Nhưng bây giờ là 7 giờ 20, Bí thư Vương còn đang đi trên đường. Tuy chuyện này không trách được Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như mình làm không tốt công tác được giao. Nếu như Triệu Hiểu Bạch sớm phản ánh vấn đề để cho người kia đến báo cáo và nhanh chóng rời đi, như vậy sao Bí thư Vương lại rơi vào hoàn cảnh này? Bí thư Vương cũng thật là không phải đó chỉ là một vị đại biểu công nhân sao? Cần gì phải nói hơn nửa giờ như vậy? Ôi, nói ra thì cũng là do mình không đủ kinh nghiệm, nếu như ngăn cản người kia sớm hơn thì đã tốt rồi. Hiểu Bạch, cậu có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân ngồi trầm mặc ở hàng ghế sau chợt mở miệng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Hiểu Bạch chợt kinh hoàng, sau đó hắn vội vàng lên tiếng. Nhưng hành vi mờ ám này của hắn không thể gạt được Vương Tử Quân. Thế là Vương Tử Quân cười cười nói, có phải sợ bị thư ký trưởng Trương mắng hay không? Bí thư, lần này khối khảo sát của tỉnh Nam Giang đến tỉnh Mật Đông, ngài là người thúc đẩy sự kiện này, nếu ngài đến chậm thì không biết phía Nam Giang có ý kiến gì không?
Triệu Hiểu Bạch do dự một chút rồi nói ra tâm sự của mình. Vương Tử Quân cười cười nói, không có vấn đề gì. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân bình tĩnh như vậy thì không tiếp tục hỏi nữa, thế nhưng hắn vẫn căn bản cảm thấy không yên. Tiểu Lý chạy xe rất vững vàng, hắn cũng biết Triệu Hiểu Bạch rất sốt ruột, thế nhưng nếu so sánh với Triệu Hiểu Bạch thì hắn lại cảm thấy khác hẳn. Tiểu Lý là một người có xuất thân gia đình công nhân bình thường, hắn càng tỏ ra bội phục thái độ của Bí Thư Vương ngày hôm nay. Mặc dù có chuyện công cấp bách, thế nhưng Bí Thư Vương lại không cảm thấy phiền phức khi nghe một người đại biểu cho công nhân lên tiếng, hơn nữa còn chăm chú đáp lại, có thể giải quyết sảng khoái, làm cho vị công nhân kia thỏa mãn rời đi, đây là một thái độ rất tuyệt. Sự việc này rất bình thường nhưng lại làm cho Tiểu Lý cảm động, chỉ là hắn không phải người giỏi biểu đạt ý nghĩ. Vì thế chỉ có thể dùng tất cả khả năng của mình để đảm bảo phương diện an toàn cho bí thư. Trong đại sảnh số 1 của khách sạn Thịnh Thế đèn đuốc sáng trưng, hàng dãy bàn được sắp đặt chỉnh tề ở bốn phía, đã có nhiều người đến tham gia tiệc rượu. Tuy đã bắt đầu bữa tiệc rượu, Đường Chấn Huy và Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Nam Giang là Lỗ Kính Tu cũng đã ngồi xuống, thế nhưng bầu không khí đại sảnh lại không quá nhiệt liệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì có nguyên nhân. Đó là chủ khách tuy trò chuyện vui vẻ nhưng còn chưa động đũa, điều này làm cho nhân viên tiếp đãi của phía Mật Đông cảm thấy rất đau đầu. Còn vì sao chưa động đũa? Nguyên nhân này được nhiều người thầm suy xét, nhưng khi nhìn thấy Đường Chấn Huy ngồi trò chuyện với Lỗ Kính Tu, bọn họ hoài nghi rằng có phải tổ khảo sát của tỉnh Nam Giang đang có ý nghĩ gì hay không? Bí thư Vương đến, không biết ai nói như vậy. Lúc này chợt thấy Vương Tử Quân được một nữ nhân viên phục vụ khách sạn đưa vào trong đại sảnh. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào, không ít người tỏ ra sững sờ, thế nhưng khi mọi người đang sững sờ thì những thành viên của tổ khảo sát tỉnh Nam Giang lại đứng lên giống như nhận được mệnh lệnh gì đó. Chương 1585, một quá sùng bái. Trong số những người đứng lên có cả Lỗ Kính Tu, lúc này Lỗ Kính Tu thấy Vương Tử Quân đi đến, hắn nhanh chóng tiến lên đón chào. Trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn. Chào Bí Thư Vương, Lỗ Kính Tu bắt tay thật chặt với Vương Tử Quân, sau đó gương mặt có vài phần kích động. Vương Tử Quân tuy đã gặp mặt Lỗ Kính Tu cách đó nửa tháng, thế nhưng bây giờ hai bên gặp lại không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác vui sướng. Hắn bắt tay với Lỗ Kính Tu, sau đó không khỏi nhìn sang đám người đồ ấn phàm rồi nói, hoan nghênh các đồng chí đi đến Mật Đông, tôi tin chắc tỉnh Mật Đông sẽ không làm cho các vị thất vọng. Lúc này Vương Tử Quân nói hai câu khá bình thường thế nhưng những lời như vậy không khỏi làm cho đám nhân viên công tác của tỉnh Mật Đông tham gia tiếp đãi đoàn khảo sát có chút kiêu ngạo của Nam Giang ra sức vỗ tay. Lúc này bầu không khí trong phòng như sấm dậy, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Khi Lỗ Kính Tu đến thì Đường Chấn Huy có thể cảm nhận được lực ảnh hưởng và uy tín cực kỳ lớn của Vương Tử Quân ở Na, G, nhưng tình cảnh xuất hiện ở bữa tiệc tối hôm nay càng làm cho lão thêm kiên định với một người như Vương Tử Quân. Lúc này trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu Vương Tử Quân ở lại Nam Giang, chỉ sợ con đường phát triển sau này sẽ cực kỳ bằng phẳng. Nhưng nếu để Vương Tử Quân ở lại Nam Giang thì chỉ sợ vị bí thư tỉnh ủy kia sẽ không có được khoảng thời gian tốt đẹp. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Đường Chấn Huy nhanh chóng kéo Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, thế là bầu không khí trong đại sảnh chợt yên tĩnh trở lại. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đường Chấn Huy. Hắn hỏi han Lỗ Kính Tu vài câu về tình hình gần đây, sau đó cười nói với Đường Chấn Huy, Chủ tịch Đường, Chủ tịch Kính Tu đi đến Mật Đông là giúp đỡ cho công tác của chúng ta, bây giờ tôi đại biểu cho ngài kính một ly rượu với các đồng chí tỉnh Nam Giang. Đường Chấn Huy tất nhiên sẽ không phản đối đề nghị này của Vương Tử Quân, lão gật đầu nói, Bí thư Tử Quân, anh nhất định phải mời rượu các đồng chí Nam Giang nhiều hơn mới được. Vương Tử Quân gật đầu, hắn đứng lên. Sau đó nâng ly rượu nhìn qua bốn phía, lại cười nói, Chủ tịch Kính Tu, các vị đồng sự ở Nam Giang, bây giờ tôi đại biểu cho các đồng chí tỉnh Mật Đông, đồng thời cũng đại biểu cho chính mình kính các vị một ly, hoan nghênh các vị đến tỉnh Mật Đông. Lỗ Kính Tu nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, hắn giống như quay về khoảng thời gian trước khi Vương Tử Quân còn ở lại Nam Giang, thế là hắn chậm rãi đứng lên, hai tay nâng ly rượu cùng với Vương Tử Quân, lại trịnh trọng uống cạn ly. Không ai lên tiếng, cũng không ai ồn ào, nhóm người đồ ấn phàm cũng giống như Lỗ Kính Tu, bọn họ chỉnh trọng nâng ly của mình lên rồi uống cạn. Động tác nho nhỏ này càng làm cho bầu không khí bữa tiệc thêm nghiêm túc. Thật sự là rất khí phái.
Tôn Khánh Tử nhìn Vương Tử Quân cách đó không xa mà không khỏi cảm khái vô hạn. Hắn là một người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, hắn biết rõ sự tôn trọng không một tiếng động này căn bản không thể nào giả vờ được. Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà được nhiều người ở Nam Giang tôn trọng như thế, người này căn bản là khôn đơn giản. Tôn Khánh Tử tuy nghĩ rằng mình vẫn có chút năng lực, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì căn bản là vẫn rất chênh lệch, ít nhất thì mình công tác ở bên dưới nhiều năm nhưng cũng chưa từng có được tình huống như Vương Tử Quân lúc này. Khi Tôn Khánh Tử đang cảm thấy ghen ghét thì chợt thấy có người lên tiếng, Bí Thư Vương, chúng tôi cũng muốn kính ngài một ly, tuy ngài đã rời khỏi Nam Giang, thế nhưng ngài vẫn mãi là lãnh đạo của chúng tôi. Bí Thư Vương, chúng tôi kính ngài một ly. Bí Thư Vương, chúng tôi kính ngài. Trong những âm thanh mời rượu có chút ồn ào, từng ly rượu được đưa lên. Tình cảnh lúc này căn bản là cực kỳ có lực tương tác, Lỗ Kính Tu cũng nâng ly rượu của mình lên nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, tôi cũng kính ngài một ly. Vương Tử Quân đối mặt với tình cảnh này mà cảm thấy có chút khó tưởng, hắn nhìn tường gương mặt quen thuộc ở Nam Giang, thế là không khỏi có chút cảm động. Lúc này cũng không ai chạm cốc, bọn họ trực tiếp uống rượu vào bụng. Khi đưa ly xuống thì căn bản không còn giọt rượu nào thừa, thậm chí có vài người ánh mắt đỏ hoe. Nhìn vào biểu hiện của nhóm người chủ tịch Đồ, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ từ chối chỉ thị của Bí Thư Vương. Lữ Nhạc Ngũ nhìn thoáng qua Lôi Hợp Tuấn ở bên cạnh mình rồi khẽ nói. Lôi Hợp Tuấn không nói lời nào thế nhưng hai mắt lại có chút khác thường, hắn uống cạn ly rượu của mình, ý nghĩ trong đầu càng thêm kiên định. Tiệc rượu vẫn được tiến hành theo trình tự. Sự kiện Vương Tử Quân mời rượu giống như là một con sóng nhỏ trong đại dương, thế nhưng tất cả mọi người tham gia trường hợp này đều cảm thấy cực kỳ rung động. Bên cạnh nhóm người Đồ Ấn Phàm và Mạnh Chí Đạo vẫn có nhiều người vây quanh, thế nhưng khi đám người chung quanh nói về thành phố của mình, lại không quên nói ra sự giúp đỡ của Bí Thư Vương. Bữa tiệc thật sự tốt đẹp, như vậy là rất tốt. Thật sự rất tốt sao? Phương Anh Hồ thầm nghĩ vài câu. Nhưng hắn lại nhanh chóng áp chế xuống đáy lòng. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hiểu tính cách và thói quen của Sầm Vật Cương, một câu nói sau cùng của Sầm Vật Cương không khỏi làm cho hắn tự nghĩ ra đáp án cho mình. Bí thư Sầm, bây giờ các thành phố đều quan tâm đến phương diện kết nghĩa với Nam Giang, đều đi tiếp xúc với người thuộc tổ khảo sát của Nam Giang. Lúc này đám người đến liên hệ với Chủ tịch Đường và Bí thư Vương càng là quá lớn. Điều này căn bản sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự triển khai mở rộng công tác của Bí Thư Vương. Tôi cảm thấy chúng ta nên xuất phát từ phương diện có lợi cho sự triển khai mở rộng công tác của Bí Thư Vương, vì vậy mà nhanh chóng cho ra danh sách 3 chỉ tiêu lần này. Lời đề nghị của Phương Anh Hồ làm cho Sầm Vật Cương nhíu mày, cuối cùng lão vẫn từ chối, chuyện này nếu đã giao cho Chủ tịch Đường, như vậy chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, phải tin tưởng vào Chủ tịch Đường. Anh ấy nhất định sẽ tìm ra biện pháp xử lý. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà khẽ lắc đầu, khi hắn đi về phía phòng làm việc của mình, một người chợt đi đến trước mặt. Khi thấy người kia đi đến thì Phương Anh Hồ vội vàng trầm giọng hỏi, Bí Thư Tôn, anh vội vàng đi đâu vậy? Tôn Khánh Tử có quan hệ khá tốt với Phương Anh Hồ, khi thấy Phương Anh Hồ thì lên tiếng, tôi đi báo cáo công tác cho Bí Thư Vương. Thư ký trưởng. Thành phố chúng tôi vốn không phát triển quá mạnh, cơ hội lần này rất quan trọng với chúng tôi, kính mong thư ký trưởng nói giúp đỡ cho chúng tôi vài câu. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Tôn Khánh Tử mà không khỏi cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn vẫn dùng giọng ôn hòa nói, Bí Thư Vương là người làm việc chân thành, anh báo cáo công tác nhất định phải chú ý, cũng đừng để cho Bí Thư Vương có ý kiến là được. Chương 1585, hai quá sùng bái. Cảm ơn thư ký trưởng. Tôi nhất định sẽ chú ý. Tôn Khánh Tử nói rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, thư ký trưởng, đã đến giờ rồi, sau này ngài có rảnh thì nhất định phải đến thành phố chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác mới được. Phương Anh Hồ nhìn Tôn Khánh Tử bỏ đi như tia chớp mà không khỏi cau mày, hắn nhìn về phía bóng lưng của Tôn Khánh Tử, chợt thấy có nhiều người đang ra vào ở trước phòng làm việc của Vương Tử Quân. Phương Anh Hồ đều biết những người kia, hắn nhìn những người kia mà không khỏi có chút lo lắng. Có một đối thủ như vậy thì Bí Thư Sầm có thể bảo trì được vị trí hiện tại sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như thế, Phương Anh Hồ không khỏi cảm thấy có chút chần chờ. Khi Phương Anh Hồ vừa đi vào phòng làm việc của mình, đúng lúc này Chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long đi đến.
Trước kia Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hồ từng công tác với nhau một thời gian, thế nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Sau khi Miêu Dược Hổ ngồi xuống thì Phương Anh Hồ trầm giọng hỏi, Dược Hổ, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi như vậy, đúng là khách quý đến nhà. Thư ký trưởng, tôi không có chuyện không leo lên điện Tam Bảo. Thành phố Linh Long chúng ta được hội nghị thường ủy xác định là hai trọng điểm phát triển của tỉnh, hai năm qua chúng tôi có được những thành tích không nhỏ, thế nhưng chúng tôi còn cảm thấy tiềm lực của mình đủ để phát triển thêm một bước nữa. Vì vậy chúng tôi muốn có được một chỉ tiêu kết nghĩa với phía Nam Giang. Nếu như thành phố Linh Long có thể chung tay giúp đỡ tạo nên góc bù với thành phố Ngân Bằng, như vậy sẽ là động lực lớn cho tương lai phát triển sau này của thành phố chúng tôi. Chủ tịch Dược Hổ, anh có ý nghĩ rất tốt, thế nhưng anh báo cáo sai địa điểm rồi. Chủ tịch Đường là người phụ trách công tác này, anh nên thương lượng với chủ tịch Đường thì hay hơn. Phương Anh Hồ chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười ha hả nói. Miêu Dược Hổ cũng không phải dễ dàng buông súng. Hắn cười hì hì nói, thư ký trưởng, tất cả đều là hội nghị thường ủy quyết định, nếu như chuyện này phân ra cho một hai người đi làm, như vậy thể diện của bí thư Sầm sẽ đặt ở nơi nào. Vì vậy kính mong thư ký trưởng giúp đỡ thành phố Linh Long chúng tôi nhiều hơn một chút. Miêu Dược Hổ ở lại 5-6 phút rồi mới rời đi, thế nhưng câu nói của người này luôn vang lên trong đầu Phương Anh Hồ. Tháng 7 khí trời rất nóng, bầu trời không một áng mây. Mặt trời chiếu xuống đất những luồng sáng nóng hừng hực. Lúc này cả tỉnh Mật Đông đều được bao bọc trong bầu không khí nóng bức, khắp nơi đều khó chịu, không biết có biết bao người đang bực bội vì thời tiết như thế này. Trong thời tiết nóng bức của tháng 7, lúc này danh sách các chi tiêu tham gia kết nghĩa với Nam Giang của tỉnh Mật Đông đã được cho ra lò. Ba thành phố Kim Hà, Đồng Lục và Tử Quang chính là ba địa phương đầu tiên bắt tay kết nghĩa với các thành phố tỉnh Nam Giang. Khi mối quan hệ này được xây dựng, thành phố Ngân Bằng kết giao với thành phố Đồng Lục, và thành phố Đồng Lục là địa phương cảm nhận được rõ ràng nhất lợi ích dành cho mình. Lúc này dưới sự bắt cầu dắt mối của thành phố Ngân Bằng, công ty Audi quyết định rời xưởng sản xuất đến thành phố Đồng Lục. Tuy đây chỉ là di chuyển nhà xưởng, thế nhưng lại là một chấn động lớn trong tỉnh Mật Đông. Sở dĩ có chấn động như vậy là vì một nguyên nhân, đó là hạng mục này quá lớn. Công ty Audi là một nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng, căn bản có khoảng 60.000 công nhân ở thành phố Ngân Bằng làm trong xưởng sản xuất linh kiện. Một nhà máy với hơn 5-60.000 công nhân được xây dựng ở thành phố Đồng Lục, chỉ cần có một hạng mục như vậy cũng đủ làm cho thành phố Đồng Lục đứng đầu trong tỉnh ở phương diện kêu gọi đầu tư trong năm nay. Một xí nghiệp như vậy di chuyển làm cho hai thành phố khác trong Mật Đông có được hy vọng. Dù sao thì những xí nghiệp gia công sẽ chuyển từ vùng sản xuất thành phẩm giá thành cao ở Duyên Hải vào nội địa chính là chiều hướng phát triển chung. Nhưng khốn nổi người ta có nhiều sự lựa chọn, các cấp ủy chính quyền các địa phương lại luôn toàn tâm toàn lực phục vụ, nhưng Đồng Lục là một đại biểu cho sự kiện công ít mà hiệu quả cao. Chào Bí Thư Lôi, khi Lôi Hợp Tuấn đi vào thì Triệu Hiểu Bạch khẽ cười chào hỏi. Lôi Hợp Tuấn bây giờ là người điển hình của câu nói có việc vui thì tinh thần sung sướng. Một hạng mục được cả tỉnh chú ý rơi lên đầu hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy đi lại bay bổng. Hắn nghĩ đến gương mặt của Sầm Vật Cương trong hội nghị phân tích tình hình kinh tế mỗi quý, thế là không khỏi cười thành tiếng. Qua nhiều năm Lôi Hợp Tuấn thắp hương không tìm được cửa miếu, không ngờ bây giờ lại có thời điểm hắn được hãnh diện một phen. Lúc này hắn thật sự muốn biết được biểu hiện gương mặt của Sầm Vật Cương khi gặp mình là như thế nào. Lôi Hợp Tuấn đối mặt với Triệu Hiểu Bạch. Hắn cảm thấy Triệu Hiểu Bạch là người cực kỳ đáng để kết giao quan hệ. Chưa nói đến phương diện sau này Triệu Hiểu Bạch sẽ là thư ký của chủ tịch tỉnh, thời gian sau này sẽ là một đại nhân vật trong quan trường Mật Đông, những người như vậy cần phải sớm lung lạc. Chưa nói đâu xa, bây giờ ngày nào hắn cũng đến tìm Bí Thư Vương, tất nhiên hắn phải thông qua nhờ Triệu Hiểu Bạch. Thế là hắn khẽ nở nụ cười dùng giọng hớn hở nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu Hiểu Bạch, cậu đang bận rộn gì vậy? Ngày mai Bí Thư Vương sẽ tham gia một hội nghị, tôi đang chuẩn bị bản thảo. Triệu Hiểu Bạch rót trà cho Lôi Hợp Tuấn rồi cười nói. Lôi Hợp Tuấn tiếp nhận ly trà uống một ngụm rồi cười nói, Hiểu Bạch, phương diện tìm người yêu của cậu thế nào rồi? Tôi nói cho cậu biết, thành phố Đồng Lục chúng tôi có Big Ba Đầm rất đẹp, nơi đây hoàn cảnh thanh nhã, quan trọng là thích hợp đưa người yêu đi chơi. Cậu không có việc gì thì đưa bạn gái đến đó chơi vài ngày. Tôi đảm bảo tình cảm giữa hai người sẽ ấm lên ngay. Cảm ơn Bí Thư Lôi,
nếu có thời gian thì tôi sẽ nhất định đi qua. Triệu Hiểu Bạch trả lời rất công thức hóa, điều này làm cho Lôi Hợp Tuấn không hài lòng. Lôi Hợp Tuấn cười hì hì nói, cậu Hiểu Bạch, anh là người từng trải, anh khuyên cậu thế này, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Nghe lời khuyên của tôi thì cậu sẽ thấy tốt hẳn lên. Người ta nói tình yêu chú trọng cái gì? Đó chính là tìm một chỗ đi chơi phù hợp, như vậy ước nguyện sẽ thành. Triệu Hiểu Bạch khẽ cười mà không nói thêm nhiều lời, hắn biết rõ lúc này mình nên nói thêm nhiều điều với Lôi Hợp Tuấn, nhưng tính cách lại quyết định kháng cự với những lời nói theo kiểu như vậy. Triệu Hiểu Bạch biết rõ sở dĩ Lôi Hợp Tuấn xưng anh em với mình, cũng không phải là coi trọng mình, người ta chú ý coi trọng Bí Thư Vương. Nếu không Lôi Hợp Tuấn là một vị quan lớn ở địa phương, cần gì phải xưng anh em với một tiểu nhân vật như hắn. Chương 1586, mọi việc đã chuẩn bị chỉ thiếu khởi công. Lôi Hợp Tuấn cũng hiểu tính cách của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không ép Triệu Hiểu Bạch phải lên tiếng. Thế là hắn thay đổi chủ đề, cậu Hiểu Bạch, Bí Thư Vương có trong phòng không, tôi muốn đi vào báo cáo một chút. Bí Thư Vương đang bàn chuyện với Bí Thư Tôn Khánh Tử. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, 20 phút sau Bí Thư Vương còn phải tham gia một hội nghị. Triệu Hiểu Bạch nói rất ẩn giấu thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, đó chính là hôm nay Lôi Hợp Tuấn khó thể nào gặp mặt được Bí Thư Vương. Lôi Hợp Tuấn thầm mắng Tôn Khánh Tử một câu, trong lòng thầm nghĩ anh không chịu chạy sang lợi dụng sơ hở của Chủ tịch Cố, anh chạy đến chỗ Bí Thư Vương làm gì. Thật ra Lôi Hợp Tuấn cũng rất hâm mộ Tôn Khánh Tử, nhưng dù sao thì hai người cùng làm quan. Quan hệ giữa hai bên có chút vi diệu. Hơn nữa những năm qua hai người liên tục truy đuổi lẫn nhau, hôm nay tôi chạy trước thì hôm sau đến lượt anh. Lúc này hắn thấy Tôn Khánh Tử lợi dụng cơ hội tìm gặp Bí Thư Vương, thế là cảm thấy không vui. Bí Thư Vương có thời gian rất căng, Tôn Khánh Tử bây giờ lại đến chiếm đoạt, chỉ sợ chút nữa không có thời gian cho mình. Cậu Hiểu Bạch, tôi chỉ cần 10 phút thôi, có thể giúp đỡ tôi thông báo một tiếng với Bí Thư Vương hay không? Lôi Hợp Tuấn vỗ vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch rồi cười hì hì nói. Triệu Hiểu Bạch có chút do dự, sau đó hắn đồng ý lời thỉnh cầu của Lôi Hợp Tuấn. Hắn khẽ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này thấy Tôn Khánh Tử đang nghiêm cẩn ngồi đối diện với Vương Tử Quân, bộ dạng lắng nghe chỉ thị của Bí Thư Vương. Hắn giúp châm đầy trà cho hai người, sau đó mới khẽ nói bên tai Vương Tử Quân về sự kiện Lôi Hợp Tuấn đến đang chờ bên ngoài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Sau đó vung tay cho Triệu Hiểu Bạch đứng chờ, lại nói với Tôn Khánh Tử, Bí Thư Tôn, thành phố các anh có quyết tâm phát triển kinh tế, tôi có thể thấy rõ điều này. Tôi căn bản cũng rất tán thưởng quyết tâm của các anh. Tôi tin tưởng chỉ cần các anh có quyết tâm, như vậy nhất định sẽ lấy được những thành tích làm cho người ta phải nhìn vào. Vài ngày trước tôi có tiếp xúc với các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang, bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn ở phương diện kết nghĩa giúp đỡ tạo nên góc bù phát triển kinh tế giữa hai bên. Vì vậy mà sang năm sau sẽ khởi động hạng mục kết nghĩa thứ hai. Thành phố Lễ Nguyên các anh có cơ sở tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tranh thủ được một chỉ tiêu. Cảm ơn Bí Thư Vương, sau khi tôi quay về sẽ dùng hết sức công tác, sẽ cho ra tư thái hoàn toàn mới để tiếp nhận kiểm nghiệm của cấp ủy chính quyền tỉnh. Tôn Khánh Tử thật sự cảm thấy rất vui mừng. Sau khi thất bại ở phương diện tranh thủ một chỉ tiêu cho thành phố Lễ Nguyên thì Tôn Khánh Tử chịu áp lực không nhỏ, sau đó trong thành phố còn mở hội nghị thường ủy tổng kết thất bại, khi đó hắn nhìn qua và không khỏi cảm thấy gương mặt của vị chủ tịch thành phố có chút hả hê. Tôn Khánh Tử hiểu rõ nguyên nhân của nó, trong khoảng thời gian qua trong quan trường thành phố Lễ Nguyên có phát sinh vài tin đồn, ví dụ như Tôn Khánh Tử căn bản không có thể diện trước mặt lãnh đạo, lời nói này thật sự là đâm dao sau lưng hắn. Sau khi ý thức được điểm này thì Tôn Khánh Tử căn bản căm hận tên trợ thủ của mình, thật sự là hèn hạ. Tuy chỉ tiêu lần này chỉ có 3, không phải như một hiệp bóng rổ, thế nhưng kết quả này lại chứng tỏ Tôn Khánh Tử căn bản không dốc hết sức. Trước khi chưa có được kết quả thì chính mình luôn ở trong tỉnh, luôn bay qua bay lại như ruồi bọ, dù là ai cũng chạy đến thăm hỏi, nguyên nhân của nó là sói nhiều thịt ít, hắn không thể không bận rộn tìm quan hệ cho mình. Hơn nữa chỉ cần không hoàn thành thì sẽ mang danh không chịu trách nhiệm. Bây giờ Bí Thư Vương cho ra lời hứa hẹn, xem ra tương lai mình sẽ có thành quả. Vương Tử Quân tiễn chân Tôn Khánh Tử, hắn khẽ xoa hai hàng chân mày. Hắn hiểu rõ vì sao Tôn Khánh Tử lại đến tìm mình, mặc dù nhân phẩm của Tôn Khánh Tử không quá tồi, thế nhưng chẳng ai hoàn mỹ,
nhưng sức mạnh phát triển của người này căn bản là không sai. Vương Tử Quân nghĩ đến Tôn Khánh Tử thì lại nghĩ đến những người khác. Khi mà xác định được ba thành phố trong danh sách kết nghĩa, không phải công tác của hắn bất bận rộn, ngược lại càng thêm bận rộn. Hầu như tất cả các thành phố đều tìm đến hắn, giống như phương diện chỉ tiêu kết nghĩa sau này nằm trong tay hắn vậy. Chào Bí Thư Vương, Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng chào hỏi. Vương Tử Quân nhìn Lôi Hợp Tuấn, hắn có thể thả lỏng tâm sự của mình. Hắn nhìn về phía Tôn Khánh Tử vừa ngồi xuống rồi nói, Bí Thư Hợp Tuấn, mời anh ngồi, hạng mục công ty Audi của các anh như thế nào rồi? Bí Thư Vương, phương diện đất đai đã vào vị trí, bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu khởi công mà thôi. Lôi Hợp Tuấn nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến phương diện quan trọng thì nhanh chóng lấy ra một tấm thiệp đưa cho Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, công ty Audi chuẩn bị tiến hành lễ khởi công vào thứ ba tuần này, kính mong Bí Thư Vương có thể đi đến đặt nền móng cho hạng mục lần này. Tiên sinh Musarab của công ty Audi nói, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, công ty Audi cũng sẽ không đến hoạt động ở thành phố Đồng Lục. Vương Tử Quân nhìn thiệp mời, hắn nói, tôi thấy những lời này không giống như là lời nói của tiên sinh Musarab, càng là lời nói của anh. Thế nào, hôm nay anh đến đây bắt lính sao? Không dám, Bí Thư Vương, tôi sao dám nói hưu nói vượn trước mặt ngài. Lôi Hợp Tuấn cực kỳ kính nể sự nhạy cảm của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại kiên quyết không thừa nhận. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không phải muốn ép Lôi Hợp Tuấn thừa nhận. Hắn đặt tấm thiệp lên mặt bàn rồi nói, nếu như có thời gian thì tôi sẽ nhất định đi sang. Cảm ơn Bí Thư Vương đã giúp đỡ thành phố Đồng Lục chúng tôi đã cho người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như khi đó Bí Thư Vương có việc gì bận, chúng tôi sẽ rời ngày khởi công. Lôi Hợp Tuấn xoa xoa hai tay, hắn cố gắng bày ra bộ dạng không kéo Vương Tử Quân đi làm không được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lôi Hợp Tuấn, hắn không biết nói gì hơn, một lúc sau mới chỉ vào Lôi Hợp Tuấn rồi nói anh. Anh đúng là, tuy Lôi Hợp Tuấn rất muốn báo cáo công tác với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân thật sự rất bận, chỉ sau vài ba phút đã phải tiếp điện thoại. Hơn nữa 10 phút sau còn phải tham gia một hội nghị. Vì vậy Lôi Hợp Tuấn vào 15 phút thì thời gian nói chuyện chỉ được gần một nửa mà thôi. Vương Tử Quân tiễn chân Lôi Hợp Tuấn, hắn cầm tấm thiệp lên xem. Tấm thiệp này được Lôi Hợp Tuấn làm rất tinh xảo, bìa đỏ có một con thuyền lớn đang rời bến càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như dương buồm vượt sóng. Sự kiện kết nghĩa giúp đỡ phát triển kinh tế có hiệu quả tốt làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất bất ngờ. Phản ứng gần đây của Sầm Vật Cương làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác người này không xấu, thế nhưng hắn không dám xem nhẹ Sầm Vật Cương, nhưng bây giờ vị bí thư này có chút vô danh. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt nghĩ đến giai đoạn thứ hai của phương án kết nghĩa, cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất, đó là tiến hành trao đổi cán bộ, vì vậy mà đạt đến mục đích giúp đỡ nhau học tập kinh nghiệm. Lúc này bước đầu tiên là hỗ trợ phát triển kinh tế đã có hiệu quả. Dù là Đường Chấn Huy hay Kim Chính Thiện cũng đang mong Vương Tử Quân nhanh chóng ra tay hành động. Nhưng Vương Tử Quân lại chậm chạp không cho ra quyết định, hắn biết rõ đó là bước mình cần phải đi, thế nhưng hắn có chút lo lắng với phản ứng của Sầm Vật Cương. Xem ra phải tìm thời gian bàn bạc với Uông Thanh Minh, nếu như tìm được sự ủng hộ của người này, như vậy phương diện trao đổi nhân tài sẽ được thực hiện thông thuận hơn. Nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Uông Thanh Minh, biết người này thuộc về Sầm Vật Cương. Bí Thư Vương, chúng ta đi tham gia hội nghị thôi. Triệu Hiểu Bạch khẽ đẩy cửa đi vào nhắc nhở Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cố gắng áp chế tâm tư rối loạn như ma của mình, hắn cùng đi ra ngoài với Triệu Hiểu Bạch. Chương 1587, một hai bên đều mạnh thì khó yếu được. Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn rõ ràng là người cực kỳ bận rộn. Hắn là người nắm mũ quan của vô số người. Thế nên người ta sẽ phải liên tục tìm đến hắn, đồng thời hắn cũng tình nguyện tiếp kiến, thế nhưng không có mấy người được hắn tình nguyện gặp mặt. Nhưng hôm nay Uông Thanh Minh lại không thể không bỏ qua những công tác của mình để ngồi trong xe đi đến một quán ăn sân vườn ở ngoại ô thành phố, mà hắn đến đây chủ yếu chỉ là câu cá giải trí. Tất nhiên câu cá là nội dung mà người kia nói, chẳng qua Uông Thanh Minh không tin một người có bản lĩnh lớn như vậy lại gọi mình đến đây chỉ vì một trò câu cá giải trí. Người ta nào có thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy. Lúc này gọi mình đến thì nhất định là có nguyên nhân khác,
thế nhưng người ta không nói ra thì hắn cũng không hỏi. Nói thật thì Uông Thanh Minh lần này đi mà có chút đắc ý, với vị trí hiện tại thì hắn không hy vọng người ta thấy mình có kết giao với người kia, thế nhưng người kia cho ra lời mời, hắn lại không thể không đến. Trưởng phòng Uông, mời ngài đi bên này. Khi Uông Thanh Minh đi qua tấm biển cũ rách của quán ăn sân vườn, Triệu Hiểu Bạch tươi cười đi ra đón chào. Khi thấy Triệu Hiểu Bạch thì Uông Thanh Minh thầm cảm khái, hắn cũng từng chú ý đến đứa cháu của Kim Chính Thiệt, tuy đây là một cán bộ thanh niên khá tốt, thế nhưng lại không phải là chất liệu tốt để tham chính. Nhưng hôm nay nhìn qua lại thấy cậu thanh niên kia cầu tiến nhiều hơn dĩ vãng, đặc biệt là ở phương diện đối nhân xử thế, càng ngày càng tốt đẹp. Thế là Uông Thanh Minh không khỏi cười nói, Hiểu Bạch, cậu ở bên cạnh Bí Thư Vương có thích ứng không? Cảm ơn trưởng phòng Uông quan tâm, Bí Thư Vương rất quan tâm đến tôi, mà tôi cũng có nhiều thứ cần phải học tập. Triệu Hiểu Bạch cung kính nói với Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh cười ha hả nói, ôi, đứa bé này, bây giờ cũng không phải là thời điểm công tác, tôi và Dượng của cậu là đồng sự, cậu cứ gọi tôi một tiếng chú Uông là được rồi. Người có thể gọi trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là chú thì căn bản không quá nhiều, hơn nữa còn là câu nói mà biết bao nhiêu người đang thiết tha chờ mong. Triệu Hiểu Bạch tuy có tiến bộ hơn rất nhiều, thế nhưng lúc này nghe lời nói của Uông Thanh Minh thì cũng không khỏi cảm thấy có chút nóng lòng. Nhưng Triệu Hiểu Bạch kích động giây lát thì bình tĩnh lại, trước khi hắn chưa còn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải chưa từng gặp mặt Uông Thanh Minh. Khi đó Uông Thanh Minh chỉ gật đầu với mình, nào có nói những câu nóng hổi như lúc này. Lúc này Uông Thanh Minh thay đổi như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì vị trí hiện tại của mình đã thay đổi. Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ về những phương diện này, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như thấu hiểu tất cả. Tuy hắn vẫn đối xử thân mật với Uông Thanh Minh như vừa rồi, thế nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn nhiều. Vương Tử Quân đang ngồi trên một chiếc ghế trúc ở bên cạnh bờ hồ, trong tay cầm cần câu. Sau khi thấy Uông Thanh Minh thì hắn vẫy vẫy tay nói, trưởng phòng Uông, ở bên này. Uông Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân ăn mặc cực kỳ thoải mái, thế là không khỏi cười nói, Bí Thư Vương, hôm nay nhìn ngài thật sự rất nhàn nhã. Vương Tử Quân cười cười để cho Uông Thanh Minh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó hắn để cho Triệu Hiểu Bạch đi vào trong lấy dụng cụ pha trà, cuối cùng mới cười nói, tôi có được nửa ngày rảnh rỗi, thế là muốn đi ra đây thả lỏng tâm tình một chút, cũng xem như tốt cho công tác sau này. Chúng ta cũng không nên cứng như dây cung, nếu không sẽ có lúc dây cung đứt mất. Chỗ này tuy không lớn nhưng cũng khá yên tĩnh, cá không quá lớn nhưng rất khôn, không dễ dàng mắc câu, thế nhưng câu được lại có hương vị khác. Vương Tử Quân, nói rồi khẽ giật cần, lưới câu trống rỗng dưới ánh sáng mặt trời giống như trở nên vàng rực. Ha ha ha, kỹ thuật câu cá của tôi xem ra không quá khả quan. Vương Tử Quân lại mắc mồi rồi dùng giọng tự chế giễu nói với Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh cười cười, hắn tiện tay buông cần của mình, sau đó mới cười nói, Bí Thư Vương đến đây hưởng thụ thú vui câu cá, cũng không phải là vì câu được cá, nếu không câu được con nào thì căn bản cũng là thu hoạch lớn rồi. Vương Tử Quân trò chuyện với Uông Thanh Minh và sinh ra cảm giác khá thoải mái, hai người cứ tán gẫu với đủ mọi nội dung, bộ dạng nhàn nhã tự đắc, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng vì bầu không khí hữu hảo của hai người liên tục vang lên tiếng cười thế nên cá căn bản quá sợ hãi mà không mắc câu, thế nên hai người câu hơn một giờ mà không được gì. Vương Tử Quân đặt cần câu ở bên cạnh rồi mới thản nhiên nói, trưởng phòng Uông, ngày hôm qua tôi trò chuyện với vài vị cán bộ thành phố Đồng Lục. Tôi cảm thấy mình tìm được một vài điểm cần học hỏi. Uông Thanh Minh biết Vương Tử Quân tìm mình câu cá cũng không phải là vì chuyện câu cá, nhưng Vương Tử Quân còn chưa nói ra thì hắn cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân nói rõ chủ đề, hắn biết mình không thể nào im lặng được nữa, thế là cười nói, tôi cũng muốn nghe xem Bí Thư Vương học hỏi được gì. Lúc này thành phố Đồng Lục kêu gọi được công ty Audi vào đầu tư. Cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Lục cực kỳ vui sướng, bọn họ cho ra không ít phương án và ý tưởng để phục vụ tốt cho hạng mục này, nhưng tôi cảm thấy tư tưởng của bọn họ cần phải được giải phóng thêm một chút. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh, giải phóng ý thức tư tưởng của quần chúng, cũng phải đề cao cả tố chất của cán bộ mới được. Ý thức tư tưởng, Vương Tử Quân muốn làm gì đây? Trong đầu Uông Thanh Minh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn vừa suy đoán mục đích của Vương Tử Quân vừa thuận miệng nói, đúng vậy, phương diện giải phóng tư tưởng rất quan trọng,
nhưng phương diện giải phóng ý thức tư tưởng cũng không phải là làm một lần sẽ xong, chúng ta cũng cần một thời gian dài hơn. Đúng vậy, đây là một công trình trường kỳ, nhưng càng là công trình trường kỳ thì chúng ta cũng phải dùng tất cả lực lượng để nắm chặt lấy nó mà không buông lỏng. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ nói, tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng ý thức tư tưởng của phía Nam Giang căn bản là vượt qua tỉnh Mật Đông của chúng ta. Lúc này tôi cảm thấy chúng ta nên nắm bắt cơ hội kết nghĩa tạo nên góc bù phát triển kinh tế để thay đổi ý thức tư tưởng của cán bộ trong tỉnh chúng ta. Vương Tử Quân nói làm cho Uông Thanh Minh không khỏi run lên, hắn không phải là kẻ ngốc, Vương Tử Quân nói xong thì hắn cũng ý thức được nội dung chủ yếu. Hắn nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân định làm, thế là không khỏi cảm thấy rét run. Uông Thanh Minh do dự giây lát, sau đó hắn cắn răng nói, Bí Thư Vương, tôi cảm thấy đề cao ý thức tư tưởng của cán bộ cũng không phải là chuyện đơn giản, tôi cảm thấy làm quá nhanh là không hay, tốt nhất nên làm từng bước. Làm từng bước, Vương Tử Quân nhìn nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt của Uông Thanh Minh, hắn thầm cười lạnh một tiếng, sau đó không khỏi dùng giọng phân trần nói, trưởng phòng Uông, thế cục bây giờ giống như thuyền trên biển, không tiến sẽ lùi, nếu anh muốn đi từng bước, không biết sẽ phải chờ đến khi nào. Chương 1587, hai bên đều mạnh thì khó yếu được. Bí thư Vương, chuyện này tôi cảm thấy anh nên thương lượng với Bí thư Sầm, chỉ cần Bí thư Sầm đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Uông Thanh Minh cắn răng, cuối cùng hắn nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn Uông Thanh Minh, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, bây giờ Sầm Vật Cương đã xây dựng lực ảnh hưởng của mình quá lâu. Mình muốn lôi Uông Thanh Minh ra khỏi tầm ảnh hưởng của Sầm Vật Cương căn bản không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng không dễ dàng cũng không có nghĩa là Vương Tử Quân có thể bỏ qua. Chuyện này tôi tất nhiên sẽ báo cáo với Bí thư Sầm, bây giờ tôi tìm trưởng phòng Uông, không phải là muốn nghe ý kiến của anh để làm cho sự việc càng thêm chín muồi sao. Lúc này bàn tay cầm cần câu của Uông Thanh Minh đã có chút run rẩy, Vương Tử Quân đã nói rất rõ ràng. Chuyện này dù mình có chọn thế nào thì Vương Tử Quân cũng sẽ nói rõ ràng với Sầm Vật Cương. Mà Sầm Vật Cương sẽ cho ra lựa chọn thế nào thì Uông Thanh Minh cũng hiểu rõ ràng. Để một nhóm người Nam Giang đến trao đổi, như vậy chính là vô duyên vô cớ đưa đến cho Vương Tử Quân một nhóm người, lại đưa một số cán bộ đi đến Nam Giang, chỉ sợ những người kia sau khi quay về cũng trở thành người của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một người cực kỳ giỏi tính toán ở phương diện kết nghĩa giữa các thành phố trong hai tỉnh, hơn nữa tính toán của Vương Tử Quân là cực kỳ quang minh chính đại, dù anh có hiểu tính toán này cũng không thể từ chối được. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Uông Thanh Minh xem ra đã hiểu, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thản nhiên nói, Bí thư Vương, ngài không biết mình làm như vậy là có hơi nhanh sao? Vương Tử Quân cười cười, chuyện này đối với hắn thì là thế phải làm. Hắn tuyệt đối sẽ không vì bất cứ một ai mà nhượng bộ. Lúc này hắn có Đường Chấn Huy đấu tranh anh dũng cho mình, thời cơ tốt nhất của hắn là vào lúc này. Đợi đến khi hắn tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy, hắn căn bản không còn được thuận tiện như bây giờ. Thời gian không chờ đợi chúng ta, bây giờ tất cả thành phố đều đang truy đuổi lẫn nhau, nếu như chúng ta không nắm chặt cơ hội vào lúc này, như vậy sẽ tụt hậu về phía sau. Vương Tử Quân nói xong lời này thì cũng không nói thêm điều gì nữa, hắn chỉ lẳng lặng câu cá, giống như không quan tâm đến thái độ của Uông Thanh Minh. Nhưng hắn càng làm như vậy thì Uông Thanh Minh càng ngồi không yên. Hai bên đều mạnh thì chính mình khó thể yếu, những lời này thật sự giống tình cảnh của Uông Thanh Minh hiện tại. Vị trí của hắn không dám thân cận với Vương Tử Quân, nhưng nếu nói hắn rời xa khỏi vòng tay của Sầm Vật Cương và lao vào trong lòng Vương Tử Quân, như vậy hắn cũng không làm được. Uông Thanh Minh sở dĩ liên thủ với Sầm Vật Cương chính là vì phương hướng chính trị của mình, hơn nữa còn có một điểm mấu chốt, đó là bọn họ là một liên minh chính trị cực kỳ quan trọng. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động hẹn mình đi câu cá, lại nói ra những lời như vậy, có phải là Vương Tử Quân đang muốn tìm cho mình một lực lượng cân đối? Tất nhiên cũng có thể suy xét theo hướng khác, Vương Tử Quân là một thế lực đến từ bên ngoài, mặc dù có quan hàm là phó bí thư tỉnh ủy. Tương lai là người tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh, thế nhưng người này dù sao cũng không có căn cớ trong quan trường Mật Đông, không có lấy một người đắc lực của mình. Người này có thể duỗi cành ô liu về phía mình, có phải là muốn chơi trò rút củi đáy nổi với Sầm Vật Cương? Sau đó làm cho lực lượng của Sầm Vật Cương sụp đổ hay không? Nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân căn bản là cao thủ vận tác,
không có chút biểu hiện nào nhưng lại có thể hạ xuống một vài quân cờ khủng bố. Vương Tử Quân lần này mặc dù không mời chào Uông Thanh Minh, thế nhưng ý nghĩ muốn hắn đi theo là quá rõ ràng. Vương Tử Quân nói đến phương diện trao đổi cán bộ, Bí Thư Vương biết mình không thể nào phản đối, vì nếu bây giờ mà mở miệng phản đối thì căn bản không phải là kẻ trí. Gió thổi nhẹ làm cho mặt nước tăng thêm vài phần mát lạnh, không biết bao lâu sau Vương Tử Quân giật mạnh cần câu, một con cá chép dài hơn 30 phân bị kéo lên bãi cỏ xanh. Vương Tử Quân vui mừng bỏ con cá vào trong giỏ trúc cách đó không xa, trên mặt là nụ cười vui sướng. Uông Thanh Minh nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn cắn răng nói, Bí Thư Vương, tôi sẽ giúp đỡ ngài ở phương diện trao đổi cán bộ giữa hai bên. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì, hắn nói với Triệu Hiểu Bạch ở phía bên kia, Hiểu Bạch, cậu tìm chủ quán, nói làm cho tôi món cá hấp, hôm nay chúng ta dùng cơm trưa ở đây. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng rời đi, Vương Tử Quân lúc này mới cười nói với Uông Thanh Minh, phương diện trao đổi cán bộ chính là chuyên môn của phòng tổ chức, sau này kính mong trưởng phòng Uông quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Chào thư ký trưởng Trương, chào thư ký trưởng Trương. Chào thư ký trưởng Trương, chúc ngài buổi sáng tốt lành. Một loạt âm thanh chào hỏi vang lên làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường vào ban ngày. Ba chữ thư ký trưởng chính là thứ mà Trương Tề Bảo đã được nghe người ta dùng để chào hỏi mình nhiều năm, thế nhưng hắn căn bản chưa từng được sảng khoái tinh thần như hôm nay. Sở dĩ hôm nay Trương Tề Bảo có cảm giác như vậy là vì hắn không còn được nghe thấy chữ phó. Tuy chỉ là một chữ thế nhưng nó lại đại biểu cho nhiều thứ, điều này không khỏi làm cho Trương Tề Bảo cảm khái. Trương Tề Bảo là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cảm thấy chức vụ giữa chính và phó chênh lệch quá lớn, căn bản là một trời một vực. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với đám người chung quanh, sau đó hắn cất bước đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy bây giờ chức trách của hắn là phục vụ công tác cho Đường Chấn Huy, thế nhưng phương diện chủ yếu của hắn chính là phục vụ cho Vương Tử Quân. Chào thư ký trưởng Trương, chúc mừng, chúc mừng. Triệu Hiểu Bạch thấy Trương Tề Bảo đi đến thì tươi cười tiến lên nghênh đón. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn khẽ nói, tối nay lãnh đạo có chuyện gì không? Nếu không thì mọi người đến Thu Lan Hiên, chúng ta tụ tập lại một chút. Tôi sẽ cố gắng đi qua. Triệu Hiểu Bạch hiểu Trương Tề Bảo mời là coi trọng mình, thế nhưng hắn cũng không dám đồng ý ngay, vì thời gian của thư ký chủ yếu nằm trong tay lãnh đạo. Trương Tề Bảo cũng hiểu nổi khó xử của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không nổi giận vì câu trả lời của Triệu Hiểu Bạch, hắn nói sang chuyện khác, Bí Thư Vương có ở trong phòng không? Bí Thư Vương đang xem văn kiện, tâm tình rất tốt. Triệu Hiểu Bạch nói câu sau cùng với âm thanh không lớn, nhưng lại khá trọng điểm. Trương Tề Bảo thỏa mãn vỗ vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn chậm rãi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi mối quan hệ giữa hai bên liên tục tăng tiến, Trương Tề Bảo đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân mà căn bản không cần phải qua cửa ải của Triệu Hiểu Bạch. Chương 1588, một biện pháp không triệt để là rút củi đáy nồi. Bí Thư Vương, ngài có bận rộn gì không? Khi thấy Vương Tử Quân ngẩng đầu lên thì Trương Tề Bảo khẽ chào hỏi. Vương Tử Quân thấy Trương Tề Bảo thì đặt văn kiện trong tay xuống, hắn cũng không cho Trương Tề Bảo ngồi mà đưa mắt nhìn. Sau đó mới cười nói, thư ký trưởng ăn vận như vậy cảm thấy rất không tồi. Hi hi, đây là của vợ chuẩn bị cho, nói ra thì phải như vậy mới phù hợp với Bí Thư Vương, cũng không làm cho ngài mất mặt. Trương Tề Bảo không ngờ Vương Tử Quân lại khen bộ quần áo của mình, thế là vội vàng cười giải thích. Vương Tử Quân khoát tay áo cho Trương Tề Bảo ngồi xuống rồi cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, chị nhà nói những lời này chỉ đúng phân nửa, không phải là làm tôi xấu hổ. Bây giờ anh là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu cho hình tượng của chính quyền tỉnh Mật Đông, anh nếu không ăn mặc gọn gàng tươm tất, cũng không phải chỉ là một mình tôi xấu hổ. Hai người nói cười vài câu, sau đó Trương Tề Bảo đưa văn kiện cho Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, đây là danh sách các cán bộ chuẩn bị trao đổi đến Nam Giang, ngài xem qua một chút. Vương Tử Quân cầm danh sách nhìn qua một lượt, hắn trên cơ bản không nhận ra những cái tên trong danh sách này. Chỉ có thể dựa theo chức vụ của các nhân viên tương quan để phán đoán ẩn ý của nó. Nhìn vào danh sách thì rõ ràng thấy Sầm Vật Cương mạnh hơn chính mình rất nhiều. Lực lượng không phải là thứ mà ngày một ngày hai có thể tạo nên được, tuy Vương Tử Quân cảm thấy mình không kém Sầm Vật Cương bao nhiêu,
Thế Ninh lại không thể thừa nhận hiện tại chính mình khó thể sánh được với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân buông danh sách cán bộ cần trao đổi xuống bàn, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm bút lên phê chỉ thị. Thật ra chỉ là vài chữ, đó là mong Bí Thư Sầm cho ra chỉ thị. Bí Thư Vương, danh sách này chủ yếu là các cán bộ cấp cục của ba thành phố tham gia kết nghĩa lần này, có 10 người đứng đầu cấp chính cục. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua gương mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ giải thích. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói, Trương Tề Bảo báo cáo sắp xếp về phương diện trao đổi cán bộ cho Vương Tử Quân, sau đó lại báo cáo về những sắp xếp trong ngày của Bí Thư Vương, cuối cùng cầm danh sách mà Vương Tử Quân đã ký tên rời đi. Khi cửa phòng đóng lại thì trong đầu Vương Tử Quân đầy những ý nghĩ hỗn loạn. Lần này Mật Đông và Nam Giang trao đổi cán bộ, Vương Tử Quân nghĩ nhất định phải có tranh chấp, nhưng cuối cùng tất cả lại cực kỳ thuận lợi, sau khi được đề xuất thì thông qua rất nhanh. Sầm Vật Cương không cần nhìn xem người có lợi nhất trong sự kiện trao đổi cán bộ này là ai, sở dĩ lão sảng khoái đồng ý như vậy chẳng lẽ là muốn bày ra thái độ đoàn kết hợp tác về sau này với mình sao? Nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi tiếp xúc ngày càng nhiều với Sầm Vật Cương thì Vương Tử Quân cho rằng không đơn giản là như vậy, Sầm Vật Cương có tính cách cường thế, điều này chú định Bí Thư Sầm sẽ không dễ dàng chịu thua. Một người như vậy sẽ bỏ qua không giao chiến khi mà mình đã phát ra chiến thư sao? Tất nhiên là sẽ không, nếu như Sầm Vật Cương dễ dàng tiếp xúc như vậy, Đường Chấn Huy sẽ không bị áp chế bức bối nhiều năm. Như vậy Sầm Vật Cương đang định làm gì? Vương Tử Quân nghĩ đến vài khả năng, thế nhưng những khả năng này lại bị hắn trực tiếp chối bỏ ngay sau đó. Gần đây tỉnh Mật Đông sóng yên gió lặng, các hạng mục công tác thúc đẩy vững vàng, kinh tế phát triển ngày càng có xu thế. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái suy nghĩ rối loạn, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói một câu mời vào. Lần này người đi vào trong phòng lại là Trương Tề Bảo. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo đi vào và có chút chần chờ. Bí Thư Vương, vừa rồi tôi để cho Tiểu Hứa đưa văn kiện này đến ban tổng hợp số 1 của văn phòng tỉnh ủy, khi Tiểu Hứa quay về thì thấy Chủ tịch Đường. Lời báo cáo của Trương Tề Bảo làm cho Vương Tử Quân khẽ động, hắn vẫn cười nói, Chủ tịch Đường đến chỗ Bí Thư Sầm báo cáo công tác, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có gì đáng ngạc nhiên? Tuy Vương Tử Quân nói như vậy nhưng thật lòng thì hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc với tình huống này. Dựa theo mối quan hệ giữa Đường Chấn Huy và Sầm Vật Cương, hai người không ở cùng một chỗ mới là bình thường, vì sự kiện Đường Chấn Huy đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương căn bản là một năm không có mấy lần. Nhưng Vương Tử Quân đối mặt với chuyện này cũng không nên cho ra những suy nghĩ rối loạn, nếu như chuyện này vừa xuất hiện mà hắn đã rối, như vậy hắn phải xử sự với người bên dưới như thế nào? Trương Tề Bảo nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mình lỗ mãng. Đừng nói là không có việc gì, dù có biến thì hắn làm thư ký trưởng cũng phải ổn định tinh thần, bảo trì bình thản mới được. Bí Thư Vương, tôi vừa rồi có chút lỗ mãng. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn khẽ thừa nhận sai lầm. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, không phải anh đang xuất phát từ phương diện công tác sao? Có gì sai chứ, nhưng sau này anh làm thư ký trưởng thì nhiều chuyện phải ổn định, sau này trong tay anh có rất nhiều chuyện xảy ra, có một số việc không nên nhìn vẻ bề ngoài, cần nhìn rõ bản chất thật sự của nó, sau đó mới cho ra tính toán tương thích. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, lần này hắn cũng không nấn ná ở lại mà trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không tiếp tục hỏi, thế nhưng hắn biết mình muốn là một thư ký trưởng hợp cách thì phải vội vàng thay cho lãnh đạo. Nghĩ thay cho lãnh đạo, phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Bí Thư Vương sở dĩ nhanh chóng đứng vững bàn chân trong tỉnh cũng là vì sử dụng nhiều thủ đoạn và phương án mạnh mẽ để đề cao lực ảnh hưởng, chủ yếu chính là đoàn kết cùng một lòng với Chủ tịch Đường Chấn Huy. Sau khi Trương Tề Bảo rời khỏi phòng, Vương Tử Quân suy tư về những ẩn ý có thể xảy ra đối với tin tức mà Trương Tề Bảo mang đến. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó chợt kinh hoàng, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong lòng. Khi bàn tay của Vương Tử Quân đặt lên điện thoại, lúc này chiếc điện thoại màu đỏ bí mật vang lên, hắn nhìn qua màn hình hiện số, là điện thoại từ Nam Giang. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên nghe, chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh của Diệp Thừa Dân. Khi Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang thì mối quan hệ lợi ích giữa hai người biến mất, hơn nữa hai bên lại có ý nghĩ thân cận với nhau,
thế là quan hệ trở nên hài hòa hơn. Bí thư Vương, anh đang bận rộn gì vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Diệp Thừa Dân đã lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười nói, chào Bí thư Diệp, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo tư tưởng với ngài, không ngờ ngài lại gọi điện thoại đến, xem ra tôi và ngài thật sự là tâm hữu linh tê, không bằng tôi quay lại Nam Giang công tác thì hơn. Chương 1588-2, biện pháp không triệt để là rút củi đáy nồi. Ha ha ha, Bí thư Tử Quân, tôi cực kỳ hy vọng anh có thể quay về. Diệp Thừa Dân biết rõ những lời này của Vương Tử Quân là không có khả năng, thế nên lời nói của lão cũng cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân cười cười, sao hắn không biết Diệp Thừa Dân cực kỳ cố kỵ mình. Đừng thấy hai người bây giờ là bạn tốt mà lầm, nếu như hắn thật sự quay về Nam Giang, chỉ sợ quan hệ giữa hai người sẽ không được như bây giờ. Sau khi nói vài câu chuyện không liên quan, Diệp Thừa Dân chợt nói, Bí thư Tử Quân, anh có biết không? Lúc này chủ nhiệm Thạch thuộc Ban Giáo dục Văn hóa Y tế của Quốc hội vì lý do sức khỏe nên đã đệ đơn xin nghỉ hưu, bây giờ thượng cấp đang phê chuẩn thỉnh cầu của anh ấy. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không tiếp xúc quá nhiều với các vị lãnh đạo các ban của Quốc hội, vì vậy hắn cũng không quá quen thuộc. Diệp Thừa Dân gọi điện thoại đến nói như vậy là vì cái gì? Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt cười nói, chủ nhiệm Thạch không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, hai ngày trước tôi về thủ đô họp còn thấy anh ấy chơi tennis với bí thư Sầm của tỉnh Mật Đông các anh, thế cho nên nếu nói đến phương diện sức khỏe thì anh ấy công tác thêm 2-3 năm nữa cũng không là vấn đề. Chỉ là bây giờ chủ nhiệm Thạch có ý nghĩ muốn về hưu sớm, khả năng là có thể hy vọng mình có được thêm nhiều thời gian tự do hơn. Diệp Thừa Dân nói xong những lời này thì cười nói tiếp, chủ nhiệm Thạch về hưu sớm thì có một vị trí cho người ta cơ hội. Diệp Thừa Dân nói đến đây nếu như Vương Tử Quân còn chưa biết ý nghĩa của nó là gì, như vậy hắn thật sự quá hồ đồ. Nhưng có vài lời nói chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra bên ngoài, Vương Tử Quân chợt cười nói, Bí thư Diệp, tôi thật sự rất bội phục chủ nhiệm Thạch, anh ấy là người nắm được buông được, đáng để chúng ta học hỏi. Hai người cười ha hả rồi chuyển chủ đề, sau khi nói thêm 4-5 phút thì hai bên cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn điện thoại im ắng mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, vừa rồi hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hắn biết rõ chủ nhiệm Thạch không đột nhiên vô duyên vô cớ xin về hưu, hơn nữa trước đó chủ nhiệm Thạch còn chơi tennis với bí thư Sầm, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Đối với một người sắp rời khỏi cương vị công tác ở địa phương như Đường Trấn Huy thì vị trí này căn bản là lựa chọn rất tốt. Nếu nói ở phương diện thời cơ, đây chính là một cơ hội khó có được cho Đường Trấn Huy. Nếu như Đường Trấn Huy bỏ qua cơ hội lần này, sau đó lão muốn có lại nó căn bản là khó càng thêm khó. Xem ra đây là trò rút củi đáy nồi. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa của sự kiện Đường Trấn Huy rời đi với mình là như thế nào, hắn biết rõ một khi Đường Trấn Huy cho ra lựa chọn như vậy thì chính mình khó thể ngăn cản được. Đừng nhìn Đường Trấn Huy cực kỳ oán hận Sầm Vật Cương mà lầm, thế nhưng quan trường xưa nay không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Sầm Vật Cương cho ra một tín hiệu hòa giải như vậy, Đường Trấn Huy sẽ bỏ qua sao? Tút tút tút, điện thoại đổ chuông, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó hắn nghe máy, bố, lúc này bố có bận rộn gì không? Giọng nói của Vương Quang Vinh có chút mỏi mệt, còn bận rộn gì nữa, mỗi ngày đều làm không hết việc, nửa giờ sau sẽ đi theo Bí Thư Lâm ra ngoài một chuyến. Tôi còn muốn ở nhà chơi vài ngày với Tiểu Bảo Nhi, xem ra mộng ước không thành rồi. Nếu không thì con cho Tiểu Bảo Nhi học ở thủ đô, con có lẽ chỉ ở Mật Đông vài năm, thế nên Tiểu Bảo Nhi học ở thủ đô vẫn tốt hơn. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm rồi khẽ cười nói. Vương Quang Vinh ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới ngăn cản, nên cho nó theo các con, trẻ nhỏ theo bố mẹ mới tốt, còn chuyện về thủ đô chơi, khi nào nghỉ đông và nghỉ hè về cũng được. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì thêm. Thật ra Vương Quang Vinh luôn là người kiên trì cho Tiểu Bảo Nhi đi theo hai vợ chồng Vương Tử Quân để học tập, nguyên nhân chủ yếu chính là phương diện giáo dục con cái. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị hỏi xem mẹ có bận rộn gì không, chợt nghe Vương Quang Vinh nói, khoảng thời gian này bầu không khí của tỉnh Mật Đông các con rất tốt, nhưng năng lực công tác của Chủ tịch Đường cũng không nhỏ, bây giờ có lãnh đạo đề nghị cho Đường Trấn Huy tiến lên tiếp nhận vị trí của chủ nhiệm Thạch trong Quốc hội. Đường Trấn Huy đã công tác nhiều năm. Đây là lời khẳng định với công tác của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân khẽ gật đầu,
hắn biết Vương Tử Quân nói lời này là muốn nhắc nhở mình. Vương Quang Vinh là bố của Vương Tử Quân sao không biết rõ tình huống ở Mật Đông. Bây giờ đẩy Đường Trấn Huy đi rõ ràng là chiêu rút củi đáy nồi. Tuyến trên tôn trọng lựa chọn của đồng chí Đường Trấn Huy. Vương Quang Vinh nói xong thì khẽ nói một tiếng với ai đó, sau đó nói, bố phải đi đây, con tự mà lo lắng lấy. Tôn trọng ý kiến của Đường Trấn Huy, thực tế là nói chuyện này làm theo ý của Đường Trấn Huy. Bố gọi cho mình chủ yếu là muốn mình thực hiện công tác trên người Đường Trấn Huy. Đường Trấn Huy là hạng người gì thì Vương Tử Quân hiểu khá rõ. Tuy hiện tại quan hệ giữa hắn và Đường Trấn Huy là không tệ, thế nhưng hắn cũng không cho rằng Đường Trấn Huy là một người có thể quên mình vì kẻ khác. Chính mình bây giờ nên làm thế nào? Yêu cầu Đường Trấn Huy không nên đi sao? Nếu như mình cho ra yêu cầu như vậy với Đường Trấn Huy, chỉ sợ sẽ càng nhiều khả năng là Đường Trấn Huy sẽ chọn ở lại. Nhưng khi mà Đường Trấn Huy chọn ở lại, sau này mối quan hệ giữa mình và đối phương còn khăng khít như bây giờ sao? Phải biết rằng lựa chọn bây giờ liên quan đến tương lai chính trị của Đường Trấn Huy sau này, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tuổi già của Đường Trấn Huy. Một loạt ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn đi qua đi lại bên cạnh cửa sổ, trong lòng càng đánh giá cao Sầm Vật Cương hơn một bậc. Người này quả nhiên không nên xem thường. Chỉ cần cho ra một chiêu nhỏ cũng đủ làm ảnh hưởng đến sự liên minh giữa mình và Đường Trấn Huy. Vương Tử Quân cũng hiểu Sầm Vật Cương đang nghĩ gì, mà Đường Trấn Huy cũng hiểu rõ ràng, thế nhưng hiểu rõ mà khó thể nào không làm theo ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Có nhiều khi người ta bày ra và anh hiểu rõ ràng, thế nhưng dưới lợi ích của mình, anh không thể không đi theo con đường của người ta. Vương Tử Quân cũng không thiếu thủ đoạn để ngăn cản chuyện này. Trong đó hữu hiệu nhất chính là tìm một người cùng tranh cướp vị trí bỏ trống với Đường Trấn Huy, mà hắn căn bản có 6 phần nắm chắc với trò này. Nhưng tranh cướp thì thế nào, chẳng lẽ Đường Trấn Huy không nhìn ra tác dụng của mình sao? Một khi Đường Trấn Huy biết rõ người đứng bên trong chính là mình, như vậy mối quan hệ giữa hai bên còn tốt đẹp như bây giờ sao? Nếu hai người đã căn bản khó thể nào giữ được mối quan hệ khăng khít, như vậy thì cũng không cần giữ lại làm gì. Vương Tử Quân cảm thấy có làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Chương 1589, tặng anh củ khoai lang phỏng tay. Không thể không thừa nhận chiêu này của Sầm Vật Cương thật sự làm cho người ta trở tay không kịp. Vương Tử Quân đi qua đi lại hai vòng trong phòng, hắn nhìn về phía điện thoại trên bàn làm việc. Bây giờ Đường Trấn Huy có lẽ đã rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, mình nên gọi điện thoại liên hệ với anh ta hay không? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, cuối cùng Vương Tử Quân cũng không cầm vào điện thoại. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó lại ngồi lên ghế phê duyệt văn kiện. Khi có chuyện lớn thì phải cần bình tĩnh, càng vào lúc này thì chính mình càng không nên rối loạn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nói một câu mời vào, hắn thấy Triệu Hiểu Bạch đi vào, sau lưng Triệu Hiểu Bạch chính là một vị cán bộ tóc hoa râm. Khi thấy người này đi đến thì Vương Tử Quân vội vàng đứng lên nói, chào Chủ tịch Hà, mời anh ngồi. Người được Vương Tử Quân gọi là Chủ tịch Hà chính là Hà Kiến Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông, là Phó Chủ tịch phụ trách mảng nông nghiệp. Chủ tịch Hà này là một vị Phó Chủ tịch lớn tuổi nhất trong số các cán bộ lãnh đạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quá trình tiếp xúc thì Vương Tử Quân chợt phát hiện vị Chủ tịch Hà Kiến Trương này có tính tình rất cứng, nhiều chuyện dám mở miệng đảm đương. Cũng vì nguyên nhân này mà Hà Kiến Trương mặc dù là phó chủ tịch từ trước khi Sầm Vật Cương đến Mật Đông, thế nhưng đến bây giờ vẫn là phó chủ tịch, chỉ là mái tóc trên đầu càng bạc hơn xưa mà thôi. Bí thư Vương, tôi không quấy rầy ngài chứ? Hà Kiến Trương ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi mỉm cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói, Chủ tịch Hà, công tác của chúng ta thật sự là hoan nghênh được quấy rầy, nếu như không có người quấy rầy chúng ta. Như vậy chúng ta cũng khó thể nào an ổn được. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Hà Kiến Trương cười lớn. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đi vào phòng rót trà rồi đi ra, Hà Kiến Trương chợt cười nói, Bí thư Tử Quân, lần này tôi không có chuyện không lên điện tam bảo, có một số chuyện tôi cần nhờ ngài giúp đỡ. Ngài có chuyện gì thì cứ nói. Vương Tử Quân cầm ly trà uống một ngụm rồi cười nói với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương cười cười mới nói, Bí thư Vương. Gần đây anh có cảm thấy thời tiết khô hạn không? Những ngày qua Vương Tử Quân thật sự bận rộn đầu váng mắt hoa,
dù là phương diện chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao hay là các công tác khác thì đều bọc trên người hắn. Mặc dù không đến mức ứng phó mệt mỏi, thế nhưng lại không có nhiều thời gian quan tâm đến những công tác khác. Lúc này nghe Hà Kiến Trương nói như vậy thì Vương Tử Quân mới cảm thấy thời gian gần đây cũng không có nhiều mưa. Hắn chần chờ giây lát rồi trầm giọng nói, thời gian gần đây lượng mưa không được nhiều cho lắm. Đâu chỉ là không được nhiều, nếu so với thời điểm này năm ngoái thì giống như là trời chưa từng mưa một giọt nào. Bây giờ thành phố khắp nơi đều hạn hán, tuy còn chưa đến mức nghiêm trọng thế nhưng nếu không cho ra biện pháp vào lúc này, chỉ sợ sản lượng lương thực năm nay giảm sút là điều tất nhiên. Hà Kiến Trương nói, trên mặt có vài phần sầu lo. Vương Tử Quân là người từng trải qua nhiều cương vị, hắn biết rõ nông nghiệp có tầm quan trọng thế nào với phương diện phát triển kinh tế. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Hà, Sở Nông nghiệp có cho ra biện pháp gì để đối phó với tình hình hạn hán vào lúc này không? Bí thư Vương, có nhiều biện pháp nhưng chủ yếu là cần tiền. Hà Kiến Trương đến gặp Vương Tử Quân chủ yếu là muốn trưng gương mặt già của mình ra đòi tiền. Bây giờ nghe Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cẩn thận đọc qua văn kiện có phương án chống hạn cứu tế, hắn phát hiện văn kiện này cực kỳ vững chắc, có tính thao tác rất lớn. Mặc dù nói đây là văn kiện của Sở Nông nghiệp, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ văn kiện này do Hà Kiến Trương tạo ra, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần bội phục Hà Kiến Trương. Bí thư Vương, 200 triệu tuy là một số tiền không ít. Thế nhưng nếu phân đến các thành phố thì giống như rải muối lên đất, căn bản là không được nhiều. Phương diện thủy lợi của tỉnh nhà căn bản là nhiều năm chưa tu sửa, chúng ta nên thừa dịp này để duy tu lại một bộ phận công trình đang xuống cấp. Hà Kiến Trương sợ Vương Tử Quân cảm thấy số tiền kia là quá nhiều, thế là khẽ giải thích. Vương Tử Quân lúc này đã xem xong văn kiện rồi cười cười nói, Chủ tịch Hà, tôi đã xem xong phương án này, còn phương diện tài chính, tôi thấy thế này. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến tài chính thì vẻ mặt Hà Kiến Trương cực kỳ ngưng trọng. Hắn sở dĩ đi đến tìm gặp Vương Tử Quân, chủ yếu là vì tài chính, nếu không phải vì tài chính thì hắn cũng không muốn trèo lên cây này. Hà Kiến Trương biết sự việc hiện tại căn bản khó khăn nhất là tài chính, hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng có vài phần không yên. Chính mình làm sao vậy? Sao lại tỏ ra gò bó sợ hãi như vậy trước mặt một người trẻ tuổi như thế? Hà Kiến Trương an ủi mình vài câu, sau đó dùng ánh mắt bức thiết nhìn Vương Tử Quân. Chủ tịch Hà, tỉnh có thể cho ra 200 triệu, thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta phải điều động tính tích cực của các đồng chí thành phố bên dưới. Trước tiên cho ra một phần tài chính, sau đó dựa theo trình độ hoàn thành công tác chống hạn của các địa phương mà cho ra phần còn lại. Nếu hoàn thành tốt thì sẽ có thêm tiền ban thưởng, nếu như làm không xong, như vậy sẽ bị phê bình trong toàn tỉnh. Vương Tử Quân nói làm cho Hà Kiến Trương thở dài một hơi, hơn nữa căn cứ vào ý kiến của Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương cảm thấy Vương Tử Quân các nick hiểu nhiều về nông nghiệp, đề xuất của Bí Thư Vương không những đúng trọng tâm và có thể thực hiện, còn cực kỳ có tính thao tác. Bí Thư Vương, đề nghị của anh chính là một hành động vẽ rồng thêm mắt với phương án chống hạn lần này. Nếu không thì thế này, tôi sẽ cho người ta sửa lại phương án, sau đó đưa lên cho ngài phê duyệt. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, phương án này ngài cứ đưa lên cho Chủ tịch Đường, sau đó chúng tôi sẽ thông qua trong hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi sẽ cho phòng tài chính xuất tiền. Sau khi nói xong chuyện chính sự thì Hà Kiến Trương nói vài câu quan tâm đến vấn đề cuộc sống của Vương Tử Quân, cuối cùng nói lời cáo từ. Nhìn vào những câu hỏi và chủ đề nói chuyện của Hà Kiến Trương, Vương Tử Quân phát hiện Chủ tịch Hà này thật sự không phải là một người thích hợp để trò chuyện giết thời gian. Chủ tịch Hà, tôi vừa vặn phải đi ra ngoài, để tôi tiễn ngài một đoạn. Vương Tử Quân thấy Hà Kiến Trương đứng lên thì cũng đứng lên theo. Vương Tử Quân sóng vai với Hà Kiến Trương đi trên bậc thang, hai bên vẫn nói về vấn đề nông nghiệp. Hà Kiến Trương dùng giọng trầm trọng nói, Bí thư Vương, bây giờ giá lương thực không tăng, tính tích cực của nông dân bị đả kích rất nặng. Mọi người vất vả vài tháng nhưng không bằng công nhân đi đến thành phố làm công một tháng. Vương Tử Quân nhìn Hà Kiến Trương thở dài mà không khỏi có chút cảm động, mặc dù kiếp sống quan trường nhiều năm làm cho tâm tính của hắn vững như bàn thạch, thế nhưng lúc này hắn vẫn thật sự xúc động. Hắn biết rõ Hà Kiến Trương nói như vậy không phải là gượng ép, đối phương nói như thế vì đặt sự việc này trong lòng mình.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, đảm bảo nông nghiệp được ổn định, đảm bảo tăng thu nhập trong nông nghiệp chính là một công tác trọng điểm của chính quyền. Chủ tịch Hà, tôi cảm thấy chúng ta nên làm tốt công tác với nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông thôn cũng là rất quan trọng. Bí thư Vương, nếu ngài không nói thì thiếu chút nữa tôi đã quên. Hai ngày trước Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có báo cáo với tôi, nói là muốn xây dựng một trung tâm giống cây trồng nông nghiệp, chẳng những có giúp đỡ lớn với phương diện tài chính và kỹ thuật của tỉnh, hơn nữa còn có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp tỉnh nhà phát triển. Hà Kiến Trương nói xong phần lợi ích thì cười với Vương Tử Quân, nhưng có nhiều tỉnh thành cũng muốn xây dựng các trung tâm tương tự, nếu bây giờ tỉnh chúng ta tiến lên cạnh tranh cũng gây ra khó khăn không nhỏ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Hà, anh cho ra văn kiện để tôi xem xét, hai người chúng ta thế đơn lực bạc, thế nhưng không phải còn có thể đưa cho Chủ tịch Đường trình lên Bí thư Sầm sao? Bí thư Vương, tôi cảm thấy nếu anh ra tay thì hạng mục này nhất định sẽ được nắm bắt. Hà Kiến Trương cảm thấy rất vui vì trò chuyện với Vương Tử Quân về vấn đề này, thế là không khỏi nói một lời tâm bốc hiếm có. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì Cố Tắc Phiêm từ phía trước đi tới. Khi thấy Vương Tử Quân đi cùng Hà Kiến Trương thì Cố Tắc Phiêm mỉm cười nghênh đón, Bí thư Vương, Chủ tịch Hà, hai vị có vẻ là hiếm khi được gặp mặt nhau thì phải. Vương Tử Quân chỉ cười mà không nói gì thêm với Cố Tắc Phiêm, nhưng Hà Kiến Trương lại thản nhiên nói, tôi cảm thấy gặp mặt Chủ tịch Cố nơi này là rất bình thường. Ha ha, Bí thư Sầm có chút việc cần tôi xử lý, tôi cũng không thể nói chuyện với hai ngài lâu được. Cố Tắc Phiêm nói rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy. Hà Kiến Trương thấy Cố Tắc Phiêm rời đi thì nở nụ cười có chút khinh thường, dù nụ cười này lóe lên rất nhanh nhưng vẫn hiện rõ trong mắt Vương Tử Quân. Chương 1590, một không cần cầu thầy trị bệnh. Trong hội nghị công tác tài chính cuối năm, Vương Tử Quân cho ra bài phát biểu về tình hình tài chính trong tỉnh hiện tại, khẳng định thành tích trong thời gian nửa năm qua, đồng thời cũng hy vọng các đồng chí cố gắng công tác, làm tốt công tác chèo chống tài chính cho cả tỉnh. Trong mắt người ngoài thì lần này Vương Tử Quân tiến lên phát biểu với phong độ nhẹ nhàng, khí thế trầm ổn. Thế nhưng chỉ có một mình Vương Tử Quân tự biết tâm tư của mình bây giờ không đặt trên hội nghị tài chính vào lúc này. Đã qua 24 tiếng đồng hồ sau cuộc điện thoại của Diệp Thừa Dân, thế nhưng mãi đến bây giờ mà Đường Trấn Huy còn chưa gọi điện thoại cho mình. Có hai phương diện giải thích ở sự kiện này, một là Đường Trấn Huy và Sầm Vật Cương đã đạt thành nhận thức, sẽ không gọi điện thoại cho mình, mặt khác chính là Đường Trấn Huy từ chối Sầm Vật Cương, vì vậy mới không gọi điện thoại. Đứng trên lập trường của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên hy vọng Đường Trấn Huy không đạt thành nhận thức với Sầm Vật Cương, như vậy áp lực cho hắn sẽ giảm bớt. Nhưng hắn hiểu vị trí kia cực kỳ có lực hấp dẫn với Đường Trấn Huy. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì dù là chính mình cũng rất khó tìm được cơ hội tương tự cho Đường Trấn Huy. Người không vì mình trời tru đất diệt, tuy hắn và Đường Trấn Huy là minh hữu của nhau, thế nhưng Vương Tử Quân hắn không nghĩ rằng có thể làm cho Đường Trấn Huy luôn đi theo mình. Dù sao thì phương diện chính trị cũng không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Có thể nói ngày hôm qua Vương Tử Quân luôn mong chờ điện thoại của Đường Trấn Huy. Dù đối phương cho ra lựa chọn thế nào cũng nên nói cho hắn biết. Thế nhưng ngay từ ngày hôm qua hắn đã bắt đầu chờ đợi điện thoại, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhận được. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng khá lạnh, cũng càng có thêm áp lực. Dù sao thì sự lạnh lùng của Đường Trấn Huy đôi khi còn biểu đạt ý nghĩa khác. Chỉ là người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, dù là ai cũng không thể nào nhìn thấy hắn đang phải chịu áp lực thế nào. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, lúc này hắn thầm nghĩ nếu như Đường Trấn Huy đi thật, như vậy mình sẽ tiếp tục ván cờ còn dang dở này như thế nào. Vương Tử Quân đi xuống hội trường và nở nụ cười trò chuyện với trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu ở bên cạnh mình. Khoảng thời gian gần đây Cảnh Tự Tiêu luôn đi lại khá gần với Vương Tử Quân, căn bản chưa từng có lời từ chối qua chỉ thị của Vương Tử Quân. Hễ là Vương Tử Quân giao cho hắn chuyện gì? Hắn căn bản đều áp dụng theo ba nguyên tắc, tất cả phải làm, tất cả đều thông qua, thỏa mãn chỉ thị. Điều này làm cho phương diện triển khai mở rộng công tác của Vương Tử Quân thoải mái hơn rất nhiều. Bí thư Vương, ngài nói như vậy làm cho phòng tài chính chúng tôi tích cực công tác hơn. Sau này nếu có lãnh đạo địa phương đến chỗ tôi đòi tiền,
tôi cũng có chỗ khác để đẩy đi. Cảnh Tự Tiêu đứng thẳng người nở nụ cười sáng lạn nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn vừa định lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch đi đến nói, Bí Thư Vương, vừa rồi nhận được điện thoại của Chủ tịch Đường, nói là khi nào anh có rảnh thì đến phòng làm việc của anh ấy một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng Cảnh Tự Tiêu giống như không nghe được lời báo cáo của Triệu Hiểu Bạch. 10 phút sau Vương Tử Quân miễn lời mời dùng cơm của Cảnh Tự Tiêu, hắn đi lên xe mới hỏi Triệu Hiểu Bạch, Chủ tịch Đường có nói có chuyện gì không? Không có, Triệu Hiểu Bạch giống như cảm nhận được vẻ mặt của Bí Thư Vương hai ngày qua có gì đó không đúng, vì vậy khi đối mặt với lãnh đạo, hắn căn bản chú ý nhiều hơn. Lúc này Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của Đường Trấn Huy khá nhiều lần. Lần này hắn đi vào trong căn phòng quen thuộc, tất cả nhìn qua không có gì khác biệt, Đường Trấn Huy vẫn ngồi sau bàn làm việc, đang lẳng lặng xem xét văn kiện. Bí thư Tử Quân đến đấy à, mời anh ngồi. Đường Trấn Huy đứng lên khỏi ghế rồi cho ra lời mời với Vương Tử Quân, sau đó lão ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này ngay cả vị trí ngồi cũng không khác gì những lần gặp mặt trước đó. Nhưng lúc này hai người trò chuyện với nhau còn thoải mái như dĩ vãng nữa không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà thư ký của Đường Trấn Huy mang vào, sau đó hắn cười nói, Chủ tịch, ngài gọi thuộc hạ đến, có phải là có chuyện gì cần phân phó không? Lúc này Vương Tử Quân cố gắng làm cho mình trở nên cực kỳ ung dung bình tĩnh, hắn cố gắng tỏ ra giống như mình không biết gì, dù sao như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất để chính mình vừa có thể công vừa có thể thủ. Nhưng Vương Tử Quân vẫn phát hiện chính mình không quá áp chế được tâm tình, dù hắn cố tỏ ra ung dung bình tĩnh. Thế nhưng lời nói vẫn có chút gì đó gấp gáp. Đường Trấn Huy không nói gì, sau khi Vương Tử Quân đặt ly trà xuống thì lão mới nói, Tử Quân, có lẽ anh đã nghe qua chuyện Bí Thư Sầm tìm gặp tôi rồi chứ? Đúng vậy, tôi đã biết. Vương Tử Quân thấy Đường Trấn Huy đi thẳng vào vấn đề thì cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục đi đường vòng, ngược lại là không đủ phóng khoáng, thế nên hắn trầm giọng nói. Đường Trấn Huy có thêm vài phần hảo cảm khi đối diện với lời thẳng thắn thừa nhận của Vương Tử Quân. Tuy đây chỉ là một vấn đề nhỏ, thế nhưng lại phản ánh ra đạo đức của anh ở phương diện đối nhân xử thế. Lão cười cười rồi châm trà giúp Vương Tử Quân, sau đó mới nói anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ thế nào? Tuy chỉ là bốn chữ nhưng cực kỳ khó trả lời, dù sao thì Vương Tử Quân bây giờ cũng không biết rõ suy nghĩ của Đường Trấn Huy, hắn sao có thể cho ra quyết định giúp Đường Trấn Huy? Hắn thấy Đường Trấn Huy đang nhìn mình, thế là trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tôi cảm thấy Chủ tịch Đường nên đi thì hay hơn. Hai mắt Đường Trấn Huy khẽ động, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lão không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Dưới ánh má chăm chú của Đường Trấn Huy, Vương Tử Quân cảm nhận được sự cao minh của người này. Đối phương chủ động hỏi mình, nhìn như trao quyền chủ động cho mình, muốn mình nói ra những lời bất lợi. Thế nhưng thực tế thì Chủ tịch Đường đã nắm thế chủ động trong tay. Hiện tại Vương Tử Quân chỉ có thể đứng trên lập trường của Đường Trấn Huy để mở miệng tán thành mà thôi. Ngay từ hôm qua thì Vương Tử Quân đã mất một ngày suy tư về điều này, tất nhiên cũng là đứng ở góc độ của Đường Trấn Huy để xem xét sự việc. Lúc này Đường Trấn Huy dùng phương thức như vậy để lên tiếng, chỉ có thể nói rõ một việc, đó là đối phương đã động tâm, thậm chí là đã cho ra quyết định. Dựa quá cứng trước nay đều không ngọt, Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Đường Trấn Huy, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới dùng giọng trịnh trọng nói, Chủ tịch Đường, cơ hội là khó có được, hơn nữa đây là bọn họ bỏ ra nhiều tâm tư để tìm cơ hội cho ngài. Nếu như ngài ném bỏ cơ hội lần này, chẳng phải là phụ ý tốt của bọn họ sao? Nếu tôi đi thì thế cục ở tỉnh Mật Đông căn bản không còn được như lúc này nữa. Đường Trấn Huy thở dài một hơi rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Chương 1592, không cần cầu thầy trị bệnh. Vương Tử Quân luôn quan sát vẻ mặt của Đường Trấn Huy, căn cứ vào những lời này thì hắn cảm nhận được sự không nỡ của Đường Trấn Huy. Dù sao thì Đường Trấn Huy cũng bị Sầm Vật Cương áp chế 4 năm, điều này làm cho Đường Trấn Huy cực kỳ căm tức. Bây giờ thế cục ở tỉnh Mật Đông đang là bộc phát sau thời gian Đường Trấn Huy bị áp chế, tất nhiên lão cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng thời gian hưởng thụ này là quá ngắn. Nếu như Đường Trấn Huy có thêm thời gian, lão sẽ tuyệt đối không chịu đi đến vị trí kia ngồi 5 năm. Chủ tịch Đường, tôi biết ngài suy nghĩ cho tôi, thế nhưng tôi không thể vì mình mà không nghĩ đến chuyện của ngài.
Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp, sau khi ngài rời đi thì tỉnh Mật Đông sẽ thiếu một cột trụ chống trời, áp lực của tôi sẽ tăng lên, nhưng tôi cũng không thể vì hoàn cảnh khó khăn của mình mà bỏ qua tương lai của ngài. Đường Chấn Huy nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, lão cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân có 8 phần là thật. Đến vị trí của bọn họ, giúp đỡ nhau mà còn giữ được thái độ chân thành như vậy là quá khó có được. Đường Chấn Huy thật sự rất động tâm ở sự kiện lần này, hơn nữa hắn cực kỳ động tâm. Tuy đi đến vị trí kia cơ bản là không có việc gì thực chất để làm, thế nhưng dù gì cũng tốt hơn là về hưu. Hơn nữa Đường Chấn Huy rời khỏi tỉnh Mật Đông cũng cần phải có sự sắp xếp, nếu lão muốn tìm được một vị trí như vậy là không dễ dàng. Dù sao thì có nhiều người giống như mình, thậm chí có người về hưu là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng cũng chưa có được sắp xếp như vậy. Đường Chấn Huy là chủ tịch tỉnh Mật Đông, lão biết mình cũng không có ưu thế quá lớn, vì vậy cơ hội lần này là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Chỉ tiêu này rơi xuống đầu Đường Chấn Huy, rõ ràng là vì người ta cố ý để chống và sắp xếp cho mình. Chính Đường Chấn Huy cũng cảm thấy cực kỳ khó xử, lúc đó lão không đồng ý Sầm Vật Cương, chủ yếu là vì lúc đó lão căn bản không có được quyết tâm. Dù sao với tình thế tốt đẹp ở Mật Đông hiện tại cũng là kết quả sự liên minh giữa lão và Vương Tử Quân, nếu như không có được sự chèo chống của Vương Tử Quân, chỉ dựa vào bản thân hắn, căn bản không làm được tốt như vậy. Bây giờ nếu hắn rút thang rời đi, như vậy sẽ là phản bội Vương Tử Quân. Tuy câu nói phản bội đối với những người ở vị trí như của Đường Chấn Huy căn bản không có tính phản ánh, thế nhưng lão là một người quang minh lỗi lạc, lão luôn cảm thấy cực kỳ bứt rứt. Trước khi trò chuyện với Vương Tử Quân thì lão luôn do dự, sau khi cân nhắc lợi và hại thì quyết định dùng phương thức này để ngã bài với Vương Tử Quân. Hắn sẽ cho Vương Tử Quân chủ động quyết định hướng đi của mình, thế nhưng lão lại không ngờ Vương Tử Quân trả lời chân thành thẳng thắn như vậy. Đường Chấn Huy là người chìm nổi quan trường nhiều năm, lão cảm thấy cảm tình đã bị biến chất, thế nhưng lúc này cảm giác chịu tội với Vương Tử Quân của lão lại tăng lên vài phần. Nói tóm lại thì mình đang đánh giữa đường thì bỏ chạy chối chết, thật sự phải xin lỗi một người ra sức chèo chống bấy lâu nay là Vương Tử Quân. Tử Quân, anh có năng lực, có thủ đoạn, thế nên ngồi vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông cũng không là vấn đề gì khó. Đường Chấn Huy khẽ ho khan một tiếng, sau đó dùng giọng động tình nói, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là đến lúc tuyển cử trước nhiệm kỳ phải được ngồi lên vị trí của mình. Sau khi tôi đi thì bí thư Sầm bên kia sẽ có ít cố kỵ hơn, còn anh vì phương diện tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân mà công tác sẽ co cóng hơn một chút. Càng về sau này thì anh càng dễ xảy ra chuyện. Đường Chấn Huy nói đến đây thì gương mặt lại có thêm vài phần áy náy. Vương Tử Quân căn bản có vài phần tán thưởng lời phân tích của Đường Chấn Huy. Người này nhìn rõ ràng vấn đề sắp xảy ra, thế nhưng bây giờ điều quan trọng không phải là nhìn thấu tình cảnh, mà là cung cấp quyết sách giải quyết vấn đề. Tôi cảm thấy sau này anh nên an phận một chút, dù sao làm việc ít đi thì sẽ ít phạm lỗi. Chỉ cần anh phạm vào một sai lầm, như vậy Sầm Vật Cương bên kia sẽ có nhiều cơ hội túm tóc anh. Nếu như anh không phạm sai lầm, dù Sầm Vật Cương bên kia có bá đạo thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ ép anh rớt đài. Đây là sách lược mà Đường Chấn Huy vạch ra cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong thì Vương Tử Quân thầm gật đầu, hắn đã nghĩ qua những lời này của Đường Chấn Huy. Đây chính là một trong những lựa chọn tốt nhất của hắn vào lúc này. Tránh hại tìm lợi chính là bản năng của con người, bản năng này có trở thành quán tính hay không, quan trọng là khi bước chân vào chốn nguy hiểm. Nếu như nguy hiểm quá lớn và lợi ích quá nhỏ, chắc chắn sẽ không có ai đi làm. Ngược lại nếu như lợi ích vượt xa nguy hiểm, thậm chí biểu hiện giống như chỉ cần anh làm tốt thì không tồn tại nguy hiểm, anh sẽ ra tay thực hiện còn nhanh hơn cả người khác nghĩ. Dù sao thì với trí tuệ chính trị nhiều năm của mình, Vương Tử Quân vẫn nhìn rõ điều này. Vì vậy Vương Tử Quân cảm thấy nếu như vậy là không đủ, còn có một vài chuyện nhìn một phải phân ra hai ba, nếu không thì dù mình có bình an tiến lên, tối đa cũng chỉ mạnh hơn Đường Chấn Huy một chút mà thôi, sau này muốn xoay người thì càng khó thêm khó. Mặc dù không phải là nô bộc cho người ta, thế nhưng ít nhất cũng bị Sầm Vật Cương áp chế, tình hình không có chút chuyển biến. Cảm ơn lời khuyên của Chủ tịch Đường, sau này tôi công tác nhất định sẽ nhớ lời dạy bảo của ngài, bảo đảm sau này không bao giờ công tác mắc sai lầm. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói, chỉ là có chút chuyện kính nhờ ngài. Anh cứ nói,
Sau khi nghe được Vương Tử Quân có việc cần nhờ mình thì Đường Trấn Huy tỏ ra rất vui mừng. Bây giờ lão thật sự rất muốn giúp Vương Tử Quân làm cái gì đó, mặc dù không cải biến được sự thật mình bỏ mặc Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng làm cho mình an tâm hơn, sau này mình cũng được giải thoát khỏi áy náy. Hơn nữa thật lòng thì Đường Trấn Huy vẫn luôn căm hận Sầm Vật Cương, Tu Sầm Vật Cương nói chuyện với lão trước đó thân mật như hai ông bạn già, nói rằng phải mất nhiều sức lực mới để cử mình tiến lên. Thế nhưng Đường Trấn Huy căn bản không có chút cảm kích nào với Sầm Vật Cương. Đường Trấn Huy không phải không tin Sầm Vật Cương bỏ ra nhiều công sức để cử mình, ngược lại lão tin tưởng Sầm Vật Cương vì tìm được vị trí này cho mình mà bỏ ra nhiều tâm tư và khí lực. Thế nhưng lão lại oán hận thầm nghĩ, anh không tiếc lực vì tôi, cũng không phải là vì tốt cho tôi, chỉ là không muốn tôi ở lại làm cho an chướng mắt mà thôi. Sầm Vật Cương đã đối đãi với mình như vậy, Đường Trấn Huy căn bản không cảm kích Sầm Vật Cương, ngược lại còn thêm tức giận. Nhìn thì Đường Trấn Huy là người được hưởng lợi, thế nhưng thực tế nếu lão bước đi, như vậy Sầm Vật Cương là người ở lại có thể ra tay thu hoạch mùa màng. Chủ tịch Đường, sau khi ngài đi thì sẽ có vài điều chỉnh trong tỉnh, ngài là lão lãnh đạo, có một vài vị trí trung ương sẽ trưng cầu ý kiến của ngài, tôi hy vọng ngài có thể nói vài lời giúp tôi. Vương Tử Quân nói vẫn không nhanh không chậm, khá là bình thản. Vị trí này sao, tôi nhất định sẽ giúp anh. Đường Trấn Huy nhìn vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Lúc này lão đã tính toán rất tốt, sẽ nói những lời thế nào về Vương Tử Quân trước mặt lãnh đạo. Vương Tử Quân cười cười, hắn trầm giọng nói ra yêu cầu của mình. Đường Trấn Huy sững sốt giây lát rồi lại khẽ nói, Tử Quân, chuyện này tôi mặc dù sẽ nói tốt cho anh, thế nhưng anh cũng cần phải có động tác. À, điều này tôi biết rồi. Vương Tử Quân gật đầu đáp. Chương 1591 một tránh nhuệ khí, kích trạng thái lười nhác. Cố Tắc Phiêm lẳng lặng uống trà, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Hắn giống như một ông thầy dạy âm nhạc, khi nào vui vẻ thì thường thích gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp mà mình thích. Vài tháng gần đây Cố Tắc Phiêm căn bản không quá vui sướng. Hắn vốn là người nhất ngôn cửu đỉnh ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng khi Vương Tử Quân và Đường Trấn Huy liên minh với nhau thì hắn cảm thấy cực kỳ bị chèn ép. Chưa nói đến những vấn đề không có tác dụng giống như trước, người trợ thủ đắc lực nhất của hắn là Lý Hanh Dư bây giờ cũng đi xuống làm bí thư thị ủy Kim Hà. Tuy Lý Hanh Dư đến thành phố Kim Hà nhận công tác cũng không một câu oán hận, thế nhưng Lý Hanh Dư rời đi làm cho thực lực của Cố Tắc Phiêm bị tổn thương khá lớn. Chưa nói đến những phương diện gì khác, ví dụ như con đường nhận tin tức của hắn bây giờ cũng không còn được thông thoáng như xưa. Khi Lý Hanh Dư làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Cố Tắc Phiêm biết Trương Tề Bảo là phó thư ký trưởng, thế nhưng hắn cũng không quan tâm, giống như tất cả mọi mỹ nữ đều được hắn thu vào trong túi, dù Trương Tề Bảo có múa đẹp thế nào thì hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi. Mặc dù Trương Tề Bảo là nhân tài khó có được, thế nhưng hắn cũng không muốn cho đối phương dựa vào mình. Mối quan hệ giữa Lý Hanh Dư và Trương Tề Bảo cũng không được tốt lắm. Cố Tắc Phiêm dù là phó chủ tịch thường ủy thế nhưng có một số việc cũng phải quan âm đến thể diện của Lý Hanh Dư. Nhưng bây giờ thì hắn có chút hối hận, nếu như trước kia hắn vung ti kéo Trương Tề Bảo, biết đâu Trương Tề Bảo sẽ đi theo hắn rồi. Ôi, không thể nói lời mỹ mãn như vậy được, việc gì cũng không nên làm quá tốt, điều này thì Cố Tắc Phiêm hiểu. Nhưng nếu trước đó hắn đưa cành ô liu cho Trương Tề Bảo, hắn tin chắc với trí tuệ chính trị của Trương Tề Bảo thì sẽ dựa vào mình. Bây giờ Trương Tề Bảo là một thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, người này công tác cực kỳ kín kẽ, thế cho nên Cố Tắc Phiêm cảm thấy người của mình ở Ủy ban Nhân dân tỉnh càng lúc càng ít. Khi mà Đường Trấn Huy và Vương Tử Quân liên hợp chống lại Sầm Vật Cương, cho dù một vài người trước kia đi theo Cố Tắc Phiêm thì bây giờ cũng biểu hiện tư thái như gần như xa. Cố Tắc Phiêm căn bản cực kỳ tức giận với trạng thái này, thế nhưng hắn không có biện pháp thay đổi trạng thái này. Dù sao thì Đường Trấn Huy sắp lui ra, dù là Cố Tắc Phiêm có muốn thúc đẩy thì Sầm Vật Cương cũng tránh không đâm đầu vào mũi nhọn. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến những gì mình nghe được hôm nay mà không khỏi sinh ra cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn vốn còn cảm thấy không thoải mái vì Sầm Vật Cương để cho Đường Trấn Huy phóng túng quá mức, thế nhưng tâm tư này bây giờ căn bản là không còn. Bí thư Sầm không hổ danh là bí thư Sầm, chỉ cần vung tay đã có thể dễ dàng thu phục được Đường Trấn Huy. Nếu không có Đường Trấn Huy, tôi xem Vương Tử Quân anh còn làm được gì. Nhưng lần này thật sự là quá có lợi cho Đường Trấn Huy,
một người vốn phải chào tạm biệt võ đài chính trị, thế nhưng bây giờ ma xui quỷ khiến thế nào lại được công tác thêm vài năm nữa. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Cố Tắc Viêm, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó nhanh chóng nghe máy, chào anh, tôi là Cố Tắc Viêm. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký trưởng Phương Anh Hồ, chào Chủ tịch Cố, tôi là Phương Anh Hồ, chúc mừng anh. Lời nói của Phương Anh Hồ trong điện thoại căn bản là không quá rõ ràng, thế nhưng Cố Tắc Viêm nghe qua mà hiểu được vài phần, thế là cười nói, thư ký trưởng, còn chưa có chuyện gì xảy ra, có gì mà chúc mừng. Sau khi Đường Chấn Huy đi thì Vương Tử Quân dù không muốn tiến lên vẫn phải tiến lên. Bây giờ trong tỉnh mật đông ngoài anh ra thì ai sẽ là người nắm giữ trọng trách phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Hơn nữa trong sự kiện này thì bí thư Sầm chỉ đích danh nhân tuyển là anh. Tuy Cố Tắc Viêm cực kỳ tự tin rằng Sầm Vật Cương sẽ cho mình tiến thêm một bước, thế nhưng khi nghe Phương Anh Hồ nói như vậy thì hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hắn cười cười nói, điều này cần thư ký trưởng giúp đỡ nhiều hơn, sau khi thành công thì tôi nhất định sẽ cảm tạ ân tình thắm thiết của anh. Phương Anh Hồ nói hai câu khách khí rồi chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lúc này tinh thần của Cố Tắc Viêm nhanh chóng tỉnh táo lại, thư ký trưởng của tôi, anh đi theo bí thư Sầm đã vài năm, tuy vị trí thư ký trưởng rất oai phong, thế nhưng tôi cảm thấy anh càng nên tiến thêm một bước, không bằng anh đi sang Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu tôi đây tiến lên một bước thì vị trí phó chủ tịch thường ủy sẽ phải nhường lại, anh nên đến nhận lấy trọng trách, sau này dù đi bên nào thì cũng có một phần lý lịch rất tốt. Đầu đây bên kia có chút trầm mặc, Cố Tắc Viêm thấy đây là chuyện tốt, tình huống trầm mặc lúc này chính là đại biểu cho Phương Anh Hồ đang động tâm với lời đề nghị của mình. Hắn chợt thầm nghĩ, mình nói như vậy là căn bản rất khôn ngoan, Phương Anh Hồ có quan hệ tốt với mình, hơn nữa lại là người có thủ đoạn, chỉ cần mình và đối phương liên thủ, lại có được sự giúp đỡ của bí thư Sầm, cho dù Vương Tử Quân có là chủ tịch tỉnh thì sau này cũng phải nhìn vào vẻ mặt của hai người mình. Anh cảm thấy bí thư Sầm bên kia sẽ đồng ý sao? Phương Anh Hồ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có chút lo lắng. Cố Tắc Viêm cười cười nói, thư ký trưởng, người khác nếu có ý nghĩ này thì bí thư Sầm sẽ xem xét lại, nhưng anh là ai? Anh là ái tướng đệ nhất của bí thư Sầm, đưa anh đi tìm thêm kinh nghiệm và lý lịch công tác, như vậy sao bí thư không đồng ý cho được? Nếu anh cảm thấy khó thể mở miệng, tôi sẽ nhắc nhở với bí thư Sầm. Để xem ý kiến của anh ấy là như thế nào. Vậy làm phiền chủ tịch Tắc Viêm. Phương Anh Hồ lập tức đồng ý, trực tiếp cài sự việc lên đầu Cố Tắc Viêm, nhưng sau đó hắn lại cười nói, chủ tịch Cố, mặc kệ có được hay không, dù thế nào tôi cũng cảm ơn anh. Cố Tắc Viêm cúp điện thoại và thầm nghĩ Phương Anh Hồ đúng là quá danh ma, người này đã sớm có ý nghĩ như vậy, thế nhưng lại chờ mình nói ra mới chịu. Nhưng hắn cũng thật sự có ý nghĩ muốn giúp cho Phương Anh Hồ. Như vậy căn bản không có hại với hắn, như vậy sao không làm? Nhận được ủy thác của người ta thì phải đi làm việc, Cố Tắc Viêm lúc này cũng không muốn xử lý công tác của mình, hắn do dự nửa giờ rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy. Chương 1591-2 tránh nhuệ khí, kích trạng thái lười nhác. Khi còn chưa đi lên lầu thì Cố Tắc Viêm đã thấy một hình bóng quen thuộc phía trước, khi thấy người kia thì hắn không khỏi nhíu mày. Trong số những phó chủ tịch thì phần lớn đều khách khí với hắn, thế nhưng Hà Kiến Trương kia lại căn bản không coi hắn ra gì. Cố Tắc Viêm tuy căm hận một người lớn tuổi hơn lại có lý lịch dày hơn mình là Hà Kiến Trương, thế nhưng hắn lại không có biện pháp gì. May mà người kia sắp lui ra đến nơi, lần này không bằng mình lợi dụng cơ hội nói với bí thư Sầm, để cho người kia sang công tác ở mặt trận Tổ quốc cho rồi. Hắn thầm có ý nghĩ như vậy, thế là nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Hắn tiến lên nghênh đón Hà Kiến Trương, chủ tịch Hà, gần đây anh bận rộn gì vậy? Mỗi lần gặp mặt thì anh đều bận rộn như thế. Chào chủ tịch Cố, Hà Kiến Trương thấy Cố Tắc Viêm thì cũng không có ý dừng lại, hắn chỉ thuận miệng nói, bây giờ tình hình hạn hán đang khá nặng nề, tôi đang tranh thủ tài chính chống hạn. Chủ tịch Cố, anh xem có thể cho ra biện pháp gì giúp đỡ chúng tôi một chút được không? Tôi cũng không quản khối tài chính. Chủ tịch Hà, anh nên đi tìm bí thư Vương thì hơn. Cố Tắc Viêm nhìn hình bóng vội vàng của Hà Kiến Trương, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hà Kiến Trương này đến lúc nào rồi mà gặp mình vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu như vậy? Anh là người gần đất xa trời, còn không thèm quan tâm đến tôi, anh nghĩ mình là ai?
Cố Tắc Phiêm nhìn hình bóng của Hà Kiến Trương biến mất hàm không khỏi đón đầu một nhân viên công tác hỏi, Chủ tịch Hà vừa rồi đi gặp ai vậy? Nhân viên công tác bị Cố Tắc Phiêm nhìn vào chằm chằm, hắn do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói, vừa rồi tôi thấy Chủ tịch Hà đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Cố Tắc Phiêm nghe nói Hà Kiến Trương vừa vào phòng làm việc của Bí Thư Vương thì càng như bị nghẹn cái gì đó nơi cổ, thế nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện gương mặt như vậy trước mắt thủ hạ. Hắn khẽ cười với người này, sau đó chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Chủ tịch Tắc Phiêm, anh đi gặp Bí Thư Sầm sao? Khi Cố Tắc Phiêm đang suy xét vài vấn đề, chợt có người lên tiếng chào hỏi. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu thấy vị Yến Quy từ trên lầu đi xuống, theo sau là kinh tế và một nhóm nhân viên công tác, thật sự là một đám người. Sau khi trò chuyện với nhau ở thủ đô lần trước thì mối quan hệ giữa Cố Tắc Phiêm và vị Yến Quy đã đạt đến độ cao mới, lúc này thấy vị Yến Quy thì hắn không khỏi cười ha hả nói, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Bí Thư Sầm, thế nên tôi phải đi sang một chút. Cố Tắc Phiêm nói ra những lời này rõ ràng là bịa đặt, nhưng hắn nói cực kỳ trấn tĩnh, không có chút biểu hiện khác thường. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là vì muốn cho vị Yến Quy biết mình trong ý nghĩ của Bí Thư Sầm là như thế nào, có độ nặng ra sao. Dù sao thì cũng không có vài người được Bí Thư Sầm đặc biệt gọi điện thoại như vậy. Vị Yến Quy không thể nào hỏi Sầm Vật Cương về việc này được, vì thế đây là một thủ đoạn nhỏ có tác dụng của Cố Tắc Phiêm, lúc cần thì phải dùng. Sau khi nói xong thì Cố Tắc Phiêm còn quan sát phản ứng của Vi Yến Quy, thấy gương mặt của đối phương căn bản là bất động, không có phản ứng, nhưng trong mắt có vài phần âm trầm. Ha ha, tôi quên anh là người bận rộn, tôi đang chuẩn bị mời anh đến phòng làm việc của tôi bàn vài vấn đề. Vi Yến Quy chợt khôi phục lại như thường, hắn tươi cười nói với Cố Tắc Phiêm. Cố Tắc Phiêm cười cười nói, thật là không khéo, thế này đi, Bí Thư Vi. Tối nay nếu ngài có rảnh thì hai ta uống vài ly, đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội báo cáo tư tưởng cho ngài. Tốt, như vậy tối nay chúng ta bàn luận một chút. Tắc Phiêm, những ngày an nhàn của anh đã đến rồi, tuy chỉ là tiến lên một bước nhỏ nhưng dù sao cũng phải chúc mừng anh. Vi Yến Quy nói rồi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Cố Tắc Phiêm thật sự sảng khoái vì lời nói của Vi Yến Quy, dù sao thì ép người A phải nói ra cũng có nội dung khác biệt. Nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng khoát tay áo nói, chuyện này còn chưa có kết luận, xem anh nói gì kìa, nếu nói chúc mừng thì phải là Bí Thư Vương, vài ngày nữa không phải anh ấy sẽ từ phó lên chính sao. Vì Yến Quy biết rõ sự khác biệt giữa chữ phó và chữ chính, hắn không nói gì thêm, chỉ cười ha hả đi xuống lầu. Cố Tắc Phiêm nhìn Vì Yến Quy rời đi mà vẻ mặt có thêm vài phần ngưng trọng, sau khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Vì Yến Quy, hắn nhanh chóng đi về phía lầu 3. Tuy rất nhiều người thấy hắn vẫn mở lời nịnh nọt, thế nhưng hắn cũng biết mình không thể phớt lời Vi Yến Quy, mà chính hắn cần phải vận dụng sức lực với Bí Thư Sầm ở bên kia. Trong phòng họp số 3 tỉnh ủy Mật Đông, lúc này đã có đầy người đang ngồi, thế nhưng so với thế cục điều hoa trước kia, bây giờ người trong phòng họp chia làm hai phái. Không, phải xem đó giống như xu thế giữa hai địa phương với nhau. Cán bộ tỉnh Nam Giang thật sự rất trẻ tuổi. Trưởng phòng tổ chức thành phố Đồng Lục là Mễ Thần Thịnh khẽ nói với Chủ tịch Cao Đại Hòa ở bên cạnh. Cao Đại Hòa khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào. Vì hội nghị lần này vốn phải là Lôi Hợp Tuấn tham gia, vì Lôi Hợp Tuấn có chuyện nên hắn mới là người đến thay. Lúc này thành phố Đồng Lục sẽ phải tiếp nhận hơn 20 cán bộ, sắp xếp cuộc sống cho số cán bộ này căn bản là một công tác rất quan trọng. Tuy Cao Đại Hòa đang đánh giá đám cán bộ Nam Giang, thế nhưng tâm tư của hắn lại đặt lên phần tin tức mình vừa nhận được. Chủ tịch Đường được điều lên Quốc hội, Bí Thư Vương cũng sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh. Tin tức này tuy chỉ liên quan đến hai người, thế nhưng sẽ làm cho cục diện chính trị ở Mật Đông biến hóa, biết đâu những cơn địa chấn tiếp theo sẽ bắt đầu từ những dư chấn vào lúc này. Hơn nữa sẽ làm cho đám quan viên địa phương như bọn họ có người bay cao có người suy sụp, địa vị cũng sẽ biến hóa. Người thường nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân đã sớm là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh, đây là một việc tốt, thế nhưng đối với đám người hiểu rõ tình hình chính trị Mật Đông, bọn họ biết rõ Vương Tử Quân tiến lên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh vào lúc này căn bản là có thế cục không được tốt. Xem ra trong này có một số vấn đề mà nhóm người mình không thể nào nắm bắt được. Cao Đại Hòa thầm cảm khái, sau đó hắn nói với Mễ Thần Thịnh,
phòng tổ chức các anh có phương án nào sắp xếp cho số cán bộ xuống giữ chức này hay không? Có phương án, thế nhưng phương diện thao tác thì còn cần hội nghị thường ủy thông qua. Mễ Thần Thịnh cười nói với Cao Đại Hòa. Cao Đại Hòa khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Mễ Thần Thịnh là người của Lôi Hợp Tuấn, tuy biểu hiện khách khí với hắn, thế nhưng thực tế thì lại không cùng lòng. Lôi Hợp Tuấn bây giờ lại theo sát Phương Tử Quân. Tất nhiên sẽ không dám sắp xếp qua loa cho đám cán bộ Nam Giang này, thậm chí sẽ có một khả năng, sẽ có sắp xếp cao hơn tiêu chuẩn của các thành phố khác. Chương 1592, để lại dấu chân đi thu hoạch. Cao Đại Hòa nhìn lướt qua đám cán bộ Nam Giang với vẻ mặt bình tĩnh đang nghiêm chỉnh ngồi ở chính giữa, hắn thầm nghĩ, những người này tuy đều là nhân tài, thế nhưng tối đa chỉ là cấp cục, nếu muốn tiến lên trong thời gian ngắn là không thể. Căn bản không thể là trợ lực cho Bí Thư Vương. Sau này không còn sự chèo chống của Chủ tịch Đường, quyền Chủ tịch Vương sẽ không còn được thoải mái như trước. Các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Không biết từ khi nào thì Thư ký trưởng Phương Anh Hồ của Văn phòng Tỉnh ủy đã ngồi lên vị trí của người chủ trì hội nghị, bên cạnh Phương Anh Hồ chính là nhóm người Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh. Cao Đại Hòa cũng không chú tâm quan sát Phương Anh Hồ, hắn chủ yếu nhìn Vương Tử Quân. Hắn thấy Vương Tử Quân ngồi ở vị trí trung tâm trên đài chủ tịch, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, căn bản không nhìn ra chút bất hiên vì sự ra đi của chủ tịch Đường. Vương Tử Quân ngồi trên kia cực kỳ bình ổn, điều này làm cho Cao Đại Hòa chợt cảm thấy Vương Tử Quân có vài phần uy nghiêm hơn Đường Chấn Huy. Phương Anh Hồ nói vài câu long trọng thì Uông Thanh Minh đứng lên tuyên bố những sắp xếp và yêu cầu đối với các cán bộ trao đổi của tỉnh Nam Giang. Uông Thanh Minh chỉ nói 10 phút thế nhưng lại cho thấy sự coi trọng của tỉnh ủy đối với đám cán bộ tạm giữ chức này. Một nội dung quan trọng nhất trong bài phát biểu của Uông Thanh Minh chính là nói về cương vị của các vị cán bộ Nam Giang đến trao đổi, đó là dù không tiến vào trong ban ngành thường ủy, thế nhưng cũng được tham gia hội nghị thường ủy như thường ủy bình thường, điều này cực kỳ có độ nặng. Cao Đại Hòa thật sự không ngờ, hai ngày trước hắn còn xem qua bản thảo về ý kiến của phòng tài chính tỉnh ủy. Cũng không có thông tin này. Bây giờ gia tăng thêm điều kiện kia, có lẽ là vừa mới thêm vào, nhưng bây giờ thêm vào một điều ưu khoản trọng yếu như vậy, có lẽ người ra tay chỉ có thể là Vương Tử Quân. Lúc này mời đồng chí Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân phát biểu vài lời. Giọng nói của Phương Anh Hồ lại vang lên trong phòng họp. Khi câu nói của Phương Anh Hồ kết thúc, một tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Tiếng vỗ tay này hầu như mạnh gấp đôi âm thanh vừa rồi vang lên sau khi Uông Thanh Minh tuyên bố điều khoản sắp xếp cho cán bộ đến từ Nam Giang. Xem ra uy tín của Bí Thư Vương ở Nam Giang cũng không phải là tin đồn. Mễ Thần Thịnh quay đầu lại khẽ nói. Cao Đại Hòa khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói một câu phụ họa, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Con bà nó anh đi bên cạnh chủ của mình là Lôi Hợp Tuấn, liên tục nói ra những lời tán dương. Nhìn bộ dạng của anh thì rõ ràng sẽ có ngày đầu óc bị tư tưởng của chủ nhân chiếm giữ, dù lãnh đạo có đánh giám cũng thấy thơm. Cao Đại Hòa vừa oán hận thầm mắng Mễ Thần Thịnh vừa đưa mắt nhìn lên người đám cán bộ đến từ Nam Giang. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vừa rồi có 2/3 là từ những người này vang lên, Cao Đại Hòa thấy đám người kia vỗ tay, thậm chí còn thấy vài người có gương mặt kích động. Chào các đồng chí! Hôm nay dù là với tỉnh Mật Đông hay Nam Giang thì đều là một khoảng thời gian cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt đám cán bộ Nam Giang bên dưới, hắn cũng có chút kinh ngạc vì sự kích động của bọn họ dành cho mình. Tuy hắn công tác ở Nam Giang 2 năm, hơn nữa còn làm ra cho Nam Giang nhiều chuyện, thế nhưng hắn thật sự không tiếp xúc quá nhiều với các vị cán bộ cấp cục trong tỉnh Nam Giang. Lúc này trong đám cán bộ đến tạm giữ chức ở tỉnh Mật Đông, hắn chỉ có thể nhận ra vài người mà thôi. Thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy cảm động vì sự giúp đỡ thật lòng của đám cán bộ này. Hắn nhìn nhóm cán bộ Nam Giang bên dưới, hắn cũng không cần đến bản thảo đã chuẩn bị sẵn, hắn thuận miệng nói, thưa các đồng chí, các vị ở đây cũng không xa lạ gì tôi, năm trước tôi còn công tác ở tỉnh Nam Giang, bây giờ đã đi đến tỉnh Mật Đông. Nói ra thì tôi đến Mật Đông sớm hơn một bước so với các vị, tôi là người tiền trạm của các vị. Sau khi đi vào Mật Đông thì cảm nhận lớn nhất của tôi chính là cán bộ quần chúng tỉnh Mật Đông dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Sầm có quyết tâm bức thiết và niềm tin vào tương lai phát triển. Vương Tử Quân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói về kinh tế thì Mật Đông có chút chênh lệch với Nam Giang,
thế cho nên lần này tôi đề nghị cùng kết nghĩa phát triển kinh tế với các thành phố Nam Giang, liên hợp các tác phong và kinh nghiệm tốt đẹp từ hai địa phương, chắp cánh cho con thuyền phát triển kinh tế trong tỉnh Mật Đông. Nam Giang có ưu thế của Nam Giang, các anh là những cán bộ được lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang phái đến Mật Đông, lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm các anh, bọn họ tin tưởng các anh có thể dùng năng lực của mình để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Nhưng khi được phân công công tác thì chúng ta cần phải chăm chỉ học tập sự gian khổ mộc mạc, tác phong công tác không sợ gian khổ và sức mạnh sáng nghiệp của các cán bộ Mật Đông. Tất nhiên các anh cũng phải bày ra khả năng tiến thủ và toàn tâm toàn ý vì phát triển của cán bộ tỉnh Nam Giang. Thông qua một năm tạm giữ chức ở tỉnh Mật Đông, các anh nên để lại dấu chân của mình, để cho mai sau chúng ta thu hoạch. Vương Tử Quân phát biểu hơn 10 phút, thế nhưng trong 10 phút này từng đợt vỗ tay liên tục vang lên. Dù là cán bộ Nam Giang hay Mật Đông tham gia hội nghị đều có vẻ mặt và ánh mắt kính nể với Bí Thư Vương. Cao Đại Hòa tuy thật lòng có mâu thuẫn với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này không thể không thừa nhận Vương Tử Quân là người nói rất hay, rất có nội dung. Hơn nữa dù là với cán bộ Nam Giang hay Mật Đông, bọn họ nghe vào tai đều cảm thấy rất thoải mái. Cao Đại Hòa nhìn nụ cười của Vương Tử Quân khi đối diện với tiếng vỗ tay như sấm dậy, thế là không khỏi sinh ra vài phần tôn kính. Tuy ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn đánh tan ngay sau đó, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi của tỉnh ủy kia có lực hút rất lớn với người khác. Cũng chỉ là Bí Thư Vương có thể nói như vậy, thế nhưng anh ấy là lãnh đạo Nam Giang, những người khác dù cầm bản thảo mà anh ấy vừa lên tiếng để phát biểu đôi lời cũng không làm cho người ta sinh ra cảm giác tốt đẹp như vậy. Mễ Thần Thịnh thừa dịp Phương Anh Hồ lên tiếng quay sang khẽ nói với Cao Đại Hòa. Cao Đại Hòa khẽ gật đầu. Tuy hắn cảm thấy khinh thường những lời mờ ám của Mễ Thần Thịnh, thế nhưng không thể không thừa nhận lời nói của Mễ Thần Thịnh là rất đúng. Dù là Sầm Vật Cương đến đây cũng chỉ có thể yêu cầu cán bộ Nam Giang để lại kinh nghiệm tốt của mình, cũng không nói được gì khác, không thể nói ra những lời giúp đỡ nhau học tập giống như Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, hơn nữa đám cán bộ Nam Giang nghe mà liên tục vỗ tay đáp lại, có thể thấy uy vọng của Vương Tử Quân với những cán bộ kia là thế nào. Xem ra uy vọng của Vương Tử Quân không phải chỉ là cao mà thôi. Khi Cao Đại Hòa đang thầm nghĩ như vậy, Phương Anh Hồ mời trưởng phòng tổ chức Địch Xâm Hưu của tỉnh Nam Giang phát biểu vài lời. Địch Xâm Hưu chính là trưởng phòng tổ chức mới của tỉnh Nam Giang sau khi Vương Tử Quân đi đến Mật Đông, trước khi đến tỉnh Nam Giang thì luôn công tác ở đơn vị trung ương. Địch Xâm Hưu phát biểu rất ẩn giấu, hắn gọi Vương Tử Quân là lão lãnh đạo ở Nam Giang. Hắn yêu cầu đám cán bộ tạm giữ chức ở Mật Đông phải nhất định chứng thực chỉ thị của Bí Thư Vương, phải cố gắng học tập và trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ tỉnh Mật Đông. Một giờ hội nghị trôi qua rất nhanh, sau khi kết thúc hội nghị thì nhóm người Vương Tử Quân cũng không nhanh chóng rời đi, bọn họ đi xuống đài chủ tịch, bắt đầu tiến hành tọa đàm với các cán bộ tỉnh Nam Giang. Cũng không có nội dung tọa đàm gì cụ thể, thế nhưng những cán bộ tỉnh Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức lại vây quanh lấy Vương Tử Quân. Liên tục trò chuyện cùng Vương Tử Quân. Trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang cười tủm tỉm đứng sau lưng Vương Tử Quân, bộ dạng giống như mình thật sự là cấp dưới của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân cảm nhận được sự nhiệt tình của đám cán bộ Nam Giang mà mình không biết tên mang đến, thế là cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hắn cũng không cho rằng mình làm được vài chuyện ở Nam Giang mà được bọn họ tán thành, thế nhưng điều này không khỏi làm hắn cảm động. Áp lực của sự kiện Đường Trấn Huy rời đi. Áp lực đến từ những công tác gần đây căn bản không là gì với cảm xúc cảm động vào lúc này. Nhưng khi hắn tọa đàm với cán bộ Nam Giang cũng không quên cán bộ tỉnh Mật Đông, bây giờ điều hắn cần làm chính là thực hiện tốt công tác chủ tính chung. Tiếng cười nói liên tục vang lên xây dựng một buổi tọa đàm thành công, lần này Vương Tử Quân cũng không tỏ ra kiểu cách nhà quan, hắn coi mình như một người ngoài cuộc, liên tục cổ vũ và tiến hành trao đổi với các cán bộ hai tỉnh. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp mà vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt lưu luyến, hắn thầm cảm động, thế nhưng bước chân lại càng thêm kiên định. Chương 1593, một anh đấu tranh anh dũng cho tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Ngày 9 tháng 8, hội nghị thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Mật Đông đã kết thúc thắng lợi. Bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương chủ trì hội nghị. Lần này Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua chương trình nghị sự miễn đi chức vụ của đồng chí Đường Trấn Huy, bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên làm quyền Chủ tịch tỉnh.
Nhân dân tỉnh Mật Đông xem chương trình thời sự chủ yếu chú ý đến thông tin Vương Tử Quân trở thành quyền chủ tịch tỉnh Mật Đông. Tin tức này đối với người thường thì bọn họ chỉ có chút giật mình, thế nhưng cũng không quá chú ý, dù sao thì bọn họ còn cách quá xa với vị trí chủ tịch tỉnh như thế này. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều người nghe sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, khi độ tuổi của Vương Tử Quân được thông báo làm cho nhiều người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người này chưa đến 40 đã là chủ tịch tỉnh Mật Đông, đối với nhiều người thì căn bản là quá khủng khiếp. Còn trẻ như vậy đã là chủ tịch tỉnh, có năng lực gì không? Một vài người trưởng thành lão luyện tỏ ra có chút lo lắng. Có nhiều người tỏ ra cảm thán, có người cảm thán thật lòng, có người vì ghen ghét, cũng có người cảm thấy bất mãn thay cho mình. Nhưng dù bọn họ có phản ứng thế nào, ngày 9 tháng 8 này Vương Tử Quân trở thành chủ đề nghị luận chủ yếu trong tỉnh Mật Đông, thậm chí là trong cả nước. Vương Tử Quân là người trong cuộc cũng không nghe thấy những lời nghị luận này. Bây giờ hắn đang ngồi trong phòng khách sạn Thịnh Thế vừa uống trà vừa trò chuyện với Sầm Vật Cương. Lúc này trên mặt Sầm Vật Cương có vài phần đỏ ửng, vừa rồi khi tiếp rượu phó trưởng ban tổ chức trung ương xuống Mật Đông có vài phần sảng khoái, thế cho nên có vài phần men say. Bí thư Tử Quân, không, sau này sẽ là chủ tịch Tử Quân, anh đã biết cơ bản về thế cục ở tỉnh Mật Đông, sau này tôi hy vọng hai ta có thể phối hợp công tác với nhau thúc đẩy kinh tế Nam Giang. Tôi đã lớn tuổi. Không nghĩ đến gì khác, chỉ mong làm tốt một việc, đó chính là không phụ lòng tín nhiệm của tổ chức và nhân dân. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, đầu lưỡi có hơi tê. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương, hắn vừa cười vừa nói, Bí thư Sầm, ngài là cây cột chống trời trong tỉnh Mật Đông, tôi vừa mới đến chưa lâu, mặc dù có được sự giúp đỡ của ngài và chủ tịch Đường, căn bản đã có vài phần hiểu rõ về Mật Đông, thế nhưng những hiểu biết này vẫn còn nông cạn. Làm việc cũng sẽ không thiếu khiếm khuyết, thế nên sau này mong ngài giúp đỡ nhiều hơn. Sầm Vật Cương cười cười, trên mặt có vài phần đắc ý, hắn nói, Chủ tịch Tử Quân, anh nên lớn mật công tác, nếu có người nào đuôi mù cản tay anh cứ nói với tôi sẽ thu thập anh ta. Vương Tử Quân nghe những lời cực kỳ khí phách của Sầm Vật Cương mà chỉ cười cười không nói, biểu hiện này của hắn cũng xem như đánh thức một Sầm Vật Cương đang có chút thất thố. Lão cười cười với Vương Tử Quân, Chủ tịch Tử Quân, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi, cũng không còn sớm nữa, ngày mai có công tác cần làm. Vương Tử Quân bắt tay cáo từ Sầm Vật Cương, hắn nhìn hình bóng Sầm Vật Cương rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Lần đầu tiên hắn đến tỉnh Mật Đông thì có đàm đạo qua với Sầm Vật Cương, khi đó Sầm Vật Cương còn giới thiệu cho hắn không ít tình huống. Nhưng bây giờ sau khi hai người chính thức hợp tác, vị trí của Vương Tử Quân thay đổi lớn. Nhìn qua cuộc nói chuyện lần đầu tiên trước đó lại thấy quá ngắn gọn. Cũng may Vương Tử Quân cũng không ôm hy vọng quá lớn, mặc dù thái độ của Sầm Vật Cương khi đó làm hắn khá thất lạc. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy trong đó không có vấn đề, thế nhưng chủ yếu là thái độ của Sầm Vật Cương. Người này đã có thói quen nói một không hai, vẫn hy vọng mình giống như Đường Chấn Huy trước đó. Xem ra phương diện ma sát là không thể thiếu được. Khi Vương Tử Quân đang thầm cảm khái thì một người phụ nữ trẻ tuổi đi đến bên cạnh hắn nói, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà đã chờ ngài một giờ ở phòng trà lầu 4, anh ấy nói tôi sang hỏi xem ngài có thời gian rảnh không. Cô gái này dáng người cao ráo, mặc trang phục màu xám như tiếp viên hàng không, càng phụ trợ cho cơ thể thêm lung linh. Vương Tử Quân vừa mới uống chút rượu, bây giờ thấy cô gái này thì không khỏi nóng lòng lên. Nhưng Vương Tử Quân lại khống chế khá tốt. Chỉ sau nháy mắt đã khống chế tâm tư như ngựa non của mình, hắn nhìn về phía cô gái rồi cười nói, cô đưa tôi đi gặp mặt Chủ tịch Hà một chút. Phụ nữ luôn mẫn cảm với ánh mắt của đàn ông, khi ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người mình, nàng cảm thấy trái tim đập lên không ngừng. Nàng thật sự có khát vọng tiếp cận mãnh liệt với người đàn ông đứng hàng thứ hai trong tỉnh Mật Đông. Nàng cũng không thiếu tiếp xúc nhiều thứ mặt trái trong khách sạn, nàng cũng biết có vài chị em của mình lấy tuổi xuân ra làm vốn. Chỗ hết tài năng, bây giờ đã là những nữ giám đốc xí nghiệp được người ta chú ý. Nếu như Chủ tịch Vương có ý nghĩ này, như vậy nàng có thể từ chối sao? Vương Tử Quân không biết chỉ một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình mà làm cho trái tim của cô gái kia chạy như hươu non. Hắn được cô gái này đưa lên lầu, hắn vừa đi vừa nghĩ đến chuyện gặp mặt Hà Kiến Trương. Xem ra Hà Kiến Trương tuy là người làm việc cứng nhắc nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất khôn khéo. Đối phương biết rõ vì sao mình đi đến bước này, cũng hiểu bước kế tiếp nên đi thế nào.
Nhìn từ điểm này thì Vương Tử Quân cảm thấy rất thích liên hệ với những người thông minh. Một phút sau Vương Tử Quân được gặp Hà Kiến Trương. Lúc này Hà Kiến Trương đang mặc tây trang ngồi uống trà trong phòng, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn vội vàng đứng lên nói, Chủ tịch Vương, ngài muốn thi triển kế hoạch lớn, tội gì phải làm khổ một người lớn tuổi như tôi. Khi Vương Tử Quân bắt tay Hà Kiến Trương, hắn cười nói, trước khi Chủ tịch Đường ra đi thì có đề cử Chủ tịch Hà với tôi, nói ngài là một cán bộ lão thành ở Mật Đông, cực kỳ hiểu rõ các hạng mục công tác trong tỉnh. Tôi vừa đến Mật Đông chưa bao lâu, kinh nghiệm công tác còn thiếu, lúc này cần có một người kinh nghiệm phong phú như ngài để đền bù khiếm khuyết. Vì sự phát triển của Mật Đông, tôi không thể không đề cử Chủ tịch Hà, nếu không thì còn ai để đề cử nữa. Tuy lần này vừa gặp mặt thì Hà Kiến Trương đã nói lời oán trách với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ vui mừng với tình huống tiến thêm một bước của mình. Đến vị trí của hắn, hắn cảm thấy tốt nhất là mình nên đến công tác thêm một vài năm ở Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nếu như không thể làm được như vậy, chỉ có thể trực tiếp về hưu. Nhưng Hà Kiến Trương không ngờ ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại của một người bạn, nó cho hắn biết mình được xác định là nhân tuyển cho vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Mật Đông. Tin tức này làm cho Hà Kiến Trương cực kỳ khiếp sợ, nếu như không phải người bạn kia có kết giao với hắn nhiều năm, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng người ta đang đùa giỡn mình. Chương 1593, 2, anh đấu tranh anh dũng cho tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Hà Kiến Trương đã ngồi lên vị trí hiện tại hơn 6 năm, đã là một vị phó chủ tịch có lý lịch dày nhất tỉnh Mật Đông, nhưng sau khi từ vị trí bí thư thị ủy đến phó chủ tịch tỉnh thì không được chuyển rời sang vị trí nào khác. Năm xưa vì hắn có tính tình quá cứng nhắc, thế nên bị điều động từ bí thư thị ủy lên phó chủ tịch tỉnh, tuy cấp bậc tăng tiến nhưng người hiểu biết nhìn qua lại cảm thấy thiếu nhiều thứ. Lúc này Hà Kiến Trương được đề cử làm phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng hắn không ngờ tới, nhưng hôm nay khi có thông báo bổ nhiệm, hắn mới chính thức nuốt cảm giác không yên vào trong bụng. Theo Hà Kiến Trương thì người có khả năng tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ nhất chính là Cố Tắc Phiêm. Dù sao thì Cố Tắc Phiêm cũng đã là phó chủ tịch thường ủy. Hơn nữa Cố Tắc Phiêm còn được Sầm Vật Cương giúp đỡ, thế nên chuyện Cố Tắc Phiêm tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ là ván đóng thuyền rồi. Nhưng bây giờ khi mà có kết quả thông báo bổ nhiệm, Hà Kiến Trương vốn là một người sắp lui ra lại trở thành một mâm bánh trái ngon ngọt. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng gương mặt khi rời đi của Cố Tắc Phiêm. Tuy Cố Tắc Phiêm vẫn cười nhưng không thể không nói hành động của người này có chút khiếm khuyết. Thật sự giống như câu nói cười như khóc, biểu hiện này có thể thấy rõ được tâm tình của Cố Tắc Phiêm khi đó là thế nào. Vẻ mặt của Cố Tắc Phiêm làm cho Hà Kiến Trương cảm thấy rất vui sướng, trong số những vị phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cực kỳ có ý kiến với Cố Tắc Phiêm. Người này tiến vào trong hàng ngũ phó chủ tịch tỉnh chậm hơn hắn 3 năm, thế nhưng người ta vừa đi vào đã là phó chủ tịch thường ủy. Cố Tắc Phiêm là người chiếm hết tất cả thiên thời địa lợi. Hà Kiến Trương hắn sao có thể là đối thủ được. Vì vậy những năm qua hắn thầm đánh cờ với Cố Tắc Phiêm, nhưng Cố Tắc Phiêm luôn là người có được ưu thế, đối phương chưa khiêu chiến công khai với mình thì là quá khách khí rồi. Một vài lần Hà Kiến Trương dùng lý lịch và vị trí của mình để lên tiếng, thế nhưng khi đó Cố Tắc Phiêm nắm quyền to trong tay nói rõ ràng, đó là anh nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ tất cả thay đổi, rõ ràng chính là đối phương mới nghĩ quá nhiều. Đây tuyệt đối là một cảm giác hưởng thụ rất tốt. Hà Kiến Trương dù sao cũng là một người có lòng dạ, sau khi trải qua cảm giác vui mừng lúc đầu thì suy tư xem mình nên làm thế nào. Sau khi xác định Vương Tử Quân là người đẩy mình lên vị trí hiện tại, hắn quyết định sẽ theo sát tiến độ của Vương Tử Quân. Thứ nhất là sự kiện này Hà Kiến Trương không có lựa chọn nào khác, nếu Vương Tử Quân đã đẩy mình lên, như vậy sẽ có người nói quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân là rất tốt. Nói ngược lại cũng không ai tin tưởng, thứ hai Vương Tử Quân có thể lấy vị trí phó chủ tịch thường vụ vốn đã là miếng thịt trong miệng Cố Tắc Phiêm ra ngoài, điều này nói rõ Vương Tử Quân có trợ lực hùng mạnh ở tuyến trên. Hơn nữa Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy liên thủ với nhau có thể ngang tay với Sầm Vật Cương, điều này cho hắn biết Vương Tử Quân không phải là người đơn giản, sao hắn không tiếp cận người này cho được. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, ngài quá khen ngợi tôi rồi. Dù tôi có chút kinh nghiệm, thế nhưng nếu so với Chủ tịch Vương thì vẫn quá mặc cảm. Hà Kiến Trương nói đến đây thì nhanh chóng rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó mới nói, nhưng nếu Chủ tịch ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, Hà Kiến Trương tôi nhất định sẽ chăm chú đoàn kết bên cạnh ngài,
hỗ trợ ngài triển khai mở rộng công tác. Hà Kiến Trương nói những lời này căn bản là tỏ thái độ với Vương Tử Quân, tuy nhiều người nhìn qua giống như thừa thãi, thế nhưng một người từ cơ sở tiến lên vị trí hiện tại như Hà Kiến Trương lại cảm thấy nó rất quan trọng. Dù sao thì người xưa cũng nói rõ ràng, chỉ khi nào anh xác định được vị trí và hàng ngũ của mình thì mới có thể cho ra được công trạng. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hoan nghênh những lời tỏ thái độ của Hà Kiến Trương. Mặc dù hắn đẩy Hà Kiến Trương tiến lên, cũng không liên hệ với người này, thế nhưng thông qua những gì Hà Kiến Trương hiểu về tình thế Mật Đông, hắn đã biết Hà Kiến Trương chỉ có thể đi theo mình, nếu không sẽ là cất bước cực kỳ khó khăn. Nhưng những gì suy nghĩ mà sự thật căn bản vẫn cách biệt rất lớn, lúc này Hà Kiến Trương có thể nói ra những lời như vậy thì cũng là rất tốt, thế là Vương Tử Quân vội vàng cười nói, cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Kiến Trương với tôi, bây giờ tôi còn phải khảo sát tình thế ở Mật Đông, sau này các công tác chủ yếu của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phải nhờ vào Chủ tịch Hà, cần ngài quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân nói đến phương diện phó thác công việc cho mình. Lời này Hà Kiến Trương không phải là nghe mà không hiểu, hắn ngây người trong giây lát rồi chợt cảm thấy vui mừng như điên. Dù sao thì một vị phó chủ tịch thường vụ được chủ tịch giao ủy thác, như vậy phương diện quyền lợi cũng không kém gì chủ tịch tỉnh. Ví dụ như Vương Tử Quân, trước đó là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, đây là vị trí tương đối lợi hại, có thể áp chế cho Cố Tắc Phiêm được Sầm Vật Cương giúp đỡ không ngóc đầu lên được. Bây giờ mình có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tất nhiên cũng có được quyền uy tương tự. Nhưng Hà Kiến Trương mừng rỡ và không khỏi cảm thấy bội phục vị lãnh đạo thứ hai tỉnh ủy nhỏ hơn mình 20 tuổi kia. Hắn hiểu mục đích Vương Tử Quân làm như vậy chính là tạo sân khấu cho mình đấu tranh anh dũng, để bản thân Vương Tử Quân có thể yên ổn làm các công tác khác. Hà Kiến Trương không cảm thấy Vương Tử Quân cho mình đấu tranh anh dũng là có gì không ổn, bây giờ Vương Tử Quân đã là quyền chủ tịch tỉnh. Thế nhưng còn cách vị trí chủ tịch tỉnh một đợt tuyển cử của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mặc dù nhiều người xem ra đó chỉ là hình thức, thế nhưng thực tế thì chuyện này cũng có nguy hiểm. Nếu như Vương Tử Quân đắc tội với quá nhiều người, bị người ta lấy đó làm cái cớ công kích, thậm chí bị người ta thông qua thủ đoạn để làm cho tuyển cử thất bại, như vậy tuyến trên sẽ phải suy xét lại. Nếu Hà Kiến Trương là người đấu tranh anh dũng, Vương Tử Quân có thể đứng trên cao nắm phương hướng, sẽ ít đắc tội với người. Vì vậy có thể nói là một công đôi việc. Nhưng Hà Kiến Trương cũng không quá tức giận vì tính toán của Vương Tử Quân, đắc tội với người cũng không có gì là hay, trước kia khi hắn còn chưa là phó chủ tịch tỉnh thì còn quyết tâm làm việc theo lương tâm, sau khi thành phó chủ tịch tỉnh thì vẫn không thay đổi ý nghĩ này, đắc tội với khá nhiều người. Bây giờ Vương Tử Quân để mình xông lên phía trước, căn bản là mạnh hơn thời điểm trước kia một mình quyết đấu rất nhiều. Chủ tịch Vương cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Sau khi nghe xong lời nói của Hà Kiến Trương thì Vương Tử Quân cười ha hả. Hai người cùng uống trà, sau đó Hà Kiến Trương khẽ nói, Chủ tịch Vương, trước khi ngài tiến lên làm chủ tịch tỉnh, ngài nên công tác thận trọng và an phận, nhưng tôi cảm thấy ngài cũng không phải không nên làm gì, nếu không thì người ta sẽ có chuyện để nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Trương rồi nói, tôi cũng có tính toán như vậy, Chủ tịch Hà. Thừa dịp này hai ta thương lượng chuyện này một chút. Vương Tử Quân nói ra tính toán của mình một lượt, Hà Kiến Trương nghe lời nói của Vương Tử Quân, thế là gương mặt từ khiếp sợ trở nên vui mừng như điên. Chương 1594, 11 Thanh Đao. Trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cố Tắc Phiêm đang khẽ nói chuyện với Phó Chủ tịch Chủ quản Giáo dục Hoàng Kiên Thận, hai bên cười đùa vui vẻ đủ để nhìn thấy tâm tình của bọn họ là không tệ. Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì vui cũng đừng giữ một mình, cũng nên nói cho người khác biết. Ngồi đối diện với Hoàng Kiên Thận là Phó Chủ tịch Thi Thịnh Phi, hắn lớn tiếng nói với Hoàng Kiên Thận. Hoàng Kiên Thận hơn 50 tuổi, trước kia từng là giáo sư của trường đại học, nhìn qua luôn ôn hòa nhã nhặn. Hắn có quan hệ khá bình thường với Thi Thịnh Phi, lúc này nghe thấy Thi Thịnh Phi nói như vậy thì cười nói, có chuyện gì vui đâu, tôi chỉ báo cáo về những công tác trong thời gian gần đây cho Chủ tịch Cố mà thôi. Đoạn đối thoại giữa hai người này cũng thu hút sự chú ý của những vị phó chủ tịch khác, thế nhưng bây giờ nghe Hoàng Kiên Thận nói lời từ chối thì những người còn lại nhanh chóng bận rộn công việc của mình. Nhưng Lôi Yên Hồng là nữ phó chủ tịch duy nhất trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông lại cười nói, Chủ tịch Hoàng, anh rõ ràng là ức hiếp chúng tôi không có bằng cấp cao như ngài, báo cáo công tác nếu được sinh động và liên tục vang lên tiếng cười như hai vị,
như vậy không phải là phương diện báo cáo này có nghệ thuật rất cao sao? Lôi Yên Hồng dù là nữ thế nhưng cũng đi lên từng bước từ cơ sở, luôn có một khí thế mạnh mẽ áp chế cả Hoàng Kiên Thận. Mặc dù đa số thời điểm nàng biểu hiện giống như một người phụ nữ dịu dàng, thế nhưng vào thời điểm quan trọng, nàng căn bản có thể ra mặt ngay lập tức. Hoàng Kiên Thận dù là đàn ông thế nhưng gặp phải một nữ đồng sự như thế cũng có ba phần e ngại. Lúc này Hoàng Kiên Thận nghe thấy lời trêu chọc của Lôi Yên Hồng, hắn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cố Tắc Phiêm ngồi bên cạnh lại cười nói, anh Hoàng không thể nói ra được nhưng tôi có thể nói cho Chủ tịch Lôi hiểu. Vừa rồi anh Hoàng nói vị phó hiệu trưởng là tiến sĩ vừa đi du học bên ngoài về, chuẩn bị cạnh tranh vị trí hiệu trưởng đại học rừng mật. Lôi Yên Hồng có chút sững sốt, sau đó cười nói, dám nghĩ dám làm, tôi cảm thấy biết dùng người cũng không có gì sai, chỉ cần anh ấy có thể đưa trường đại học rừng mật phát triển đến tầm cao mới, cho anh ấy làm hiệu trưởng cũng không là vấn đề. Hơn nữa tôi nghe nói trong trường cũng có tỷ lệ giúp đỡ anh ấy rất cao, như vậy có nghĩa là gì? Rõ ràng là cơ sở quần chúng rất tốt. Hừ hừ, Chủ tịch Yên Hồng, ngài cho rằng như vậy thì các đồng chí sở giáo dục cũng không biết tóc mọc nhiều hay ít sao? Cố Tắc Phiêm hừ lạnh một tiếng rồi dùng giọng không cho là đúng nói, hôm nay Chủ tịch Vương mở hội nghị văn phòng đầu tiên, mọi người nên chú trọng việc của mình đi. Cố Tắc Phiêm nói những lời này tuy bình thản, thế nhưng hắn vừa nói dứt lời thì ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiếc ghế còn đang để trống. Phòng họp có đặt một chiếc bàn dài hình oval, hắn là phó chủ tịch thường ủy thì vị trí ở phía bên phải chiếc ghế kia, còn chiếc bên trái là của phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương. Cố Tắc Phiêm thật sự không phục khi đối diện với tình huống Hà Kiến Chương chán nản nhiều năm lại được tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Thế nhưng hắn không phục cũng không làm gì được, Hà Kiến Chương có người chống đỡ, tiến lên một bước vào lúc này xem như đi xa hơn rất nhiều. Cửa bị đẩy ra. Vương Tử Quân vừa trò chuyện với Hà Kiến Chương vừa đi vào phòng. Vương Tử Quân nhìn lướt qua đám người Cố Tắc Phiêm, sau đó đi về phía chiếc ghế chính giữa của mình. Tuy Vương Tử Quân sớm biết vị trí này thuộc về mình, thế nhưng khi ngồi xuống thì cũng không khỏi có chút run rẩy. Hắn ngồi lên vị trí này không những chỉ là tiến lên một bước, còn có trách nhiệm khá nặng nề. Trên gương mặt Vương Tử Quân luôn treo nụ cười thản nhiên, sau khi ngồi xuống thì cười nói. Mọi người nếu như không có chuyện gì đặc thù thì bây giờ bắt đầu họp. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời này thì phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Đám người nơi đây không xem nhẹ vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia, dù sao thì những gì Vương Tử Quân đã làm được khi đến Mật Đông cũng làm cho bọn họ rất kiêng kỵ. Khi Đường Chấn Huy ngồi lên chiếc ghế kia chỉ là diễn viên phối hợp cho Sầm Vật Cương, nhưng bây giờ là Vương Tử Quân thì sao? Đối phương sẽ làm việc mạnh mẽ như trước hay là nghỉ ngơi dưỡng sức và buồn bực không lên tiếng? Đầu tiên Vương Tử Quân phát biểu vài lời ngắn gọn, nội dung chỉ có 3 điểm, thứ nhất là khẳng định công tác của Đường Chấn Huy, tỏ vẻ sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Đường đã vạch ra, cho ra cống hiến với tỉnh Mật Đông, điểm này tuy nói ra khá bình thường nhưng căn bản không thể thiếu, dù sao thì khẳng định công tác của Đường Chấn Huy chính là khẳng định công tác của đám người nơi đây. Thứ hai chính là nói về phương diện đoàn kết, điểm này Vương Tử Quân cũng không đi vào quá sâu. Thế ba chính là phương diện phân công, Hà Kiến Chương là phó chủ tịch thường vụ thế nên tiếp quản công tác trước đó của Vương Tử Quân, thậm chí có một vài công tác mà Vương Tử Quân cũng không nói nhiều mà trực tiếp ném cho Hà Kiến Chương. Cũng không có ai phản đối lời đề nghị của Vương Tử Quân, dù sao thì Hà Kiến Chương cũng là phó chủ tịch thường vụ, hơn nữa một vài công tác liên quan trước đó cũng nằm trong tay người này. Vương Tử Quân sắp xếp xong thì cười nói với mọi người, các đồng chí, mọi người nếu có ý kiến gì thì cứ nói, đây là lần đầu tiên ban ngành chúng ta tổ chức hội nghị văn phòng, mong mọi người giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Mọi người đều hiểu đây chỉ là những lời nói khách sáo của Vương Tử Quân khi vừa mới nhận chức, cũng không mong có ai nói ra những ý kiến bất đồng. Khi mọi người đang trầm mặc thì Cố Tắc Phiêm trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, tôi có một việc cần báo cáo với anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Cố Tắc Phiêm. Lúc này Cố Tắc Phiêm nhấp một ngụm trà rồi mới trầm giọng nói, chiều qua bí thư Sầm gọi tôi đi qua, khi đó có mặt các đồng chí của thành phố Linh Long, anh ấy hỏi tôi vì sao khu công nghệ của thành phố Linh Long còn chưa được phê duyệt. Khi đó tôi cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Tuy bí thư Sầm không nói gì, thế nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Hạng mục khu công nghệ của thành phố Linh Long đã được duyệt.
thế nhưng đưa lên cho ủy ban cải cách đã 3 tháng rồi mà chưa có một chỉ thị nào, đây là vấn đề gì? Tôi cảm thấy chúng ta nên điều tra một chút, căn bản là xử lý những người đang cố gắng cản trở sự phát triển của địa phương, bày ra tư thái giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế. Cố Tắc Phiêm lên tiếng làm cho phòng họp chợt trở nên an tĩnh, còn chuyện khu công nghệ thành phố Linh Long, ở đây có khá nhiều người biết rõ. Hạng mục này sở dĩ không được duyệt là vì Vương Tử Quân có chỉ thị, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo đúng điều lệ, những gì thành phố Linh Long báo cáo là không hợp cách, thế nên không được thông qua. Chương 1594-2, một thanh đao. Lúc này Cố Tắc Phiêm thông qua Bí Thư Sầm để biểu đạt ý nghĩ của mình, càng yêu cầu Vương Tử Quân xử lý lãnh đạo ủy ban cải cách, đây rõ ràng là một hành vi khiêu khích. Hầu như trong nháy mắt thì mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ muốn xem Vương Tử Quân làm sao để hóa giải thế tiến công của Cố Tắc Phiêm. Trước kia Đường Chấn Huy được Vương Tử Quân giúp đỡ và có được vị trí nói 102, lúc này không còn Đường Chấn Huy, Vương Tử Quân lại vừa mới tiến lên, chẳng lẽ cũng sẽ rơi vào tình huống của Đường Chấn Huy như trước kia sao? Đường Chấn Huy trước kia bị Sầm Vật Cương áp chế cho cực kỳ bực tức, thế nhưng vì người này sắp lui ra nên cũng không ai muốn đắc tội, dù sao nếu người này mất mặt thì chính mình cũng mất mặt. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, người này vừa trở thành quyền chủ tịch tỉnh, còn chưa được tuyển cử qua Hội đồng Nhân dân. Nếu như có tranh chấp với Cố Tắc Phiêm ở phương diện này, như vậy dù có kết quả gì cũng có chút bất lợi. Khi mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng không mở miệng mà Hà Kiến Trương ở bên cạnh lại hắng giọng nói, Chủ tịch Cố, Bí Thư Sầm có phải là gọi sai người rồi không? Anh sao lại hăng hái giúp đỡ tôi như vậy? Thế này đi, để tỏ lòng hăng hái và cũng là lời xin lỗi của tôi, tối nay anh cứ chọn địa điểm, tôi sẽ uống với anh vài ly. Tất nhiên, lần này là tôi tự bỏ tiền túi ra, thế nên anh cũng không nên chọn những nơi quá đắt tiền, quá xa hoa. Nếu phải bỏ ra nhiều tiền thì bà nhà tôi cũng không bỏ qua cho tôi. Hà Kiến Trương nói đến đây thì không chờ Cố Tắc Phiêm lên tiếng mà nói tiếp, Chủ tịch Cố, anh cũng không nên chối từ, nếu không là xem thường tôi. Cố Tắc Phiêm thầm nghĩ tôi nào quan tâm đến anh, con bà nó lần này là mình quá xui xẻo, nhưng anh được Vương Tử Quân đẩy Ellen, anh nghĩ rằng trình độ của anh hơn tôi sao. Nhưng lúc này trước mặt quá nhiều người, hắn không dám nói ra những lời khinh thường với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương lên tiếng thì sự việc có vẻ không dễ làm. Cố Tắc Phiêm chợt sinh ra một cảm giác xấu, lúc này chợt nghe Hà Kiến Trương nói tiếp, chuyện này tôi biết rõ, sở dĩ chưa phê duyệt cho thành phố Linh Long, trách nhiệm không phải nằm lên người của ủy ban cải cách, trách nhiệm chủ yếu thuộc về phía thành phố Linh Long. Đồng chí Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đang làm gì? Bọn họ không làm tốt phương diện bảo vệ môi trường, thế nhưng vẫn cố gắng đưa hạng mục lên tỉnh. Chủ tịch Vương, chuyện này nếu như Bí Thư Sầm đã hỏi, lát nữa tôi sẽ đi giải thích cho Bí Thư Sầm. Hà Kiến Trương nói xong thì quay sang nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, chuyện này chúng ta cần phải giải thích một chút với Bí Thư Sầm, nhưng hai đồng chí Đổ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ lại không tuân theo kỷ luật tổ chức, cũng không thể bỏ qua như vậy được. Tôi sẽ đề nghị Bí Thư Sầm tiến hành phê bình hai người này. Nếu như không phải là Hà Kiến Trương tiếp chiêu, như vậy Cố Tắc Phiêm có thể đối kháng vài câu với Vương Tử Quân. Khốn nổi bây giờ Vương Tử Quân đã từ vị trí của người trực tiếp tham gia chuyển thành trọng tài, cho dù anh có như thế nào cũng không thể gây khó dễ cho trọng tài được. Cố Tắc Phiêm đã sớm có âm mưu, thế nhưng đối mặt với tình huống này lại cảm thấy mình khó thể xoay người, thế nên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói Chủ tịch Vương, tôi xem cứ như vậy là được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói, à... Chuyện này chủ yếu là chúng ta còn chưa kịp thời liên hệ đối với những công tác hiện hữu, đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Sau này chúng ta nhất định phải tăng cường phương diện này. Nếu như không còn chuyện gì khác, bây giờ tan họp. Khi Vương Tử Quân cất bước rời đi, nhóm người Hà Kiến Trương cũng đi theo. Cố Tắc Phiêm nhìn đám người rời khỏi phòng mà cảm thấy áp lực trên vai mình càng nặng nề. Trường tiểu học số 2 thành phố Rừng Mật lúc này có một hàng dài người đang xếp hàng, tuy vẫn chưa đến 7 giờ sáng thế nhưng nhóm phụ huynh xếp hàng nơi đây đã có mặt từ lúc 4-5 giờ. Tuy bây giờ trên cơ bản thì mỗi trẻ em đều được đến trường, thế nhưng trường học tốt xấu thế nào lại khác nhau. Ví dụ như trong thành phố Rừng Mật, trường tiểu học số 2 và những trường khác cách nhau một trời một vực.
Trong nước cho đến nay chưa từng thiếu những bậc cha mẹ muốn sáng tạo cho con mình điều kiện học tập tốt nhất, các bậc cha mẹ có thể nói là việc gì cũng có thể làm được, từ mời khách, quà cáp, tìm người kiếm quan hệ. Bình thường vì chuyện của mình thì chưa chắc đã quá chú trọng như vậy, thế nhưng vì chuyện của con cái mà phải lặn lội vất vả rất nhiều. Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc Santana bình thường, hắn nhìn đám phụ huynh xếp hàng dài vì con cái, thế là không khỏi cảm khái. Làm cha làm mẹ đến bây giờ cũng không phải chỉ là một câu nói suông. Những trường học khác có phải đều như thế này không? Vương Tử Quân hỏi Triệu Hiểu Bạch đang ngồi ở phía sau. Triệu Hiểu Bạch gật đầu nói, Chủ tịch, đại bộ phận các trường đều như thế này, nhưng những trường có thành tích dạy học không tốt thì không được như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, bây giờ là mùa trẻ con đến trường, hắn cũng bị liên lụy vì việc học của con. Lúc này hắn vừa mới nhận chức. Hắn có thể đốt lửa nhưng không nên cháy quá lớn, cũng không nên quá kém, càng không vì nó mà đắc tội với quá nhiều người. Chuyện của mình còn làm chưa xong mà đắc tội với nhiều người, đây là hành vi không khôn ngoan. Vương Tử Quân đã đi lên từ cơ sở, hắn căn bản hiểu rất rõ điều này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch một câu. Triệu Hiểu Bạch lấy từ trong cặp ra một túi hồ sơ màu trắng rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, chuyện này nếu không thì để tôi đi thôi, ngài. Ngài đi cũng không phù hợp. Tôi cũng là phụ huynh học sinh, đi xếp hàng báo danh cho con mình thì có sao. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi việc đều phải chính thức, thế nên tôi đi thì hay hơn. Vương Tử Quân nói rồi cầm lấy chiếc kính đã chuẩn bị sẵn rồi cười nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu xem, bây giờ tôi còn giống Chủ tịch Vương nữa sao. Lúc này Vương Tử Quân cũng không mặc tây phục như bình thường, mặc một bộ quần áo thun, bên dưới là chiếc quần jean, lại có một đôi giày vải, làm cho người ta cảm thấy đây là một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Triệu Hiểu Bạch tuy mỗi ngày công tác bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nếu như mình thấy một Vương Tử Quân như thế này ngoài đường, chỉ sợ là không nhận ra được. Hơn nữa dù là có người đã quen mặt Vương Tử Quân, cũng sẽ không cho rằng người mình được gặp là Vương Tử Quân. Dù sao thì người ta đường đường là chủ tịch tỉnh, cần gì phải đi xếp hàng nộp hồ sơ cho con. Chương 1595, giúp người là giúp mình. Vương Tử Quân xuống xe chậm rãi đi về phía hàng người, khi hắn chuẩn bị đi xuống cuối hàng, chợt thấy có vài chiếc ghế để trống. Khi hắn đang do dự có nên vượt qua những chiếc ghế này hay không, đột nhiên có người lớn tiếng nói, tiểu tử kia. Cậu cũng không được chen ngang, yêu cầu xếp hàng văn minh. Vương Tử Quân nghe những lời này mà không khỏi sững sờ, hắn thấy có một ông lão ngồi dưới bóng cây lớn tiếng nói với mình. Vương Tử Quân cười cười, hắn nhanh chóng ngồi ở phía sau những chiếc ghế kia. Chỉ một lát sau thì sau lưng hắn lại có thêm nhiều người đến ngồi xuống. Sau lưng Vương Tử Quân chính là một thiếu phụ tuy cũng không phải quá xinh đẹp, thế nhưng mùi hương nước hoa lại làm cho người ta sinh ra cảm giác gay mũi. Khi Vương Tử Quân định tiến lên một bước để tránh khỏi mùi hương nước hoa nồng đậm, người thiếu phụ sau lưng lại tiến lên hai bước, bộ ngực ngọn thiếu chút nữa đâm lên sau lưng hắn. Xem ra mình cũng có khí thế lắm ấy chứ, đến đây xếp hàng cũng có người muốn ngã vào lòng mình. Vương Tử Quân thầm sinh ra ý nghĩ buồn cười, thế là không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng. Vương Tử Quân thấy người phụ nữ sau lưng bụng mũi. Động tác này làm cho tâm tư vừa mới bùng phát của Vương Tử Quân chợt có chút đả kích. Nhưng động tác này của người ta cũng không khỏi làm hắn tìm về lòng tự trọng của mình. Hắn thấy người phụ nữ kia nghiêng về phía trước, mục tiêu là phía sau mình. Lúc này Vương Tử Quân hiểu chuyện gì xảy ra, sau lưng người phụ nữ kia là một người đàn ông hơn 40 mặc một chiếc áo trắng hàng vỉa hè, thế là trong lòng hắn đoán được thân phận của người ta. Người này nhìn qua giống như một công nhân vào thành phố làm việc. Hai tay ngăm đen đã biểu hiện thân phận lao động chân tay của chính bản thân. Chị có thể giúp tôi xem xét một chút được không, hồ sơ của tôi còn thiếu cái gì? Người đàn ông kia căn bản không thấy người phụ nữ kia đang tỏ ra cực kỳ chán ghét mình, hắn cầm sấp hồ sơ trong tay hỏi người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ kia đang muốn trốn đi còn chưa kịp, bây giờ thấy người đàn ông sau lưng mở miệng hỏi thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Nàng cố gắng nghiêng người về phía trước. Ép Vương Tử Quân càng phải tiến lên một chút, nếu không thì hai người sẽ dán vào nhau. Anh gọi ai là chị, cũng không nhìn xem ai lớn tuổi hơn sao. Anh cách xa tôi ra một chút,
Người phụ nữ dùng giọng thiếu kiên nhẫn nói với người đàn ông sau lưng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ảm đạm của người đàn ông kia, hắn nói với người phụ nữ sau lưng mình, đồng chí, nếu không thì hai ta đổi chỗ nhé. Vương Tử Quân vốn ở phía trước, hơn nữa người phụ nữ này căn bản không muốn tiếp cận với người đàn ông phía sau. Bây giờ thấy một người đàn ông đẹp trai như Vương Tử Quân chủ động ra phía sau, điều này có thể nói là không gì tốt hơn với nàng. Vậy cảm ơn anh, người phụ nữ nói rồi thay đổi vị trí cho Vương Tử Quân. Sau khi đổi chỗ thì Vương Tử Quân nhìn người đàn ông có tinh thần sa sút ở phía sau nói, anh à, tôi xem anh thiếu cái gì nào. Vừa rồi người đàn ông này bị người phụ nữ phía trước đả kích không nhỏ, bây giờ thấy Vương Tử Quân là một người thành phố chủ động xem giúp mình, thế là không khỏi có chút hưng phấn. Hắn vội vàng đưa thứ trong tay của mình cho Vương Tử Quân, đại ca, tôi đã chuẩn bị vài tháng rồi, bây giờ anh xem còn thiếu cái gì không. Vương Tử Quân cầm hồ sơ của người đàn ông kia nhìn qua, phát hiện bên trong có sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy khai sinh, giấy xác nhận tạm trú. Vương Tử Quân rất quan tâm đến phương diện giáo dục con cái, tê hế nên hắn hiểu rất rõ những gì cần trong lúc nộp hồ sơ nhập học cho con. Hắn biết rõ hồ sơ của người đàn ông này thiếu một phần quan trọng nhất, chính là giấy chứng nhận sử dụng đất. Lúc này giá nhà cửa rất đắt. Người bình thường vào thành phố làm công khó thể nào mua được nhà ở. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, có lẽ cũng khá đầy đủ rồi. Thật vậy sao, cảm ơn anh, người đàn ông nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông không biết lấy đâu ra một miếng nhựa làm cây quạt, hắn vừa đưa cho Vương Tử Quân, tỏ ý quạt cho mát, vừa nói, tôi là Lý Tiểu Trụ, nhà ở thành phố Đồng Lục nhưng đến làm công ở thành phố Rừng Mật được 2 năm rồi. Bây giờ con cái đã lớn, muốn đưa con đến sống cùng với bố mẹ ở Rừng Mật. Vương Tử Quân cũng không từ chối cảm hứng của người đàn ông bên cạnh, hắn vừa quạt vừa cười nói, tôi họ Vương, vừa đến thành phố Rừng Mật chưa bao lâu, anh ở gần đây sao? Đúng vậy, tôi nghe nói trường tiểu học số 2 là tốt nhất, thế nên một nước trước đã thuê phòng gần nơi này. Chỉ là nói thật với anh, nơi này không thuận tiện cho tôi như nơi ở trước. Vì hàng xóm nơi đây trên cơ bản đều rất khó tiếp xúc, dù là ở bên cạnh thấy mặt cũng chỉ gật đầu mà thôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn cảm thấy rất tán thưởng một người thẳng thắn như Lý Tiểu Trụ. Lý Tiểu Trụ là người thích trò chuyện, thế nên chỉ sau một lúc đã nói ra tình huống của mình cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân từ trong miệng của Lý Tiểu Trụ mà biết người này cùng vợ đến thành phố Rừng Mật làm việc, vợ của Lý Tiểu Trụ làm công trong một nhà hàng, con cái bây giờ đã 6 tuổi. Trước kia con được gửi lại cho ông bà ở quê, bây giờ đến tuổi đi học, thế nên hai vợ chồng định đưa con đến ở bên cạnh mình. Đối với người bình thường thì đưa con đến ở với mình căn bản là một việc dễ dàng, nhưng đối với hai vợ chồng làm công như Lỗ Đỉnh Thành, có thể nói là phải chuẩn bị cả năm trời. Vương Tử Quân nghe câu chuyện của Lý Tiểu Trụ mà không khỏi cảm thấy chua xót, thế nhưng hắn vẫn cười an ủi Lý Tiểu Trụ, đưa con đến ở cùng thật sự là một chuyện rất tốt. Anh không có giấy tờ nhà đất, căn bản không được nhận hồ sơ. Tôi khuyên anh không nên lãng phí thời gian ở đây, nên đi đến trường tiểu học Bắc Thành, nơi đó chỉ cần bỏ ra chút tiền là được nhận, còn chỗ này thì căn bản là không được. Người phụ nữ thay đổi vị trí cho Vương Tử Quân chợt mở miệng nói. Lời nói của người phụ nữ kia giống như một cây búa tạ đập lên đầu làm cho cơ thể của Lý Tiểu Trụ có hơi rung chuyển. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người phụ nữ kia rồi trầm giọng nói với Lý Tiểu Trụ, anh cứ thử mà xem, không thử thì sao biết được có thành công hay không. Tôi biết rõ anh có lòng tốt, thế nhưng làm như vậy chỉ ép anh ta tốn công. Anh không biết nhưng tôi có nghe người ta nói, muốn học ở chỗ này thì ít nhất phải có tiền phí tài trợ. Người phụ nữ lên tiếng, sau đó khẽ vươn ngón tay của mình, tỏ ý phải có thu nhập 10.000. 10.000 có thể nói là 2 năm tiền lương của một người đi làm công như Lý Tiểu Trụ. Để tôi thử xem, Lý Tiểu Trụ do dự một chút rồi cũng quyết định chờ một chút, dù sao thì hắn vì chuyện này mà mất không ít ngày chuẩn bị, mục đích chính là muốn con gái của mình được học tập như con em người ta. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bàng hoàng của Lý Tiểu Trụ, hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc. Hắn vỗ vỗ vai của Lý Tiểu Trụ rồi thản nhiên nói, anh à, không có gì đâu. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì nhóm người phía trước đã được tiến lên nộp hồ sơ. Bạch Khiết, tài liệu của chị còn thiếu một phần chứng minh thu nhập, chị bổ sung rồi nộp lên là được.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lật xem hồ sơ của người phụ nữ đứng trước Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Bạch Khiết nghe người đàn ông kia nói như vậy thì giống như trúng thưởng lớn, nàng liên tục cảm ơn, sau đó đi ra bên ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.